Chương 600, quan lớn từ kinh thành, 1 cộng 2. Đưa cho lão đầu tử, em thì không kiếm được một viên nào. Đại ca, anh nói xem, em còn không kiếm được cô gái nào, ai? Tề Thiên tỏ vẻ khổ sở, thực sự đáng thương, làm người ta buồn cười. Xem ra lão đầu tử nhà cậu thật đúng là cao cường, ha ha ha. Diệp Phàm không nhịn nổi, cười khan lên tiếng. Y thầm nghĩ, không biết Tề Chấn Đào có mấy tình nhân, hai viên thuốc đều dùng hết rồi, còn tới đòi hỏi. Tuy nhiên người ta đường đường là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, nếu muốn cô gái nào, bọn họ lại chẳng từng tá tự nguyện hiến thân. Không phải đại ca, lão đầu tử nhà em rất nghiêm túc, chỉ một lòng với mẹ em, chưa bao giờ lăng nhăng bên ngoài. Tề Thiên lập tức lên tiếng phản bác. Có lẽ là vậy. Diệp Phàm nửa cười nửa không, hiển nhiên không tin, thầm nghĩ, nếu trung thành với mẹ cậu, tại sao lại dùng Xuân Cung Hoàn nhanh như vậy, lẽ nào phó chủ tịch tỉnh Tề dùng lúc đùa với bà xã? Đại ca không tin, em nói thật với anh. Tuy nhiên đại ca ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ chọc ra phiền toái. Tối nay em muốn dẫn anh đi gặp một người, đương nhiên là lão đầu tử nhà em bày mưu đặt kế. Tề Thiên lộ ra vẻ thần bí. Cậu nói nghe xem. Diệp Phàm thu lại nụ cười, tỏ ra thận trọng. Nếu đã là người phó chủ tịch tỉnh Tề giới thiệu cho mình đi gặp, người này nhất định có chút ít phân lượng. Có lẽ còn là người có cùng cấp bậc với phó chủ tịch tỉnh Tề. Nếu mình có thể quen biết được người như thế đối với bản thân mình mà nói chỉ có lợi không có hại. Là như vậy, dược hoàn của đại ca còn có một tác dụng, hình như nghe nói có thể trị một số bệnh tái phát tương đối nhẹ. Lần trước vụ trưởng Phong sau khi mang về thủ đô, cho một đại nhân vật dùng thử nói là hiệu quả rất tốt. Có lẽ dùng kiên trì, một tháng một viên, một năm hoặc là hai năm sau đoán chừng có thể hoàn toàn hồi phục. Đương nhiên, cũng chỉ là một số bệnh tái phát tương đối nhẹ, em cũng suy đoán như vậy, chuyện này người ta đương nhiên sẽ không nói, có lẽ không phải là nguyên nhân này cũng không chừng. Tề Thiên dáng vẻ hớn hở, hơi có vẻ thần bí nói. Đại nhân vật nào? Cậu có thể tiết lộ một chút hay không? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi, tỏ ra hứng thú. Người mà ngay cả Tề Thiên cũng nói là đại nhân vật, hơn nữa còn là đại nhân vật của thủ đô, vậy khẳng định là nhậm chức ở ủy ban hoặc trung ương rồi. Trái tim Diệp Phàm bất giác lại nhảy dồn dập, mặc dù đại nhân vật cũng đã gặp mấy người, nhưng hầu hết đều công tác trong tỉnh. Trước mắt mà nói, chỉ có một phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào. Còn trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt chỉ là quan hệ bên ngoài, trước kia lúc không biết đã gặp qua một lần, cũng không có giao tình gì. Có lẽ dựa vào quan hệ của Tề Thiên với Tề Chấn Đào coi như là dính vào một chút. Tuy nhiên hiện tại cấp bậc của mình còn quá thấp, còn chưa có cách nào chính thức tiến vào trong tầm mắt Tề Chấn Đào, điểm này Diệp Phàm vẫn biết rõ. Đối với loại quan viên có cấp bậc như Tề Chấn Đào, người có thể lọt vào tầm mắt của y, ít nhất cũng phải là cán bộ cấp vụ trưởng mới được. Trương Vệ Thanh, người này khẳng định anh chưa nghe nói. Tề Thiên nói. Ừ. Diệp Phàm lắc đầu. Quan lớn Hoa Hạ cũng không ít, mình biết mấy đầu sỏ như chủ tịch nước, làm sao biết được một số quan lớn phía dưới, quá nhiều, muốn nhớ cũng không nhớ được. Cấp bậc của y không cao, thư ký, so với lão đầu tử nhà em còn thấp hơn một cấp. Tề Thiên cười nói. So với lão đầu tử nhà cậu còn thấp hơn một cấp ít nhất cũng phải là cấp trưởng ban. Đối với chúng ta mà nói chính là quan lớn rồi. Tuy nhiên vừa rồi nghe cậu nói y là thư ký, vậy địa vị của chủ nhân phía sau y có thể cao đến trời. Thư ký đã là cấp trưởng ban, chủ nhân ít nhất cũng phải là bộ phó sao. Trong ánh mắt Diệp Phàm lóe lên một tia lấp lánh. Người tên là Trương Vệ Thanh khẳng định được xem là một đại lão rồi. Đúng vậy, chủ nhân là phó chủ nhiệm văn phòng trung ương Hứa Chính Dương, quan lớn cấp bộ chính tông. Tề Thiên nói ý nhị. Xem ra cho dù đối với Tề gia mà nói, có thể kết nối với đường dây của Hứa Chính Dương cũng là một tài nguyên chính trị cực kỳ lớn. Vậy cậu nói dược hoàn rốt cuộc cầm đi cho ai dùng? Diệp Phàm nửa cười nửa không, nhìn Tề Thiên. Chuyện này em không rõ lắm, có lẽ là thư ký Trương dùng. Có lẽ là chủ nhân sau lưng của y. Tuy nhiên chuyện này cũng khó nói, thư ký Trương quen biết những người có tầng diện rất cao. Vị trí đặc thù ở văn phòng trung ương, giao tiếp với quan lớn khẳng định đặc biệt nhiều, ở vị trí của y, cán bộ cấp phòng chỉ là rau cải trắng, cán bộ cấp phụ trong mắt y tựa như củ cải, cán bộ cấp bộ mới là nhân vật trọng yếu, chẳng qua, cũng chưa chắc được Hứa Chính Dương trọng dụng.
chuyện này rất khó đoán. Tề Thiên suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy không chắc chắn. Muốn bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Số này. Tề Thiên xòe tay ra. Nhiều như vậy sao, 6 viên. Diệp Phàm có chút đau lòng, bởi vì Xuân Cung hoàn chế luyện cũng không dễ dàng. Phải dùng khí tức nội kình, trong thời gian một tháng cũng chỉ làm được mấy viên. Hơn nữa nguyên vật liệu bây giờ càng ngày càng ít, không có gạo làm sao nhóm lửa. Ha ha, đúng là nhiều thật, nhưng đại ca, có thể giao tiếp với loại người có cấp bậc như Trương Vệ Thanh đối với lăn lộn quan trường của anh, bây giờ có lẽ không dùng được, tuy nhiên sau này tuyệt đối có thể dùng được. Thư ký Trương vẫn còn rất trẻ, nghe cha em nói y mới khoảng 32 tuổi. Sau này tiền đồ khẳng định vô lượng, nếu như ngày nào đó có thể bò lên chức chủ nhiệm văn phòng trung ương thì không phải rất tốt sao, đây chính là cấp bậc ngang hàng với phó thủ tướng. Hơn nữa vị trí đó là đặc biệt phục vụ cho lãnh đạo cấp cao trung ương, phương diện năng lượng, hắc hắc, em không cần nói chứ. Tề Thiên cười khan. Đối với chuyện này, Diệp Phàm đương nhiên cũng hiểu, văn phòng trung ương đó là bộ phận như thế nào, mới nghĩ đã thấy đáng sợ, đây chính là bộ phận có thể trực tiếp thông thiên. Ha ha, đối với tôi mà nói, tạm thời cách y xa một chút. Đoán chừng Tề gia các người càng hy vọng có thể thông qua chuyện này kết nối với đường dây này. Diệp Phàm trực tiếp đâm trúng tâm tư mờ ám của Tề Thiên. Hắn liếc mắt nhìn Tề Thiên lại cười nói. Có phải lão đầu tử nhà cậu phái cậu tới nói chuyện với tôi phải không? Hắc hắc, Tề Thiên cười khan không nói. Được rồi, lúc nào đi? Diệp Phàm cười nói. Lập tức, lập tức. Tề Thiên nói. Vậy thì đi, chẳng qua thư ký Trương có dễ nói chuyện hay không? Nói thật, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Nghe nói một số quan lớn trung ương đều tương đối khó hầu hạ, người ta kiêu ngạo cũng không thể chỉ trích nặng. Một phó chủ tịch huyện như tôi khó mà lọt vào tầm mắt người ta. Diệp Phàm nhún vai nói. Ngạo khí nhất định là có, ai kêu người ta ở chức vị quan trọng. Cha em có dặn dò, chỉ cần khiêm nhường một chút là được, thư ký Trương là người không tệ. Hơn nữa chuyện này là y cầu anh, chẳng lẽ còn dám kiêu ngạo sao? Huống chi đại ca cũng không phải là người bình thường, mới 19 tuổi đã đường đường là thượng tá, trong lịch sử quân ta chưa từng bao giờ có. Tề Thiên nghiêm túc nói. Phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy Tề Trấn Đào cũng không ở trong khu nhà quan lớn tỉnh ủy, mà ở đại viện Tề gia sườn núi Tổn Lâm. Nghe nói cũng là chỗ ở cũ của Tề gia, có hơn 100 năm lịch sử. Một ngôi nhà tứ hợp viện tràn đầy đặc sắc hoa hạ điển hình. Gạch xanh, trong viện có ao nhỏ, núi giả. Tiểu đình, có chút phong cách của lâm viên Tô Châu. Diện tích đoán chừng cũng phải dài rộng mấy chục thước. Hiện giờ mặc dù là buổi tối, nhưng trong tiểu đình trên núi giả vẫn sáng đèn. Diệp Phàm trái lại lần đầu chính thức bái phỏng Tề Trấn Đào. Hắn suy nghĩ về phương diện lễ vật một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người ta đường đường là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, có lẽ không thiếu thứ gì, cái gì mà hắn nghĩ tới có lẽ đều có người đem tặng rồi. Cho nên, gần đến giờ cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát đưa dược hoàn. 4 viên xuân cung hoàn, 2 viên hậu cung ngọc nhan hoàn. Lễ vật này đương nhiên rất kỳ lạ, đoán chừng người biết rõ sẽ cười rất răng hàm. Diệp Phàm đi theo Tề Thiên đến tiểu đình, phát hiện bên trong có 2 người. Một người là Tề Trấn Đào, tướng mạo trắng trẻo, mặc áo sơ mi gọn gàng, người đàn ông trung niên đoán chừng chính là thư ký Trương Vệ Thanh. Diệp Phàm len lén bày ra thuật xem tướng mịt mờ quan sát, phát hiện người này khí thế rất phượng, nhưng tướng mạo nhìn lại rất hòa ái, có lẽ có quan hệ với công tác chuyên môn của y. Văn phòng trung ương phục vụ đối tượng căn bản đều là quan lớn. Phương diện giao thiệp khẳng định rất quen thuộc, nếu không làm sao có thể làm cho các quan lớn hài lòng. Cục trưởng Trương, ngọn núi mây mù của Nam Phúc chúng tôi cũng không tệ lắm phải không, ha ha ha. Tề Trấn Đào tươi cười. Có thể cùng móc nối được với đường dây của Trương Vệ Thanh đối với Tề gia mà nói đương nhiên chỗ tốt tương đối nhiều. Trương Vệ Thanh bởi vì kiêm cục trưởng cục thư ký văn phòng, cho nên cấp bậc là trưởng ban. Đương nhiên, Tề Trấn Đào đối đãi với Trương Vệ Thanh thận trọng như thế đương nhiên là vì phía sau hắn có phó chủ nhiệm Hứa Chính Dương. Trương Vệ Thanh là cấp trưởng ban, Tề Trấn Đào là cấp phó trưởng ban. Chủ yếu là vị trí đặc thù của Trương Vệ Thanh, có thể thông qua y kết nối được với Hứa Chính Dương. Chuyện này có tác dụng tương đối lớn với bước phát triển sau này của mình. Phải biết rằng Tề Trấn Đào đã làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh,
nếu tiến thêm một bước rất có thể đảm nhận chủ tịch tỉnh. Toàn bộ Trung Quốc có mấy chủ tịch tỉnh, vị trí như vậy chư hầu các nơi đều mở mắt to nhìn chằm chằm, không có nhân mạch rộng lớn thì không cần nghĩ. Tề gia tuy nói có lực ảnh hưởng trọng đại ở mảnh đất Nam Phúc này, nhưng nếu so sánh với một số gia tộc màu đỏ, nhà giàu có, đám khai quốc có công lớn của kinh thành, chỉ có thể nói là trình độ nhị lưu. Tề gia cũng là gia tộc màu đỏ, nhưng chỉ có thể là gia tộc màu đỏ nhị lưu. Cho nên khi thông qua em rể Phong Thanh Lục giới thiệu quen biết Trương Vệ Thanh tâm tình của Tề Chấn Đào tương đối tốt. Đương nhiên, để có được tất cả ràng buộc này đều cần Xuân Cung Hoàn trong tay Diệp Phàm. Tề Chấn Đào cũng không rõ Trương Vệ Thanh muốn số lượng lớn dược hoàn này để làm gì. Theo Phong Thanh Lục nói dược hoàn này có thể trị liệu một số chứng bệnh không lắm nghiêm trọng, mà người cần trị liệu rốt cuộc là vị nào, Tề Chấn Đào đương nhiên cũng không sẽ đi hỏi Trương Vệ Thanh. Dù sao chuyện này ở Hoa Hạ mà nói còn là chuyện cấm kỵ, không thể để cho người ngoài biết. Ừ, đúng là không tệ. Khi mới cho vào miệng tưởng là vô vị, không lâu mùi thơm thoang thoảng từ đầu lưỡi tỏa lên, hơn nữa còn càng ngày càng thơm, thật là kỳ lạ, ha ha. Trương Vệ Thanh mỉm cười, sắc mặt ôn hòa. Tuy nhiên Diệp Phàm dùng thuật xem tướng cảm thấy, người này cũng chỉ là lịch sự khen ngợi mà thôi. Đối với người ở vị trí như Trương Vệ Thanh mà nói, có loại trà ngon nào chưa từng uống qua. Ngay cả đại quan biên cương như chủ tịch tỉnh cũng không dám tỏ vẻ trước mặt y. Thật ứng với câu nha môn kinh thành rất cao. Tới rồi à, ngồi đi, cùng nhau uống chén trà. Tề Chấn Đào nhìn thấy Diệp Phàm, tiện tay chỉ vào một chiếc ghế tròn khắc hoa bên cạnh nói. Chương 601, biểu hiện. Không, không cần, cháu đứng đây được rồi. Diệp Phàm cảm thấy hơi căng thẳng. Lời nói có chút không lưu loát, nhưng tổng thể vẫn che giấu được, ngoài mặt vẫn có vẻ trấn định. Không sao, cục trưởng Trương không để ý những thứ này. Tôi giới thiệu cho cậu vị này là cục trưởng Trương tới từ kinh thành. Tề Chấn Đào khẽ ngẩng đầu, giới thiệu Trương Vệ Thanh. Xin chào cục trưởng Trương. Diệp Phàm được Thanh Tâm Quyết tương trợ cũng khôi phục bình tĩnh, mỉm cười gật đầu, hơi có vẻ khiêm tốn, nhưng cũng không có tướng nịnh bợ. Cậu chính là Diệp Phàm. Tôi có nghe Phó Chủ tịch tỉnh Tề nói về cậu. Khá lắm, tuổi còn trẻ đã là Phó Chủ tịch huyện, sau này tiền đồ vô lượng, ha ha, ngồi đi, cứ tự nhiên. Trương Vệ Thanh rất chừng mực, trái lại khen ngợi Diệp Phàm một câu. Cảm ơn cục trưởng Trương đã khích lệ, thật ra tôi cũng không có gì, đều là chú Tề nâng đỡ. Diệp Phàm khiêm nhường nói, cố ý gọi Chủ tịch tỉnh Tề là chú Tề, đương nhiên là muốn thừa cơ tăng thêm một chút phân lượng trong lòng Trương Vệ Thanh. Nếu mình lôi kéo chút quan hệ với Tề gia có lẽ Trương Vệ Thanh sẽ càng coi trọng mình, nếu không người ta không thèm để ý đến mình cũng bình thường. Chú Tề. Trương Vệ Thanh quả nhiên có chút kinh ngạc, chẳng qua che giấu rất khá, mịt mờ liếc nhìn Tề Chấn Đào, nhẹ nhàng đọc một câu. Ha ha ha, cục trưởng Trương có lẽ không biết, cháu Diệp Phàm này là anh em kết nghĩa với Tề Thiên. Tuy nói hiện tại không thịnh chuyện này, tuy nhiên tôi vẫn rất coi trọng, thường xuyên qua lại. Cho nên hắn gọi tôi là chú Tề cũng bình thường có phải không? Bà xã nhà tôi vốn còn muốn nhận tiểu tử này làm con nuôi, nhưng tiểu tử này cũng rất có ngạo khí, cuối cùng không đồng ý, ha ha ha. Tề Chấn Đào gắng sức thổi phồng Diệp Phàm, biểu hiện quan hệ của Diệp Phàm với Tề gia tương đối thân mật, bất ngờ bày ra chuyện bà xã muốn nhận Diệp Phàm làm con nuôi, làm cho Diệp Phàm cảm giác có chút quái lạ. Hắn thầm nghĩ, các ngươi nói muốn nhận tôi làm con nuôi từ lúc nào chứ? Mẫu thân của Tề Thiên cho tới giờ tôi cũng chưa gặp qua, thật là quái lạ, Tề Chấn Đào nói như vậy là có ý gì, mình chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ bé, Tề Chấn Đào có cần thiết nói như vậy không? Thật là có chút quỷ dị. Thật ra chuyện này cũng khó trách, Diệp Phàm cảm thấy hồ đồ, ngay cả Tề Thiên đứng bên cạnh cũng là cảm thấy khó hiểu. Trong lòng y cũng không khác gì Diệp Phàm, nếu không phải Tề Chấn Đào còn chưa uống rượu. Tề Thiên thật sự cho rằng lão đầu tử Tề Chấn Đào nhà mình uống say nói mê sảng. Tề Chấn Đào làm như vậy đương nhiên là có mục đích của mình, tận lực làm cho quan hệ của Tề gia với Diệp Phàm càng thân mật. Sau này Diệp Phàm cho Trương Vệ Thanh dược hoàn coi như là Tề gia cho, tin tưởng người phía sau Trương Vệ Thanh sẽ niệm tình Tề gia. Hơn nữa, sau này nếu người phía sau Trương Vệ Thanh còn muốn dược hoàn trong tay Diệp Phàm không phải sẽ liên lạc với Tề gia trước, tác dụng cây cầu Tề gia rất quan trọng. Điểm này Diệp Phàm và Tề Thiên còn quá non, dĩ nhiên không thấy rõ. Ồ, còn có chuyện này sao?
xem ra đồng chí Diệp Phàm không phải là người có ngạo khí bình thường. Trương Vệ Thanh tỏ ra hứng thú, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cười nói. Tiểu Diệp, gia thế của cậu tôi đã nghe chủ tịch tỉnh Tề nói qua, ba mẹ cậu đều là cán bộ bình thường, có thể có cơ hội tốt như vậy tại sao không sử dụng chứ? Trương Vệ Thanh đương nhiên sẽ không nói thẳng tại sao có cơ hội thấy người sang bắt quàng làm họ lại không dùng. Tuy nhiên Tề Chấn Đào giới thiệu như vậy, khiến thái độ của Trương Vệ Thanh với Diệp Phàm thay đổi rất nhiều. Lúc trước gọi là đồng chí Diệp Phàm, hiện tại đổi giọng gọi Tiểu Diệp, lộ ra vẻ rất thân thiết. Đoán chừng y đối đãi với Diệp Phàm như một người có chút quan hệ thân mật với Tề gia rồi. Mặc dù nói đây chẳng qua thay đổi cách gọi của Trương Vệ Thanh, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói cũng là một thu hoạch không nhỏ. Cục trưởng Trương, thật ra cũng không phải tôi không đồng ý, chủ yếu là tôi và Tề Thiên đã bái làm huynh đệ sống chết, bạn bè thân thiết. Người nhà Tề Thiên cũng chẳng khác nào là người nhà tôi, còn đi bày vẽ chuyện phiền làm gì, ngài nói có đúng không? Diệp Phàm linh cơ vừa động, phối hợp với Tề Chấn Đào diễn song hoàng. Ha ha ha, nói hay lắm. Trương Vệ Thanh Trương cười thích thú. Không khí thoáng cái trở nên thoải mái. Sau khi uống mấy chén trà, Trương Vệ Thanh mịt mờ liếc nhìn Tề Chấn Đào. Có lẽ muốn mở miệng đề nghị chuyện dược hoàn, tuy nhiên ngại mở miệng, ý để cho Tề Chấn Đào ra tay, dù sao Diệp Phàm cũng gọi Tề Chấn Đào là chú Tề. Hơn nữa loại vật như Xuân Cung Hoàn này nói ra lại có chút xấu hổ. Cục trưởng Trương, Tiểu Diệp, chúng ta vào đại sảnh uống vài chén đi, thay đổi khẩu vị. Tề Chấn Đào cười nói. Được. Trương Vệ Thanh gật đầu. Trương Vệ Thanh là người rất hay nói, chuyện gì cũng biết, tuy nhiên hoàn toàn chỉ tán gẫu, không đề cập đến chuyện trên quan trường. Đương nhiên, có lẽ vì có Diệp Phàm nên một số chuyện không tiện nói ra. Cục trưởng Trương, nghe nói lần này Trung ương muốn toàn diện đề thăng nhân tài để bồi dưỡng để dành, đặc biệt mở một lớp, tên là gì nhỉ? Tề Chấn Đào hình như không nhớ rõ. Ha ha, tên là lớp thanh niên Trung ương, bọn họ gọi tắt là lớp Trung Thanh. Đây thật ra là Trung ương mở một lớp đặc biệt bồi dưỡng cán bộ thanh niên chủ bị, hạn chế từ 35 tuổi trở xuống, nhưng cấp bậc cần phải từ cấp trưởng phòng trở lên mới được. Trương Vệ Thanh nói đến đây mịt mờ liếc nhìn Diệp Phàm. Nhìn tôi làm gì, tôi mới cấp phó phòng, bỏ đến chức trưởng phòng đã thành chư hầu một phương rồi, ít nhất cũng phải 3 năm sau xem có hy vọng gì hay không, ai, đáng tiếc, nếu không. Trong lòng Diệp Phàm có chút buồn bực. Không phải nghe nói hiện tại chỉ do các tỉnh đề cử, chọn lựa học viên, hơn nữa yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, một tỉnh cũng chỉ có mấy chỉ tiêu, xem ra sẽ có tranh giành. Hơn nữa thời gian khai giảng cũng chưa quyết định, tôi nghe có người nói hình như tháng 6 sang năm sẽ khai giảng. Tề Chấn Đào cũng liếc nhìn Diệp Phàm, cười nói. Ông nhìn tôi làm gì, cho dù là tháng 6 sang năm, cách bây giờ cũng khoảng một năm nữa, tôi cũng không thể bò lên vị trí trưởng phòng. Hơn nữa một tỉnh chỉ có mấy chỉ tiêu, mặc dù chúng quả trèo lên được cấp trưởng phòng cũng chưa chắc đến phần mình. Cả tỉnh có bao nhiêu quan viên cấp bậc trưởng phòng trở lên, đoán chừng phải có mấy vạn. Tuy nhiên tối nay có vẻ quỷ dị, Tề Chấn Đào và Trương Vệ Thanh giống như có ý để điểm ta, chẳng qua cái này không có quan hệ gì đến mình. Diệp Phàm lại càng buồn bực, dứt khoát uống cạn một chén. Không sai, đúng là khoảng một năm nữa. Chỉ tiêu mỗi tỉnh chỉ giới hạn trong 5 người. Người có thể tiến vào lớp học như vậy tiền đồ sau này nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều, đến lúc đó đặt giấy chứng nhận trong hồ sơ, rất là mê người. Ha ha ha! Trương Vệ Thanh thuận miệng cười nói. Đại ca, anh thật sự có thể tranh thủ. Lúc này Tề Thiên ở bên cạnh không nhịn được nói. Nghe y vừa nói như thế, Tề Chấn Đào cũng thuận miệng cười nói. Sao hả, Diệp tiểu tử, có động tâm không? Động tâm gì chứ, chuyện này không quan hệ đến cháu. Hai vị lãnh đạo đều hiểu được, trưởng phòng và phó phòng chỉ khác nhau một chữ, nhưng muốn chuyển thành trưởng phòng là vô cùng khó khăn, cũng có người nói, 10 phó không bằng một trưởng. Hơn nữa, cháu lại không có đủ kinh nghiệm, từng trải. Diệp Phàm tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai, ra vẻ cấp bậc của mình không đủ, mình cũng không nghĩ nhiều. Thật ra trong lòng đã rất chua xót rồi. Chuyện này không liên quan đến cậu, tuy nhiên cũng có cơ hội thay đổi, Diệp tiểu tử, sớm nhụt chí như vậy sao? Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám đối đầu mới đúng. Nếu không, cơ hội tốt mất đi thì đáng tiếc, đáng tiếc. Tề Chấn Đào giống như đang khích lệ Diệp Phàm,
nhưng lại khẽ lắc đầu, thở dài, khiến cho Diệp Phàm không hiểu ra sao. Cháu thật sự có hy vọng sao? Diệp Phàm cũng khó giữ vững bình tĩnh, không nhịn được ấp a ấp úng hỏi. Cục trưởng Trương, ngài tiên đoán nhìn xem Diệp tiểu tử có hy vọng hay không, ha ha ha. Tề Chấn Đào đẩy cán cân về Trương Vệ Thanh, hết sức quỷ dị. Thật ra Tề Chấn Đào nói như vậy đương nhiên có ẩn ý sâu xa. Ha ha, tiểu Diệp quả thực còn trẻ quá, sang năm cũng mới 21 tuổi, tính cả tuổi mụ là 22, tuy nhiên đảng chúng ta chọn lựa cán bộ chỉ xem tuổi dương, không xem tuổi mụ. Một cán bộ cấp trưởng phòng 21 tuổi, hơn nữa người ở vị trí giống như tiểu Diệp thăng lên trưởng phòng bình thường mà nói đều là chủ tịch huyện. Ở Hoa Hạ chúng ta có thể xem là chư hầu một phương, hình như có chút nghịch thiên. Tuy nhiên còn phải xem chủ tịch tỉnh Tề, có chủ tịch tỉnh Tề ở đây chuyện nghịch thiên cũng có thể làm, ha ha ha. Trương Vệ Thanh lợi hại hơn, trả lại đinh ba về phía Tề Chấn Đào. Ý là Diệp Phàm có thể đi tới hay không đều phải xem Tề Chấn Đào, y đường đường là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, muốn đề bạt một chủ tịch huyện còn không phải chỉ cần một câu nói. Nghe Trương Vệ Thanh nói như vậy, trái tim Diệp Phàm thình thịch trực nhảy lên, mịt mờ liếc nhìn Tề Chấn Đào. Chủ tịch huyện, đương nhiên là mộng tưởng của Diệp Phàm rồi. Nhìn có tác dụng gì, nguyên tắc phân công cán bộ của đảng ta tuy nói có khuynh hướng trẻ tuổi hóa, nhưng chúng ta vẫn coi trọng tư cách, công tác kinh nghiệm. Diệp tiểu tử quá trẻ tuổi, tư cách không đủ, kinh nghiệm chưa nhiều, để cho hắn đảm nhận chủ tịch huyện, khó có thể khiến mọi người tin phục. Hơn nữa, chuyện này còn ảnh hưởng đến cuộc sống của mười mấy vạn thậm chí trên trăm vạn nhân khẩu. Cho nên, mặc dù tôi là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, nhưng nếu đẩy người lung tung, đoán chừng cũng khó ngăn ngừa miệng lưỡi của mấy ngàn vạn dân chúng Nam Phúc. Không ổn, không ổn. Tề Chấn Đào không chút lưu tình, lắc đầu liên tục, phá nát giấc mơ của Diệp Phàm. Ha ha, chú Tề, cháu vốn không dám có suy nghĩ cuồng vọng như vậy. Diệp Phàm cố nặn ra một nụ cười. Chương 602, nhờ vả quan kinh thành. Vậy sao, nghe nói cậu đã biến khu kinh tế Lâm Tuyền thành một vùng rất đặc sắc, ngay cả báo tỉnh cũng ca ngợi tiểu tử cậu là đại sư hóa duyên gì đó, thậm chí còn gọi cậu là người khai sáng, tôi còn tưởng đồng chí tiểu Diệp sắp thành thần sáng thế rồi, ha ha ha. Hơn nữa, đài truyền hình thành phố cũng truyền bá, cũng coi như có chút danh tiếng, nếu quả thật có thể làm được chút ít thành tích, tôi cũng không ngại đến Lâm Tuyền đi dạo một chút. Tề Chấn Đào ra vẻ giọng quan, trong lời nói giống như có chút mùi vị bớn cợt, ý vị sâu xa, khiến Diệp Phàm mừng như điên. Đồng chí Tiểu Diệp, Nam Phúc lớn như vậy, những nơi có thể được chủ tịch tỉnh Tề đến thăm không nhiều đâu, ha ha ha. Trương Vệ Thanh cười khích lệ nói. Chú Tề, chú nói chuyện này có thể sao? Diệp Phàm kích động, lập tức khôi phục bình tĩnh, vội vàng thúc giục hỏi. Chuyện đó là đương nhiên. Tuy nhiên tôi có điều kiện tiên quyết là cậu phải tạo ra chút thành tích mới được, nếu không tôi chạy tới Lâm Tuyền tới gì. Gặm khoai lang uống bát cháo à, vậy thì mất thể diện lắm. Tề Chấn Đào liếc mắt nhìn Diệp Phàm nghiêm túc nói. Được, đến lúc đó cháu làm ra thành tích cháu sẽ đến nhờ chú Tề một tay. Giọng điệu của Diệp Phàm rất kiên định, hai mắt lấp lánh. Ông Tề, ông lại nói linh tinh rồi. Nam Phúc mỗi ngày có bao nhiêu chuyện chờ ông đi xử lý. Ông làm gì có thời gian tới Lâm Tuyền. Đừng để lúc đó không rảnh, không đi lại mất uy tín. Tuy nhiên hôm nay Tề Thiên ở nhà, Diệp Phàm lại là anh em kết nghĩa với Tề Thiên nhà chúng ta, nếu ông Tề đã hứa thì tôi sẽ nhớ kỹ. Đến lúc đó nếu ông không đi, Tiểu Diệp cứ tìm tôi là được. Phong Nhã Mai phu nhân Tề Chấn Đào bưng đĩa thức ăn đi vào cười nói. Mẫu thân Phong Nhã Mai của Tề Thiên khoảng 40 tuổi, diện mạo còn tương đối trẻ trung, ăn mặc mộc mạc. Cảm ơn dì Phong đã giúp cháu. Diệp Phàm vội vàng cảm ơn, lấy từ trong cặp ra hai bình ngọc, đứng lên tương đối cung kính cười nói. Dì Phong, ở đây cháu có hai viên thuốc, chế biến từ thảo dược tinh khiết, có người gọi nó là hậu cung ngọc nhan hoàn, nghe nói dùng lâu dài có thể làm đẹp, khôi phục da nhan. Hậu cung ngọc nhan hoàn, cái tên nghe hay quá, nhưng loại thuốc này của cháu do nước nào sản xuất? Phong Nhã Mai liếc nhìn Diệp Phàm tò mò hỏi. Xem ra trong lòng cũng không tin tưởng Diệp Phàm lắm. Ha ha, loại thuốc này cũng không phải do xưởng sản xuất chính quy nhà nước sản xuất, mà của một lão đạo sĩ chế biến trong lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên nghe nói nguyên vật liệu thảo dược tương đối chân quý, chế biến cũng không dễ dàng. Diệp Phàm có vẻ lúng túng. Lão đạo sĩ,
là người sơn dã, có lẽ là cao nhân. Phong Nhã Mai mỉm cười nhận dược hoàn, nhưng nhìn vẻ mặt cũng có vẻ không tin tưởng, có khi Diệp Phàm vừa quay người đi, bà ta đã quăng đi cũng không chừng. Mẹ, mẹ nhận đi, loại thuốc này rất hiếm có. Đại ca ở đây, dứt khoát kêu đại ca trực tiếp bôi thuốc cho mẹ đi. Tề Thiên vội vàng nói. Bôi thuốc ở đây, thôi. Phong Nhã Mai lắc đầu cảm thấy có vẻ không hay. Mẹ, mẹ đừng hối hận. Tề Thiên kêu lên. Hối hận, tại sao? Phong Nhã Mai cảm giác con trai mình có chút kỳ quái, thầm nghĩ. Đứa nhỏ này, tuy nói con và Diệp Phàm là anh em kết bái huynh đệ, nhưng giao tình vẫn là giao tình, đây là chuyện của tiểu bối các con. Loại thuốc này đương nhiên không thể bôi tùy tiện, làm không tốt hủy khuôn mặt thì thảm rồi. Tứ Thánh Nam Phúc chắc hẳn mẹ cũng đã nghe nói. Tề Thiên cười thần bí nói. Đương nhiên nghe nói, danh khí bọn họ quá lớn. Lão đại hình như tên là Tào Xuân Thu, lão nhị là Vương Bột Đương, lão tam là Cố Khải Chi, lão tứ là Hà Bác Tài. Bốn người này đều có tài nghệ hội họa nhất định. Phong Nhã Mai cũng là một kẻ yêu thích thư pháp, thuận miệng cười nói. Vậy thì đúng rồi. Tề Thiên gật đầu, y lại quay đầu nói với Tề Chấn Đào nói. Cha, có dễ xin tranh của Cố Khải Chi không? Không dễ xin, cha cũng muốn có một bức, chẳng qua nghe nói mấy năm trước có một phó chủ tịch tỉnh đã bế môn tạ khách, nghe nói người này không thích quan viên và người giàu, cho nên tạm thời cha vẫn chưa tiếp xúc với y. Tề Chấn Đào trái lại đàng hoàng gật đầu. Đúng, Cố Khải Chi, người này tôi cũng nghe nói qua, tính tình quái lạ, nghe nói còn có người gọi y là Giang Nam Thất Quái, so sánh với Trịnh Bản Kiều của Thanh Triều. Trương Vệ Thanh đột nhiên xen vào nói. Đúng rồi, mọi người có thể còn không biết, Diệp đại ca dùng ba viên hậu cung ngọc nhan hoàn đổi lấy mười mấy chữ của Cố đại sư. Mẹ, mẹ nói xem, dược hoàn này có quý không? Cho nên con nói mẹ không được hối hận, hơn nữa, sử dụng thuốc này còn có một bộ thủ pháp đặc thù. Người ngoài không dùng được, chỉ có Diệp đại ca tự mình động thủ, dược hoàn mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Đây là độc môn bí kỹ của Diệp đại ca. Không tin mẹ để cho Diệp đại ca thử một chút, đoán chừng nửa giờ sau sẽ thấy hiệu quả, đảm bảo mẹ sẽ kinh ngạc, hắc hắc. Tề Thiên làm mọi người đều tỏ ra hứng thú. Ha ha, mọi người đừng nghe Tề Thiên nói khoác như vậy, hiệu quả chỉ có một chút. Nếu gì Phong tin cháu có thể thử một chút tại chỗ, bởi vì cách dùng đặc thù của dược hoàn này, những người khác không biết. Diệp Phàm khiêm nhường nói. Nhã Mai, vậy thì thử một chút. Tôi cũng muốn nhìn xem dược hoàn này rút cuộc có hiệu quả kỳ diệu như Tề Thiên khoác lác hay không. Tề Chấn Đào cổ động bà xã ra trận thử một phen. Trương Vệ Thanh ở bên cạnh tuy nói trên mặt bình tĩnh, nhưng một tia khát vọng kiến thức trong ánh mắt vẫn bị Diệp Phàm nhìn thấy. Vậy thì thử một chút. Phong Nhã Mai thấy không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. May là hôm nay Diệp Phàm chính thức đạt tới thất đoạn, khí tức lại càng mạnh càng tinh khiết. Sau khi mời bà vú của Tề ra bôi thuốc cho Phong Nhã Mai, hắn liền bày ra khí tức xoa bóp trên mặt. Đương nhiên, khoảng cách tương đối gần, chỉ cần bàn tay không cần đụng vào gương mặt là được. Nếu không Phong Nhã Mai nhất định sẽ cự tuyệt. Hơn một giờ sau khi tẩy đi, hiệu quả quả nhiên hiện ra, làm cho Tề Chấn Đào có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mặt bà xã, hồi lâu mới lên tiếng khen. Quả nhiên thần kỳ. Thật không ngờ, thật không ngờ. Trương Vệ Thanh choáng váng, liếc nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hết sức phức tạp. Người cao hứng nhất đương nhiên là Phong Nhã Mai, ở trước gương soi một hồi, cười nói. Tiểu Diệp, sau này phải thường xuyên đến nhà dì Phong chơi. Một viên còn lại chừng nào cháu rảnh rỗi nhất định tới giúp dì bôi. Được, thời gian này cháu đang học trường đảng tỉnh ủy, để tháng sau đi. Thời gian quá ngắn lại lãng phí. Diệp Phàm nói. Chủ tịch tỉnh Tề, trời tối rồi. Tôi đi trước. Cục trưởng Trương liếc nhìn Tề Chấn Đào nói. Vừa lúc có Tiểu Diệp ở đây, cháu lái xe đưa cục trưởng Trương về khách sạn Thủy Châu nghỉ ngơi. Tề Chấn Đào cười nói. Được. Diệp Phàm cảm kích nói, đây thật ra là cơ hội Tề Chấn Đào dành cho mình tiếp xúc với Trương Vệ Thanh. Nếu không Tề Chấn Đào là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, chẳng lẽ còn không có xe chuyên dụng, cần gì làm phiền mình đưa Trương Vệ Thanh. Chú Tề. Cháu không có vật gì tốt tặng cho chú. Hai viên bổ long hoàn này cũng là vị đạo sĩ kia chế biến, nghe nói rất tốt cho bổ khí máu huyết. Diệp Phàm lấy ra hai viên xuân cung hoàn, đưa cho Tề Chấn Đào.
hắn vốn muốn đưa 4 viên tuy nhiên suy nghĩ, quyết định buông cần câu cá lớn, từ từ sẽ đến, nếu như thoáng cái đưa quá nhiều sau này muốn đến gặp Tề Trấn Đảo sẽ không dễ dàng. Đương nhiên, không thể nói là Xuân Cung Hoàn, phải đổi thành Bổ Long Hoàn. Tề Thiên nghe trong bụng quả muốn bật cười, chẳng qua nhịn được. Sau khi Diệp Phàm đưa Trương Vệ Thanh về khách sạn Thủy Châu, hắn rút từ trong cặp ra một cái hộp gỗ điêu khắc nói. Cục trưởng Trương, ở đây còn mấy viên Bổ Long Hoàn, cũng là đạo sĩ Sơn Giã dùng phương thuốc dân gian chế biến. Vật này được làm từ thảo dược tinh khiết, không có tác dụng phụ. Đối với bổ khí ích khí đều tương đối dễ dùng. Lần đầu gặp mặt, tôi chỉ là một tiểu phó phòng, tiền lương một tháng hơn 400 đồng, không mua nổi rượu Tây hàng ngoại, món quà này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Lúc ấy sau khi cùng vị đạo sĩ kia hái thảo dược mấy ngày thì được ông ấy đưa cho. Tiểu Diệp, sao được, dược hoàn này đoán chừng chế biến cũng không dễ dàng, tôi phải đưa cho cậu ít tiền nguyên liệu mới đúng. Trương Vệ Thanh cũng không nhận, mà muốn bỏ tiền ra. Diệp Phàm biết, Trương Vệ Thanh khẳng định chỉ làm bộ, số tiền này nhất định không thể nhận, cho nên vội vàng nói. Cục trưởng Trương, ngài khách khí rồi, thoạt nhìn ngài cũng lớn hơn tôi không bao nhiêu, sau này tôi gọi ngài một tiếng anh Trương được không? Sau khi nói xong trong lòng Diệp Phàm vẫn có chút thấp thỏm, lo lắng chọc giận Trương Vệ Thanh thì xui xẻo. Trương, anh Trương. Trương Vệ Thanh thuận miệng thì thầm một câu. Nửa cười nửa không, dương mắt nhìn Diệp Phàm chần chờ vài giây, cười nói. Được, Tiểu Diệp cũng là người thành thực. Vậy thì tốt, anh Trương, anh đã đồng ý, vậy tiểu đệ đưa mấy viên dược hoàn cho anh Trương còn có thể lấy tiền sao? Chẳng qua, chỉ là lễ mọn lòng thành, ha ha. Diệp Phàm cười ha ha. Tốt, vậy tôi nhận. Trương Vệ Thanh mỉm cười nhận lấy dược hoàn đặt vào hộp tủ, thuận tay móc ra một tờ danh thiếp, nói. Đây là điện thoại liên lạc của anh Trương, sau này đến Kinh Thành nhớ gọi điện cho tôi. Sau khi từ khách sạn Thủy Châu trở về, trong lòng Diệp Phàm tương đối cao hứng. Tuy nói trước mắt Trương Vệ Thanh vẫn không thể giúp mình cái gì, nhưng hắn có thể dùng làm một người tiềm lực khổng lồ. Chương 603, phòng bị mỹ nữ chiếm mất. Trong thời gian ngắn không thể giành được tín nhiệm của Trương Vệ Thanh. Bước đầu Trương Vệ Thanh đồng ý cho mình gọi là anh Trương, có lẽ vì có Xuân Cung Hoàn. Hiện tại thuần túy chỉ là một khoản giao dịch, tuy nhiên Diệp Phàm cũng tin tưởng chỉ cần mình chịu đi kinh doanh, sau khi giao dịch nhiều lần, dĩ nhiên sẽ quen thuộc lên, một khi quen thuộc có thể phát sinh tình cảm. Buổi chiều ngày 2 tháng 6, Diệp Phàm nghỉ ngơi đủ mới ra khỏi giường, đúng 2 giờ chiều phải đến trường đảng tỉnh ủy báo cáo, quy định báo cáo lần này tiến hành từ buổi chiều, cũng không biết nguyên nhân gì. Trường đảng tỉnh ủy nằm ở sườn núi Hậu Long trên đường Bạch Mã Thủy Châu. Được xây dựng trên một sườn núi kéo dài thoai thoải, tương đối lớn, thấp thoáng lộ ra màu gạch rêu phong cổ kính với những loại địa y bám đầy xung quanh dưới rừng thông. Nghe nói nơi này trước kia là trang viên do tỷ phú Âu Châu nào đó xây dựng, sau giải phóng bị chính quyền nhân dân tịch thu, sau khi sửa chữa rất nhiều lần, mới trở thành trường đảng tỉnh ủy. Hôm nay ghi danh, ngày mai khai giảng. Để không làm người khác chú ý, Diệp Phàm không lái chiếc xe Wrangler của mình. Mà ngồi xe buýt rồi đi bộ đến trường đảng tỉnh ủy. Tuy nhiên, vừa tới cửa trường học, phát hiện trong bãi đậu xe rất lớn trong trường đã đậu đầy các loại xe nổi tiếng. Audi, Santana trong đó Santana hiệu version 4 là nhiều nhất. Bên trong cũng đậu mấy chiếc xe đắt tiền, Diệp Phàm cũng không biết là loại gì, nhưng lại cảm giác những chiếc xe này giá trị không rẻ. Xem ra tới các cậu ấm đến bồi dưỡng cũng rất nhiều, thú vị đây. Diệp Phàm thuận miệng cười cười. Tuy nhiên lúc ghi danh khi nhìn thấy tuổi của Diệp Phàm, giáo viên thu phí cũng ngạc nhiên một chút, lần này lớp nhân tài xuyên thế kỷ của tỉnh ủy phải từ cấp phó phòng trở lên, tuổi tác yêu cầu không vượt quá 30. Diệp Phàm nhìn qua vẫn còn đầy vẻ ngây thơ, đoán chừng nhiều nhất khoảng 19 tuổi, cán bộ cấp phó phòng 19 tuổi quả thực có chút kinh người, hơn nữa những người tới đây lần này đều là cường giả, tinh anh. Tuy nhiên hai cô giáo suy nghĩ một lát cũng hiểu. Cho rằng Diệp Phàm là thư ký của vị quan viên nào đó, một giáo viên trung niên có vẻ không vui, nhướng mày, mặt trầm xuống, hết sức nghiêm túc hỏi. Lãnh đạo của cậu là ai? Gọi ông ấy đến ghi danh, lần này có quy định, tất cả phải tự đi đăng ký, không cho phép nhờ thư ký và tài xế. Người nào vi phạm lập tức hủy bỏ tư cách học viên. Hừ, nơi này là trường đảng tỉnh ủy, không phải là góc nha môn của các vị. Lãnh đạo của tôi ở huyện. Diệp Phàm nhất thời cũng không hiểu rõ,
vừa nghe nói lãnh đạo liền nghĩ đến Cổ Bảo Toàn, cho nên thuận miệng đáp. Ở huyện, lãnh đạo của cậu cũng quá tự cao tự đại, đến bây giờ còn đang huyện. Sáng sớm ngày mai chính thức khai giảng, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy có xuống nói chuyện. Trường học có quy định, người nào đến trễ sẽ hủy bỏ tư cách, hừ. Vị giáo viên trẻ hơn khẩu khí càng nghiêm nghị. Hai vị thầy giáo, lãnh đạo của tôi không tham gia lớp bồi dưỡng, là tôi tham gia, các vị hiểu lầm rồi. Diệp Phàm suy nghĩ, khôi phục bình tĩnh, vội vàng nói. Anh tên là gì, nhậm chức ở đâu? Hai cái thầy giáo có vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi, chẳng qua khẩu khí hỏa hoãn rất nhiều. Diệp Phàm, phó chủ tịch huyện Ngư Dương. Diệp Phàm dứt khoát trả lời, còn lấy ra giấy chứng minh nhân dân và giấy công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Hai thầy giáo nhìn nhau, nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ. Sau lưng người này nhất định có đại bối cảnh, nói không chừng còn là thái tử ra từ kinh thành đến thị trấn tìm cơ hội. Một số nhà cách mạng, thường thích đưa con cháu bọn họ xuống cơ sở trải nghiệm vất vả. Chuyện này rất có lợi đối với sau này khi bọn họ tiến lên cương vị lãnh đạo cao hơn. Nếu không, một thanh niên chưa tròn 20 tuổi làm sao có thể bò lên vị trí phó chủ tịch huyện. Hơn nữa còn là một phó chủ tịch huyện có quyền lực rất lớn phân quản 6 thị trấn 2 xã. Sau đó, Diệp Phàm cũng cảm giác ngạc nhiên, hai giáo viên ghi danh khách khí với hắn hơn rất nhiều. Diệp Phàm đương nhiên không đoán được tâm lý của bọn họ. Sau khi cầm được chìa khóa, phòng 606, con số này rất may mắn, nhắm thẳng tầng 6 mà đi. Phòng 606 chính là phòng số 6 của tầng 7, nghe nói lần này phòng bố trí cho lớp nhân tài xuyên thế kỷ tương đối tốt, mỗi học viên đều có một phòng riêng khép kín. Đi tới cửa, Diệp Phàm tiện tay tra khóa vào, dễ dàng mở cửa ra, thật ra cánh cửa này vốn không khóa. Hắn còn đang dương mắt, bên trong đã vang lên tiếng hét chói tai. Diệp Phàm nháy mắt ngạc nhiên, sợ hết hồn, còn tưởng gặp phải tình huống gì ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cặp núi đôi trắng trẻo run rẩy trước mặt. Khi Diệp Phàm đang ngạc nhiên, bốp, một chiếc gối lao thẳng về người Diệp Phàm có thân thủ thất đoạn, đương nhiên dễ dàng tránh được. Bên trong truyền đến tiếng mắng chanh chua của một cô gái. Lưu manh, sắc lang, đồ khốn khiếp, dám nhìn trộm bổn cô nương, nhất định phải khiến ngươi chết không toàn thây. Chuyện gì thế này, mình nhìn trộm lúc nào, mẹ kiếp, sắc lang gì chứ, chuyện này rút cuộc là thế nào? Diệp Phàm thật sự cảm thấy khó hiểu, lấy phiếu phòng ra kiểm tra đối chiếu một lần nữa, thầm nghĩ. Không sai a, trên khung cửa rõ ràng treo tấm phòng 606. Thật khó hiểu, lẽ nào mình say rượu, nhìn nhầm 909 thành 606 sao? Không thể nào, tối qua tuy nói cũng uống không ít, nhưng không tới trình độ mơ hồ như thế. Khi Diệp Phàm đang lẩm bẩm thì cửa phòng bên cạnh mở ra, hai người thanh niên bước ra. Một người thanh niên tóc húi cua, dưới hàm còn có ít râu mép, tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi. Huynh đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vừa rồi hình như có chuyện gì, thấy một cô gái hét chói tai. Hình như còn mắng lưu manh gì đó. Không tin được, ở chỗ này ai dám đùa bỡn lưu manh, không muốn sống nữa sao? Đây là trường đảng tỉnh ủy, tôi tự giới thiệu tôi là Vệ Thiết Thanh. Người đó nói xong chỉ vào một thanh niên có mái tóc dài như nghệ sĩ nói. Vị này là bằng hữu của tôi Tiền Hồng Tiêu. Ha ha, xin chào, tôi tên là Diệp Phàm, tới từ Ngư Dương. Diệp Phàm tự giới thiệu xong chỉ vào cửa phòng nói. Tôi cũng đang cảm thấy buồn bực, các vị nhìn xem, thẻ phòng của tôi không sai, gian phòng kia rõ ràng là của tôi, mới vừa rồi vừa mở cửa ra, lại có một cô gái bên trong, la hét ném đồ về phía tôi, may là tôi nhanh chân tránh kịp, nếu không bị đập trúng rồi. Xui xẻo. Diệp Phàm tỏ vẻ khổ sở. Có lẽ không sai, của huynh đệ là 606, của tôi là 605, Hồng Tiêu là 607, chúng ta đúng lúc là hàng xóm, thật kỳ quái, anh có biết cô gái đó không? Vệ Thiết Thanh ngạc nhiên hỏi. Không quen, tôi còn chưa thấy rõ người, đã bị cô ta đập lao ra ngoài. Diệp Phàm buồn bực. Ha ha ha, huynh đệ, không phải là tiểu thư người ta nhìn chúng cậu, muốn ở lại phòng của cậu không muốn đi chứ? Vậy thì tốt, có một cô gái ở cùng cuộc sống ở trường đảng cũng thú vị hơn. Tiền Hồng Tiêu cười sằng sặc, bỡn cợt. Hừ, một đám lưu manh, tôi phải tới phòng quản lý trường học kiện các người. Cánh cửa mở ra,
một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trái xoan, vóc người yểu điệu, làn da mịn màng, cực kỳ gợi cảm. Hơn nữa đôi mắt long lanh mang theo vẻ tức giận có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng mềm yếu, đôi môi đỏ mọng hiện ra phong tình mê người vô hạn, cặp núi đôi căng tròn đầy đặn. Diệp Phàm vừa nhìn, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, nếu nắm vào chắc phải kích động lắm. Kiện chúng tôi, dựa vào cái gì? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, cũng không bị thân thể khêu gợi mê hoặc. Ngươi nhìn trộm, trộm. Cô gái kia trừng mắt hô, cuối cùng không cách nào nói ra khỏi miệng. Cô nói tôi nhìn trộm có phải không? Ha ha ha, thật buồn cười, tôi vào phòng mình, còn chưa hỏi cô vì sao vô cớ chui vào phòng tôi, sao cô có thể dám nói tôi rình trộm? Đây là đạo lý gì chứ? Hơn nữa, cô nương, cô lẻn vào phòng tôi trước như vậy, có phải làm người ta suy nghĩ linh tinh hay không? Diệp Phàm cười bấn cợt, đưa tay lên chỉ cửa phòng. Vị cô nương kia theo phản xạ nhìn theo ngón tay Diệp Phàm, khi nhìn thấy số phòng 606 khuôn mặt nhất thời trướng thành gan heo. Cô ta lẩm bẩm nói. Quái, mới vừa rồi khi mình muốn mở cửa, có một dì đang dọn dẹp vệ sinh, mình còn hỏi dì ấy cũng nói gian phòng này là 506, tại sao lại biến thành 606 chứ, gặp quỷ rồi. Gặp quỷ, giữa ban ngày làm gì có quỷ, phòng này rõ ràng là 606, tôi ở cách vách. 607, y là 607. Vệ Thiết Thanh cũng trêu chọc không dứt. Cô nương, cô còn muốn tới phòng quản lý không? Tôi đi cùng cô. Diệp Phàm cũng cười hỏi. Trong lòng hắn thật sự không có chút ấn tượng tốt đẹp nào với cô gái này. Hừ, bổn cô nương nhìn lầm thôi, có gì kỳ lạ đâu. Hừ, có gan thì báo lên đi, có gan thì nói tên đi. Tôi là Diệp Phàm, đến từ huyện Ngư Dương. Có chiêu thuật gì cứ mặc sức xuất ra đi, ha ha ha. Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười. Tôi là Vệ Thiết Thanh, y tên là Tiền Hồng Tiêu, chúng tôi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chiêu. Vệ Thiết Thanh cũng đắc ý ngẩng đầu lên, giúp đỡ Diệp Phàm. Xem ra thật đúng là, họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Học viên lớp anh tài lần này, tất cả đều là quan viên tinh anh tới từ các nơi, hơn nữa đều còn trẻ, người nào cũng ngạo khí. Chương 604, Phó Hiệu trưởng. Hảo hảo hảo, bổn cô nương Thái Hồng Ngẫu, tới từ Đức Bình, hãy đợi đấy, hừ. Theo tiếng cạch cạch vang lên, Thái cô nương kia kéo cái hòm của mình giống như một quả ớt cay xè, vùng vằng bỏ đi. Mẹ ơi, chuyện gì vậy, không có để ý cũng là để ý tới rồi, xui xẻo. Diệp Phàm vò đầu. Ha ha ha, nữ nhân mà, có bao giờ nói đạo lý, lão đệ, tuy nhiên cô ta tới từ xó xỉnh Đức Bình. Chỗ đó nghèo rất à, ha ha ha. Vệ Thiết Thanh vẫn không quên ở sau lưng tố khổ hai câu. Dĩ nhiên nghèo rồi, đến chim cũng không buồn ỉa. Tiễn Hồng Tiêu bên cạnh không quên nhảy vào. Bằng. Một tiếng, Thái Hồng Ngẫu nhấc chân đá vào thùng rác nhất thời làm rác rưởi văng tung tóe. Vị bạn học này, tức giận cũng không thể cầm thùng rác ném đi à, tư tưởng tác phong cô như vậy là không được à, cô tên là gì? Lúc này... Ở đầu lối đi có một người trung niên gầy đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc ngó chừng Thái Hồng Ngẫu. Thấy không, cô ta xong rồi, hắc hắc. Tiễn Hồng Tiêu nhỏ giọng nói với Vệ Thiết Thanh và Diệp Phàm. Không thể nào, chỉ là đá một cái thùng rác thôi, có gì tài giỏi. Vệ Thiết Thanh thuận miệng nói. Tuyệt đối xui xẻo, các anh có tin hay không? Tiễn Hồng Tiêu có chút thần bí, nhẹ giọng cười một tiếng. Không phải là vị mắt kiếm kia lai lịch không nhỏ sao? Diệp Phàm cũng tò mò. Huynh đệ lợi hại, vừa đoán liền trúng. Không sai, người nọ tên là Lâm Đức Trì, phó hiệu trưởng trường đảng, nghe nói vô cùng nghiêm khắc. Mọi người đều nói y là mặt sắt. Năm ngoái có một cán bộ cấp phòng từ thành phố Thương Hải tới đây học tập, cũng chỉ vì dưới cây ôm một người con gái bị y nhìn thấy, kết quả hủy bỏ tư cách bồi dưỡng. Vị cán bộ kia sau khi trở về lập tức bị lột chức. Hiện giờ đến hội nghị hiệp thương dưỡng lão rồi. Là đá hầm cầu vừa thối lại vừa cứng. Tiễn Hồng Tiêu dám nói xấu sau lưng phó hiệu trưởng trường đảng, lá gan cũng khá lớn. Huynh đệ, cậu lợi hại, dám bố trí phó hiệu trưởng Lâm. Vệ Thiết Thanh giơ ngón tay cái lên. Tôi nào dám, sau lưng nói mấy câu thôi, hai vị huynh đệ ngàn vạn lần phải giữ bí mật, nếu không chết chắc, ha ha. Tiễn Hồng Tiêu giật thót. Vội vàng liếc qua Lâm Đức Trì thấy y không nghe gì mới yên tâm. Tôi là Thái Hồng Ngẫu, từ địa khu Đức Bình phái tới tham gia bồi dưỡng.
Hiệu trưởng Lâm, tôi. Thái Hồng ngẫu đỏ bừng, hối hận muốn đâm đầu vào tường. Lại bị phó hiệu trưởng Lâm Đức Trì mà người ta gọi là L, thiết diện, bắt hiện hình, cái này là thảm rồi. Nếu như Lâm Đức Trì không tha thì ít nhất thông báo phê bình, kết cục như vậy cũng quá thảm nên trên khuôn mặt xinh đẹp của Thái Hồng ngẫu toát cả mồ hôi hột. Thấy không các anh em, lời tiên đoán của tôi rất đúng chứ, cô ả này lập tức xui xẻo, ít nhất thông báo phê bình. Phải biết rằng trường đảng là chú trọng nhất là phương diện tư tưởng phẩm đức, hành động giáo dục các học viên. Mới vừa rồi Thái Hồng ngẫu biểu hiện quá tệ, hơn nữa còn chưa khai giảng, cô ta đã ăn phải quả đắng rồi, báo ứng a. Tiễn Hồng Tiêu vui vẻ. Thông báo phê bình, không thể nào, cũng quá nghiêm trọng đi. Diệp Phàm nhỏ giọng nói, chỉ là đá thùng rác thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Sẽ không, tuyệt đối. Cái này ở bên ngoài có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng ở bên trong trường đảng chính là chuyện lớn rồi. Từ hành động Thái Hồng ngẫu mà nhìn thì tư tưởng rất không tốt, khẳng định là phải giáo dục lại. Học viên của lớp anh tài xuyên thế kỷ lần này đều là mũi nhọn các ngành. Nghe nói ban tổ chức tỉnh ủy nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu học viên để làm gương, đề cao năng lực tự giác. Vệ Thiết Thanh nghiêm nghị nói. Tôi làm sao, hành động vừa rồi của cô là gì? Mỗi một cái cây ngọn cỏ trong trường đảng đều là bộ mặt của trường, cô tùy ý phá hủy như vậy chẳng khác bôi đen lên mặt trường. Loại tư tưởng này ngàn vạn lần không được, từ tư tưởng mà nói, cô đã có điểm nhơ, từ căn nguyên mà nói, đây là thói quen xấu của cô không bỏ được. Chắc đây là tác phong lúc làm việc, nếu gặp phải chuyện gì lớn thì làm sao, chuyện như vậy. Lâm Đức Trì đã bắt đầu tiến hành tái giáo dục đối với Thái Hồng Ngẫu, bắt đầu từ chủ nghĩa Mác Lênin đến tư tưởng, từ chủ nghĩa xét lại đến chủ nghĩa phê phán, từ chủ nghĩa siêu hình đến vấn đề thực tế, từ tôn chỉ của đảng đến tập quán tốt của cán bộ, thao thao bất tuyệt. Thái Hồng Ngẫu đã sớm mồ hôi chảy ròng ròng ướt cả áo làm lộ cả khuôn ngực. Diệp Phàm vừa nhìn thấy Lâm Đức Trì như vậy thì tin chắc Thái Hồng Ngẫu nhất định sẽ có kết quả thông báo phê bình. Hình thức kỷ luật này sẽ phải ghi chép vào hồ sơ. Đối với Thái Hồng Ngẫu mà nói, là điểm như vĩnh viễn không thể xóa đi, vì một chút tranh cãi mà tạo thành thương tổn lớn như vậy cũng có chút quá đáng. Hắn nhìn lại một lần, nhất thời có chủ ý. Nhanh chóng lui về phía sau, cầm lấy thùng rác xông về Thái Hồng Ngẫu, đương nhiên là không nhìn thấy Lâm Đức Trì, từ xa đã hét lớn. Hồng Ngẫu, làm sao còn chưa dọn hết rác, thật là phiền toái. Hắn vừa nói vừa vọt tới bên cạnh thùng rác, dùng tiểu lý đao đam ra mấy lỗ. Diệp Phàm quay đầu đi, lặng lẽ thu hồi tiểu lý đao, liếc Thái Hồng Ngẫu một cái, cô gái này cũng không phải là ngu đần, lập tức ngầm hiểu. Ra vẻ tức giận nói với Diệp Phàm. Anh còn nói nữa, nói là đi lấy thùng rác mà lâu như vậy, làm hại tôi ở chỗ này, còn bị. Thái Hồng Ngẫu ra vẻ tương đối thân mật, vừa nói vừa liếc Lâm Đức Trì một cái. Hồng Ngẫu, đừng nóng vội, tôi không phải là chậm trễ. Mới vừa rồi phát hiện thùng rác này hư, vốn định cầm đi nhưng kết quả lại bị như vậy. Diệp Phàm cố ý cầm lấy thùng rác đã bị mình đâm mấy lỗ, quay đầu nhìn sang Lâm Đức Trì, ra vẻ không nhận ra y, lễ phép. Đồng chí, anh có thể nhường tôi thu dọn rác rưởi một chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bạn học? Cậu tên là gì, tại sao rác lại vung vãi khắp nơi vậy? Lâm Đức Trì đã mềm mỏng hơn nhiều. Tôi tên là Diệp Phàm, tới từ huyện Ngư Dương. Mới vừa rồi phát hiện thùng rác này sắp đầy, vừa lúc muốn đi ra ngoài nên tiện tay định mang đi, ai ngờ vừa đi được vài mét mới phát hiện là rác vãi khắp nơi. Nguyên nhân là chiếc thùng bị hư, sau đó vừa lúc Hồng Ngẫu đi ngang qua, tôi nhờ cô ấy thu dọn lại để tôi đi tìm thùng rác. Diệp Phàm bịa đặt, tuy nhiên tim cũng đập bình bịch. Nói dối trước mặt phó hiệu trưởng, hơn nữa còn là mặt sắt là mạo hiểm tương đối lớn. Nếu như bị đoán được hay Thái Hồng Ngẫu phối hợp không tốt vậy thì đùa với lửa rồi. Nguyên lai là như vậy, ừ, đồng chí không tệ, cậu tên là Diệp Phàm có phải hay không, tôi nhớ rồi. Lâm Đức Trì lộ ra nụ cười hiếm thấy, gật đầu ngồi xuống chuẩn bị cùng thu dọn rác. Đồng chí, tôi tự làm là được, dù sao tay cũng dơ rồi, đừng làm dơ tay của anh nữa. Diệp Phàm vội vàng ngăn lại, Thái Hồng Ngẫu dĩ nhiên cũng hấp tấp ngồi xuống thu dọn. Ai nói vậy, anh không sợ dơ chẳng lẽ tôi sợ? Chúng ta cùng duy trì vệ sinh chung của trường đảng. Lâm Đức Trì sau khi dọn xong, nói một hai câu có ý nghĩa rồi rời đi. Xem ra phó hiệu trưởng Lâm là một người chánh trực, không hề giống những quan viên chỉ hay nói phét,
những quan viên như vậy bây giờ thật hiếm, còn có người nói bọn họ là đồ cổ. Thật ra thì đồ cổ cũng có ưu thế của bọn họ kiên trì nguyên tắc, một lòng vì đảng, một lòng vì dân. Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, là tấm gương mà chúng ta phải học tập. Diệp Phàm xúc động. Thấy Thái Hồng Ngẫu thu dọn xong thì lẳng lặng bỏ đi, Diệp Phàm cười nói. Làm sao, tôi cứu cô nhưng ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, ở đời muốn làm người tốt thật khó à. Anh là người tốt sao? Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Chuyện này vốn chính là bởi vì anh gây ra. Nếu không phải bổn cô nương bị anh chọc tức cũng sẽ không phát sinh chuyện này, đầu sỏ chính là ba người các anh. Bổn cô nương hận không được lột da các anh ra, còn muốn nói cảm ơn, đừng mơ, hừ. Thái Hồng Ngẫu mỏ nhọn răng sắc, không chút lưu tình, trực tiếp đánh một bừa cào. Diệp Phàm chẳng những không có công, ngược lại còn bị mắng, sau khi nói xong thì tiếp tục kéo chiếc hòm xuống lầu, lúc ở khúc quanh còn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Chuyện gì vậy, lão tử muốn làm người tốt mà thất bại. Diệp Phàm lẩm bẩm. Huynh đệ, như thế nào? Độc nhất là lòng dạ đàn bàn, câu này mà anh cũng quên nữa. Tiễn Hồng Tiêu cười khan. Huynh đệ, chắc cậu bị cô ta ghi hận rồi. Cậu không thấy ánh mắt lúc ở cầu thang kia, mẹ ơi, thật là đáng sợ, hệt như sói cái. Bị một phụ nữ ghi hận coi như là xong rồi, ha ha ha. Vệ Thiết Thanh ra vẻ thấy người gặp họa mà vui, đắc ý không dứt. Ai? Diệp Phàm thở dài một tiếng, tiến vào trong phòng. Sau khi dọn dẹp xong lên giường nằm nghỉ, lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Chương 605, vị khách bất ngờ. Hắn tưởng là hai người hàng xóm sang chơi, mở cửa ra nhìn, bất ngờ lại là bằng hữu đặc biệt tốt của Lô Vĩ, cũng chính là lão đại Ngư Thái trong Tứ Tú Thủy Châu. Lão đại của Tứ Tú Thủy Châu là Ngư Thái, lão nhị Hoa Tiêu Diêu, lão tam Lô Vĩ, lão tứ Lô Vân, ngoại hiệu Tứ Tú Thủy Châu đương nhiên là do bọn họ tự phong, có lẽ chỉ thuận miệng đặt cho mà thôi, cũng không có bao nhiêu mánh lới. Anh Diệp, anh khỏe chứ? Ngư Thái bắt chuyện trước. Ừ, là Ngư huynh đệ, sao cậu lại tìm tới đây? Vào phòng trước hãy nói, Diệp Phàm cười nói, thật ra Ngư Thái đã 27 tuổi, lớn hơn Diệp Phàm. Chẳng qua lần trước trên bàn rượu cứng rắn bị Lô Vĩ buộc y gọi là anh Diệp. Em nghe Lô Vĩ nói là anh Diệp cũng tới đây bồi dưỡng, chúng ta vừa vặn là đồng học, em cũng vậy tham gia bồi dưỡng lần này. Sau này trái lại có thể ngày ngày gặp nhau rồi, Ngư Thái cười hiền hòa nói. Ngư Thái, trước kia nghe nói cậu công tác ở sở tài chính tỉnh. Hiện tại có thay đổi vị trí không vậy? Diệp Phàm hỏi, nhớ tới huyện đang còn giữ khoản tiền 300 vạn của mình, đến bây giờ còn bị Ngọc Sử Giới khấu trừ ở sở tài chính tỉnh. Số tiền kia chỉ có thể nhìn chứ không thể đến tay. Em hiện tại nhậm chức giám đốc sở ban tài chính kiểm sát, Ngư Thái khiêm nhường nói. Chúc mừng lão đệ thăng quan, lần trước còn là phó, thoáng cái đã thành trưởng rồi. Diệp Phàm cười ha ha chúc mừng. Nếu chúc mừng cũng phải có lễ vật đúng không Diệp ca, hơn nữa chúng ta còn gọi anh một tiếng anh Diệp, làm anh đương nhiên phải rộng rãi rồi, Ngư Thái đùa giỡn nói. Được, lão đệ nói phải có lễ vật như thế nào đây? Diệp Phàm cũng cười nói rất vui vẻ. Em chỉ đùa một chút, Diệp ca đừng tính toán. Tuy nhiên em nghe Lô Vĩ nói anh Diệp có một loại dược hoàn thần kỳ, có thể giúp hứng, ha ha, Ngư Thái hơi bối rồi nói. Cậu muốn thử không? Diệp Phàm nửa cười nửa không. Thử một chút cũng tốt, Lô Vĩ nói là dùng rất tốt, có thể đại triển hùng phong, có thể biểu hiện oai phong nhiều lần trước mặt con gái. Em nghe Lô Vĩ nói là loại dược hoàn này rất khó kiếm, nguyên vật liệu chế biến rất quý hiếm, Ngư Thái cười khan nói. Dược hoàn này thật sự rất khó cầu, chẳng qua cậu đã gọi tôi một tiếng anh Diệp, tôi còn có thể tiếc một viên dược hoàn sao? Diệp Phàm thuận miệng nói. Móc từ trong bao ra hai bình đưa cho Ngư Thái, tôi cho cậu hai viên, loại dược hoàn tên là Bảo Long Hoàn này còn lợi hại hơn nhiều, cách nửa tháng dùng một viên là được. Tuy nói là chế biến từ thảo dược tinh khiết, không có tác dụng phụ, tuy nhiên dùng nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể, Diệp Phàm nhỏ giọng dặn dò. Cảm ơn, Ngư Thái cảm ơn, nhận viên dược hoàn xong móc từ trong bao ra một cái hộp tinh xảo cười nói, mượn hoa hiến Phật, trước kia tổ tiên nhà em có lưu lại vài cọng trường Bạch Sơn Sâm Vương. Một sợi đoán chừng phải 20 năm, cho bá phụ bá mẫu bồi bổ thân thể. Ngư Thái cậu còn nói những lời khách khí này sao? Cầm lại đi, Diệp Phàm có vẻ không vui. Anh Diệp khách khí rồi. Vật này em đã sớm chuẩn bị.
Lần trước Lô Vĩ đến Cổ Xuyên em vốn định gọi y mang đến, thế nhưng y đi vội vàng quên đem đi. Cho nên hôm nay em tiện tay mang đến, tuyệt đối không có ý gì khác, Ngư Thái chân thành nói. Diệp Phàm cũng dứt khoát nhận, trong lòng quyết định lúc nào tới thăm nhà Ngư Thái tiện tay làm chút gì hay mang đến, xem như là trả nợ nhân tình. Ngư Thái, cậu có biết Ngọc Sử Giới không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Đương nhiên biết, người trụ cột của ban tài chính chúng ta, lãnh đạo xếp thứ ba. Ngoài trưởng ban, phó trưởng ban, thường vụ đảng ủy ra thì đến y. Ngư Thái cười nói, nhưng cũng không lộ ra vẻ cung kính. Y là lãnh đạo trực tiếp của cậu sao? Diệp Phàm cười hỏi. Không phải, em thuộc quản lý của phó trưởng ban, thường vụ đảng ủy. Ngư Thái giống như nhớ ra gì đó liền hỏi, anh Diệp, có phải anh có chuyện gì vướng mắc với Ngọc Sử Giới không? Không phải, Ngọc Sử Giới là danh nhân Ngư Dương, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút. Ha ha, Diệp Phàm cười ha hả, tạm thời không muốn đem chuyện 300 vạn bị khấu trừ lộ ra. Ngư Thái tuy nói có quan hệ rất tốt với Lô Vĩ, nhưng cũng không có nghĩa là cũng tốt với mình. Chuyện này phải nhìn quan hệ sau này rồi mới quyết định. Ngư Thái hiện tại lộ ra vẻ thân thiết như thế, còn không phải là nể mặt Lô Vĩ, Diệp Phàm rất không muốn mượn tay người khác đòi nhân tình cho mình. Anh Diệp, đi, chúng ta tìm một chỗ uống mấy chén, em còn có một bằng hữu muốn giới thiệu với anh, Ngư Thái cười nói, rất là nhiệt tình. Thật ra khi Diệp Phàm đến Thủy Châu, Lô Vĩ có giao đãi qua với Ngư Thái, kêu y nhất định phải chiếu cố nhiều đến đại ca Diệp Phàm. Lúc này Ngư Thái tỏ ra thân mật với Diệp Phàm như vậy, đương nhiên là nể mặt Lô Vĩ, chứ y còn chưa gặp qua Diệp Phàm lần nào, nói chuyện giao tình khẳng định là không có. Tuy nhiên Ngư Thái quan hệ rất thân thiết với Lô Vĩ. Cho nên y đối đãi với Diệp Phàm giống như Lô Vĩ. Hơn nữa y mịt mờ nghe Lô Vĩ nói Diệp Phàm đại ca rất có bản lãnh gì đó, Ngư Thái cũng vô cùng tò mò. Ngư Thái cũng biết người được Lô Vĩ gọi là đại ca nhất định có chỗ bất phàm, nếu không, với tính tình kiêu ngạo của Lô Vĩ làm sao chịu khuất phục người nào. Chính vào lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Phàm mở cửa ra nhìn, thì ra là Tiền Hồng Tiêu và Vệ Thiết Thanh. Diệp lão đệ chúng ta coi như cũng quen biết, bạn học cùng lớp, hôm nay đi uống mấy chén thì thế nào? Tuy nhiên Diệp Phàm nhớ đến vừa rồi Ngư Thái nói là muốn giới thiệu một người cho mình, có lẽ Ngư Thái không thích người ngoài dính vào, cho nên đang muốn cự tuyệt, Ngư Thái quay đầu nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm biết Ngư Thái đang trưng cầu ý kiến của hắn, cũng gật gật đầu cho nên cười nói, thật đúng lúc, chúng ta đều là bạn học cùng lớp. Tôi tên là Ngư Thái, Diệp Phàm là đại ca của tôi đã đặt bàn ở quán Súp Lão Vương, còn có một người bạn nữa, cũng là bạn học, chúng ta cùng đi. Tốt lắm, chúng ta xem như quen biết thêm được nhiều người bạn, còn là cùng lớp bồi dưỡng. Tôi quên giới thiệu, tôi tên là Tiền Hồng Tiêu, làm việc ở Sở Giao thông Xây dựng. Tiền Hồng Tiêu reo lên, lại chỉ vào Vệ Thiết Thanh cười nói, y còn lớn hơn tôi, phó trưởng ban Sở Nông nghiệp. Ngư Thái, giám đốc kiểm tra ban tài chính, Ngư Thái liếc mắt nhìn Vệ Thiết Thanh cười nói, thái độ hào phóng, cũng không lộ vẻ cung kính. Mọi người đều là quan lớn trưởng ban, chỉ có tôi là một phó chủ tịch huyện nhỏ, tới từ xó xỉnh Ngư Dương, Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp ca, hiện tại chức quan của anh không bằng mọi người, tuy nhiên em tin tốc độ thăng quan của anh, chúng em có thúc ngựa cũng không bằng, Ngư Thái cười nói. Đúng, nhìn tướng mạo Diệp lão đệ hẳn là khoảng 20 tuổi, có thể lên được chức phó phòng, thực tại rất tài giỏi, Vệ Thiết Thanh khẽ cười nói, chẳng qua có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Ngư Thái. Đoán chừng trong lòng đang suy nghĩ. Người rõ ràng lớn tuổi hơn Diệp lão đệ, làm sao còn gọi hắn là anh Diệp. Hơn nữa người đường đường công tác ở ban tài chính, hắn chỉ một phó chủ tịch huyện nghèo. Chỗ này đúng là có chút ý vị sâu xa, lẽ nào Diệp lão đệ có xuất xứ bất phàm. Tiền Hồng Tiêu cũng không đần, cũng nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên hai người cũng biết ý, tuy nói trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không nói ra ngoài miệng. Anh Diệp đúng là rất tài giỏi. Hai vị có thể không biết, anh Diệp tốt nghiệp chưa đến một năm, hiện giờ đã làm phó phòng hoàn toàn là dựa vào sức mình, Ngư Thái ra sức tâng bốc Diệp Phàm. Rất giỏi, Tiền Hồng Tiêu và Vệ Thiết Thanh đồng thời khen. Ha ha, đều là Ngư Thái nói khoác, các vị tùy tiện qua tay đều là số tiền hơn 1 tỷ, tôi chỉ là một người nhỏ bé mà thôi, Diệp Phàm vội vàng khiêm tốn nói. Ba người đều có xe, tuy nhiên xe không dừng ở trường học. Mà đậu ở một bãi đỗ xe cách trường học không xa. Chiếc Wrangler của Diệp Phàm đậu ở Sở Thiên Các Diệp Phủ, cho nên liền chui vào trong xe Ngư Thái.
Mới vừa chui vào xe, điện thoại đã vang lên. Diệp Phàm, tôi là Tống Trinh Ngọc, nghe nói anh đến trường đảng bồi dưỡng có phải không? Tống Trinh Ngọc nói. Đúng vậy, mới tới hôm qua, cũng không kịp đến thăm cô, Diệp Phàm vội vàng nói, thiên kim của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy gọi điện tới là dấu hiệu tốt. Diệp Phàm đã sớm định dùng dược hoàn đi câu thiên kim này rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không có tính toán gì khác, chỉ là muốn thông qua tiếp xúc với Tống Trinh Ngọc để móc nối với cha cô ta là Tống Sơ Kiệt. Đây cũng là pho tượng đại thần, nếu như có thể dựa vào, sau này tuyệt đối là hưởng thụ vô cùng. Chuyện này cũng không thể quá vội vàng, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, phải biết nắm bắt thời cơ mới được. Ha ha, bổn cô nương hiện tại cho anh một cơ hội, buổi tối anh mời khách là được, Tống Trinh Ngọc ném ra một câu như vậy. Diệp Phàm ngược lại cảm giác hết sức quỷ dị, với tính tình của Tống Trinh Ngọc, căn bản không thể tỏ vẻ như vậy. Chẳng lẽ cô ta yêu mình, Diệp Phàm nghĩ đến những điều này, trái tim lại đập dồn dập. Được, vậy chúng ta đến quán súp lẩu Vương, Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm có vẻ xin lỗi, quay đầu nói với Ngư Thái, Ngư Thái, có lẽ còn có mấy người bạn nữa cùng đến, nói là kêu tôi mời khách, cậu thấy có tiện không, nếu không để tôi mời bọn họ hôm khác. Có gì không tiện, bằng hữu của anh Diệp chính là bằng hữu của Ngư Thái này, em thích nhất là kết bạn với mọi người, không sao, mời bọn họ cùng đi, Ngư Thái không suy nghĩ, vội gật đầu. Đúng vậy, càng nhiều người càng vui, lão vệ nói có phải không? Tiền Hồng Tiêu đoán chừng trời sinh cũng là người thích náo nhiệt. Ừ, chúng ta vừa vặn có thể quen biết thêm bằng hữu của lão Diệp. Vệ Thiết Thanh mỉm cười gật đầu. Mấy người đến quán lẩu lão Vương. Chương 606, kéo bè kéo cánh. Diệp tiên sinh, ngài đến rồi, xin hỏi phòng số mấy? Ông chủ Vương nhìn thấy Diệp Phàm, nhiệt tình nghênh đón, trong giọng nói mang theo vẻ cung kính làm cho bọn người Ngư Thái và Tiền Hồng Tiêu có chút khó hiểu. Hai người quen nhau, Tiền Hồng Tiêu không nhịn được hỏi. Ha ha, đã tới mấy lần, cũng quen thuộc rồi. Ông chủ Vương, tối nay không phải tôi mời khách, là vị lão đệ Ngư Thái này, y đã đặt phòng trước. Tuy nhiên súp nên chính tông một chút. Diệp Phàm cười nói. Bốn người mới vừa ngồi xuống, cửa còn chưa đóng, đã truyền đến một tràng cười. Ngư Thái, lão đệ nhanh chân đến trước rồi, lần này để cậu giành cơ hội trước, lần sau phải đòi lại. Anh Tào, ai kêu anh đi muộn, chuyện này cũng không trách em được. Ngư Thái đứng lên, nhanh chóng đi tới cửa nghênh đón, Diệp Phàm cũng đi theo đứng lên. Tuy nhiên đảo mắt phát hiện Tiền Hồng Tiêu và Vệ Thiết Thanh cũng đứng lên. Không lâu sau, có một người thanh niên có vẻ già dặn tiến vào, liếc mắt nhìn ba người Diệp Phàm, Tiền Hồng Tiêu có chút kinh ngạc, chẳng qua không lên tiếng, nhìn về phía Ngư Thái. Anh Tào, để em giới thiệu với anh. Vị này là Diệp Phàm đại ca tới từ Ngư Dương, tuổi dù nhỏ hơn em và Lô Vĩ rất nhiều, nhưng bọn em đều gọi hắn là đại ca, ha ha. Ngư Thái giới thiệu xong không lên tiếng, liếc mắt nhìn anh Tào. Tào ca hơi chút chần chờ. Có lẽ đang suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Tào Dũng vốn luôn muốn kết nối vào đường dây của Lô Vĩ, thế nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, lần này vất vả lắm mới được Ngư Thái đáp ứng gặp mặt, Tào Dũng sớm đã vui mừng như điên. Vị họ Diệp này tuy nói tướng mạo nhìn qua nhỏ tuổi nhất. Hắn lại tới từ xó xỉnh Ngư Dương, cấp bậc chức vụ tuyệt đối không cao. Cho nên Tào Dũng nhất thời có chút chần chờ, nếu gọi Diệp Phàm đại ca lại cảm thấy có chút hạ giá. Mình dù gì cũng là trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy. Tuy nói trên thực tế còn có một phó trưởng ban quản lý trực tiếp, nhưng vẫn có lực sát thương nhất định với quan viên cấp dưới và cấp phó sở. Bởi vì ban tổ chức tỉnh ủy phòng tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm khảo sát cán bộ lãnh đạo, ban lãnh đạo thành phố trở lên. Đối với ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, điều chỉnh trang bị và chức vụ cán bộ, đãi ngộ, về hưu, chịu trách nhiệm khảo sát phê duyệt lập hồ sơ thẩm tra công việc đối với trưởng ban tổ chức thị ủy và đảng ủy huyện. Một cán bộ cấp huyện như Diệp Phàm đương nhiên không lọt vào mắt Tào Dũng, chẳng qua nếu không gọi nhất định sẽ lưu lại một bóng ma trong lòng Lô Vĩ và Ngư Thái. Có lẽ mình muốn gia nhập vòng tròn của Lô Vĩ cũng không có hy vọng. Cho nên Tào Dũng do dự chốc lát, vừa định há miệng gọi anh Diệp, Diệp Phàm đã giành trước một bước tiến lên, cười nói, anh Tào, Ngư Thái gọi anh là Tào ca, vậy anh đương nhiên cũng là anh Tào của Diệp Phàm này, rất vui được quen biết anh. Diệp Phàm thật sự khiến Tào Dũng cảm thấy hài lòng, thoáng chốc để lại ấn tượng tốt bước đầu trong lòng y. Ha ha,
anh Diệp. Tào Ca là công tác ở phòng tổ chức cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy, Ngư Thái giới thiệu lai lịch của Tào Dũng. Y lại quay đầu giới thiệu hai người Tiền Hồng Tiêu, ở đây còn hai vị bằng hữu. Một vị là trưởng ban vệ, một vị là giám đốc sở tiền, mọi người làm quen với nhau đi. Bởi vì Tống Trinh Ngọc còn chưa tới, cho nên mấy người đều chỉ uống trà nói chuyện phiếm chờ đợi. Diệp Phàm đang suy đoán Tống Trinh Ngọc tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, không có chuyện gì Tống Trinh Ngọc tuyệt đối sẽ không vô cớ tìm mình cũng không phải là Phan An. Hắn suy nghĩ một hồi cảm thấy không có đầu mối, có lẽ là muốn hậu cung Ngọc Nhan Hoàn của mình rồi. Các vị huynh đệ, chúng ta đều là bạn học cùng lớp, mặc dù là một lớp bồi dưỡng mở ra tạm thời. Tuy nhiên chứng tỏ chúng ta có duyên có phải không? Tiền Hồng Tiêu đột nhiên mở miệng cười nói. Ừ, nhất định là có duyên phận rồi. Tỉnh Nam Phúc lớn như vậy, hơn 6.000 vạn nhân khẩu, chúng ta sau này có lẽ khó mà gặp nhau, không biết đến lúc nào mọi người mới gặp mặt, Ngư Thái nói. Nếu mọi người có duyên cùng lớp, hơn nữa mới có mấy ngày đã quen biết, tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt, sao không tạo thành một tiểu đoàn thể. Mặc dù trường đảng không có bao nhiêu chương trình, nhưng tôi nghĩ trên lớp cũng có mấy chục người, sớm muộn cũng sẽ tạo thành từng khối. Tiền Hồng Tiêu đề nghị trở thành tiểu đoàn thể. Ừ, Hồng Tiêu nói không sai. Sau khai giảng lớp học nhất định sẽ chọn cán sự lớp. Tiểu đoàn thể chúng ta ít nhất cũng phải có một đồng chí tham gia mới được, như vậy mới có thể chiếu cố mọi người. Lời nhận xét của trường đảng đối với học viên lớp nhân tài xuyên thế kỷ mà nói tương đối trọng yếu. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến công tác đề bạt sau này của mọi người. Tào Dũng gật đầu, nói ra quan hệ lợi hại. Đúng, chúng ta phải tăng cường quan hệ, lôi kéo thêm nhiều đồng chí gia nhập, vĩ nhân không phải nói, người đông sức lớn sao. Tào lão đệ tuy nói không bồi dưỡng ở trường đảng nhưng cũng là nhân sĩ trong chúng ta. Phó trưởng ban vệ thiết thanh cười ha ha nói. Bốn người này thì vệ thiết thanh cấp bậc cao nhất, đạt tới phó ban. Bốn người khác Tào Dũng, Ngư Thái, Tiền Hồng Tiêu đều là cấp phòng, Diệp Phàm đương nhiên là cấp bậc thấp nhất rồi. Cho nên Diệp Phàm cũng không dám nói chuyện, chỉ phụ họa. Vệ Thiết Thanh nghiễm nhiên có vẻ cho mình là lão đại, từ tuổi tác y cũng mới 30 tuổi, cấp bậc cũng lớn nhất, đương nhiên làm lão đại cũng không ai phản đối. Tuy nhiên trong năm người Tào Dũng có chức vị đặc thù, người ta là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Công tác khảo hạch các quan viên cấp ban trong tỉnh đều do bọn họ chịu trách nhiệm, mặc dù nói Tào Dũng không thể quyết định một mũ quan lớn cấp chính ban, tuy nhiên vẫn có lực sát thương đối với quan viên cấp bậc phó ban. Quan viên của ban tổ chức có thể so sánh với nha môn bình thường, vô hình chung giống như cao hơn nửa cấp bậc. Tào Dũng bây giờ đang là trưởng phòng, cao hơn nửa cấp bậc chính là phó ban, có thể ngồi ngang hàng với Vệ Thiết Thanh, hơn nữa năng lực của Tào Dũng nhất định sẽ lớn hơn. Mặc dù Vệ Thiết Thanh là cấp phó ban, nhưng có thể chưa chắc lớn hơn Tào Dũng. Ừ, vệ trưởng ban nói đúng, người đông sức lớn. Chúng ta chia nhau làm việc, triều binh mãi mã rồi. Sau này có chỗ nào cần tôi xuất lực, mọi người cứ nói. Tào Dũng gật đầu, lộ ra vẻ tương đối hòa nhã, liếc mắt nhìn Vệ Thiết Thanh, cười nói, tôi đề nghị do vệ lão ca đảm đương đứng đầu tiểu đoàn thể của chúng ta thì thế nào? Rắn không thể không có đầu. Cho dù chúng ta chỉ là một tiểu đoàn thể cũng phải có người đứng đầu, nếu không sẽ bất lợi cho triển khai hoạt động. Đúng, 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 tôi giơ hai tay tán thành Tiền Hồng Tiêu vốn chơi từ nhỏ đến lớn với Vệ Thiết Thanh đương nhiên là giơ hai tay tán thành rồi. Tuy nhiên tôi cho rằng đã là tiểu đoàn thể có chức vị chính cũng có, chức phó cũng có phải không? Ha ha, sau này thành viên trong đoàn thể tăng nhiều, tiểu đoàn thể chúng ta phát huy năng lượng nhất định sẽ càng lớn. Đối với vệ lão ca, tôi không có ý kiến gì, y hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu tiểu đoàn thể chúng ta. Tuy nhiên, tôi còn muốn có một đề nghị, bầu ra hai người nữa, cũng tiện phối hợp công tác với vệ lão ca. Nếu không khi có công việc nhiều, vệ lão ca bận không đảm trách nổi thì phiền toái. Mới vừa rồi mọi người cũng đã được nghe nói, vị Diệp ca này tuy nói hiện tại công tác ở Ngư Dương, nhưng năng lượng cũng không giống bình thường. Khi hắn làm chủ tịch thị trấn đã lôi kéo được rất nhiều đầu tư mà ngay cả huyện Thái gia cũng khó làm được. Hơn nữa Diệp ca mới tốt nghiệp đại học một năm, 19 tuổi đã được đề bạt đến cấp phó phòng, trong tay quản lý trực tiếp 6 trấn 2 xã, thật ra quyền lực còn lớn hơn phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy, Ngư Thái này rất bội phục hắn. Cho nên, tôi đề nghị do Diệp ca đảm đương tiểu đầu mục thứ hai,
phối hợp vệ lão ca triển khai công tác. Ngư Thái khen ngợi Diệp Phàm, muốn đẩy hắn lên. Không được, không được, Tào lão đệ, ngàn vạn không ổn. Nói thật, trong năm người chúng ta, cấp bậc của tôi là nhỏ nhất, tuổi cũng nhỏ hơn mọi người, hiện giờ đang công tác ở huyện nghèo khó, nói đến năng lực, sao có thể so sánh với bốn vị lão huynh. Tôi cảm thấy Tào lão ca tương đối thích hợp đảm đương nhị đầu mục. Diệp Phàm vội vàng từ chối, cảm giác mình đúng là còn quá non. Diệp lão đệ, tôi cho rằng Tào lão đệ nói rất có lý. Tuy nói lão đệ nhỏ tuổi nhất trong chúng ta nhưng lão đệ cậu mới 19 tuổi đã bò lên được vị trí này, tiền đồ vô lượng, tốc độ đề thăng chưa từng có. Những điều này là do lão đệ cậu dựa vào năng lực bản thân giành được, cho nên vị trí đầu mục thứ hai phải do Diệp lão đệ đảm đương rồi. Không được từ chối, tôi và Ngư Thái tin tưởng Hồng Tiêu cũng sẽ ủng hộ cậu có phải không? Hơn nữa, tôi chỉ ở bên cạnh giúp đỡ mọi người mà thôi. Tào Dũng nói rất chắc chắn, trực tiếp phủ chiếc võng lên người Diệp Phàm, khiến hắn khó hiểu, thầm nghĩ, lão tử cũng không phải là quan to cấp ban, biểu hiện của Tào Dũng thật khiến người khác khó suy đoán. Hắn thân ở ban tổ chức tỉnh ủy, có đại quyền khảo hạch quan lớn cấp ban của tỉnh Nam Phúc. Nói thế nào cũng không cần nịnh bợ một phó ban nhỏ bé như mình, chuyện này thật khó hiểu. Chương 607, thế lực sau lưng. Tào Dũng đương nhiên là nhìn vào mặt mũi Lô Vĩ. Lô Vĩ đã gọi Diệp Phàm là đại ca, vừa rồi mình đã không gọi Diệp Phàm là đại ca mà còn để hắn dành gọi trước là Tào lão ca, trong lòng Tào Dũng cũng hơi hối hận, thầm nghĩ mình đúng dày mặt. Vì thế nên chuyện chọn đầu mục thứ hai, Tào Dũng nhất định ủng hộ Diệp Phàm thượng vị. Bởi vì đây là đề nghị của Ngư Thái, gã này Tào Dũng biết ra thế cũng không bình thường. Diệp ca, Tào ca, chuyện này cứ định như vậy, em xem anh cũng không cần từ chối nữa rồi, ha ha. Tiền Hồng Tiêu nói thẳng. Tiền Hồng Tiêu năm nay cũng 27 tuổi, thấy Ngư Thái nhất mực gọi Diệp Phàm là Diệp ca, hơn nữa cố gắng để cử Diệp Phàm làm đầu mục thứ hai, nói rõ người thanh niên kia có lai lịch nên gã cũng không ra vẻ mà dứt khoát cũng gọi vậy. Cuối cùng Diệp Phàm thấy cũng đẩy không xong nên gật đầu đồng ý. Diệp Phàm chợt nghĩ gì đó, lấy cớ đến phòng vệ sinh gọi điện thoại, hỏi, Trinh Ngọc, còn chưa tới à? Kẹt xe, đang ở trên đường, chắc còn phải mấy phút nữa, xin lỗi rồi. Tống Trinh Ngọc tương đối có lễ phép, không đành hanh như Lan Điền Trúc. Trinh Ngọc, lần trước em gọi anh là anh Phàm, lần này tại sao không gọi rồi, à? Diệp Phàm dày mặt. Lần đó là do tình huống đặc biệt, bây giờ làm sao mà gọi. Tống Trinh Ngọc ở trong xe lắc đầu, có chút ngượng ngùng vì chợt nghĩ đến tình cảnh kiều diễm ngày đó. Khi đó Diệp Phàm ôm chặt lấy cô, còn cô cũng ôm cứng lấy cổ hắn. Ha ha, bỏ đi. Diệp Phàm thở dài. Xem ra bản thân còn chưa tiến vào trái tim của Tống Trinh Ngọc. Một lúc lâu, trong điện thoại đột nhiên lại truyền đến giọng nói khẽ của Tống Trinh Ngọc, sau này em gọi anh là anh Phàm nhé. Nói xong liền cúp điện thoại, tim đập thình thịch. Ha ha, kẹt xe rồi, mấy phút sau đến, Diệp Phàm cười nói. Mấy phút sau, cửa phòng khẽ mở. Diệp Phàm biết chắc là Tống Trinh Ngọc đến, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Bốn người khác ngồi tại chỗ muốn nhìn xem Diệp Phàm mời ai đến. Chẳng qua bốn người Ngư Thái đều có cùng tâm tư, nghĩ Diệp Phàm chỉ là một phó phòng nơi hẻo lánh, đến Thủy Châu có thể biết người nào. Cho dù là bạn học đại học cũng mới chỉ tốt nghiệp một năm, cấp bậc tuyệt đối sẽ không vượt qua phó phòng, có lẽ vẫn là nhân viên nhỏ, Diệp Phàm chỉ có thể nói là ngoại lệ. Cho nên bốn người đều ngồi yên, cũng không đi ra ngoài đón. Thật xin lỗi, kẹt xe, cho nên mới chậm chút, để đợi lâu. Tống Trinh Ngọc mặc váy vàng, trên mũi lấm tấm mồ hôi rất có hình dạng thục nữ làm Diệp Phàm than thở một phen. Thầm nghĩ cô nàng ngày càng có hình tượng thê tử dịu dàng rồi. Ngư Thái, Tiền Hồng Tiêu, Vệ Thiết Thanh không nhận ra Tống Trinh Ngọc, cho nên chỉ gật đầu. Tuy nhiên Tào Dũng chợt vừa thấy được Tống Trinh Ngọc thì đứng phắt dậy, bước nhanh lên, là Tống cô nương đến, không ngờ Tống cô nương còn là bằng hữu Diệp lão đệ. Tống cô nương, Tào ca, anh cũng biết Tống cô nương, Tiền Hồng Tiêu thắc mắc. Gã cảm thấy Tống cô nương này có chút lai lịch. Ha ha, thiên kim lãnh đạo chúng ta làm sao tôi không nhận ra. Tào Dũng thuận miệng cười nói. Lãnh đạo, Tiền Hồng Tiêu, Vệ Thiết Thanh, Ngư Thái lẩm bẩm, bắt đầy tìm trong trí nhớ. Bởi vì lãnh đạo Tào Dũng chắc chắn là một nhân vật vì gã đã là một cán bộ cấp phòng trong ban tổ chức tỉnh ủy,
vậy lãnh đạo gã ít nhất cũng phải là quan lớn phó trưởng ban rồi. Phó trưởng ban của ban tổ chức tỉnh ủy chỉ có một họ Tống, đó chính là trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt. Vừa nghĩ tới Tống Sơ Kiệt, ba người đều giật mình ngồi không yên, vội vàng đứng dậy mỉm cười chào hỏi, thầm nghĩ, không ngờ vị Diệp lão đệ này có lai lịch thật lớn. Lại có thể mời đến thiên kim của trưởng ban ban tổ chức tỉnh ủy, hai người bọn họ có quan hệ ra sao, chắc không phải bình thường, vậy thì phải xem kỹ lại đồng chí Diệp Phàm rồi. Khó trách thăng quan được nhanh như vậy, có trưởng ban Tống bao phủ, cái mũ còn không phải là dễ như trở bàn tay, sau này tiền đồ vô lượng. Bốn người bừng tỉnh, như có hẹn trước cùng lùi lại. Tống Trinh Ngọc ngọt ngào nói, anh Phàm, cha bảo anh rảnh đến nhà chơi một chút. À, bắt đầu đánh vào nhà rồi, hình như trưởng ban Tống đã gật đầu, có phải đã bước đầu đồng ý quan hệ giữa Diệp Phàm và Trinh Ngọc. Xem ra vị Diệp ca này có thể trở thành rể hiền của trưởng ban tổ chức tỉnh Nam Phú, Vệ Thiết Thanh thầm nghĩ làm sao phải thắt chặt quan hệ với đồng chí Diệp Phàm. Gã cũng hơi hối hận, sớm biết như vậy đã đề cử đồng chí Diệp Phàm làm đầu mục. Tuy nói có chút hiềm nghi nịnh nọt vỗ mông ngựa nhưng tuyệt đối có giá trị, bây giờ đổi lại thì quá lộ liễu. Tào Dũng lại càng ở thầm kêu may mắn mới vừa rồi anh Minh quyết đoán, một tia mất mát toàn bộ tan thành mây khói. Ngư Thái âm thầm phỏng đoán, Lô Vĩ nhận Diệp Phàm làm đại ca, có phải đã biết Diệp ca này sắp sửa trở thành con rể Tống gia. Tuy nhiên gã lập tức lắc đầu, gia thế Lô Vĩ cũng không đơn giản, chắc là không tính toán như vậy. Một trưởng ban tổ chức còn chưa tới mức độ thế gia như Lô gia phải nịnh bợ. Bởi vì Lô nhà trong thường vụ tỉnh ủy cũng có người. Hơn nữa Lô gia còn có hai người ở trong các bộ và ủy ban trung ương, nghe nói một người trong đó còn là quan lớn cấp phó trưởng ban, cũng là một vụ trưởng tay nắm trọng quyền. Ừ, chờ khai giảng xong sẽ đi. Diệp Phàm vội vàng nói, trong lòng cũng là cảm thấy có chút không thể, Tống Sơ Kiệt làm sao có thể bảo mình tới nhà, chẳng lẽ là thấy mình có năng lực. Tuy nhiên hắn lập tức lắc đầu, mình cũng chưa làm ra chuyện gì lớn để cho đường đường trưởng ban tổ chức tỉnh ủy vài phần kính trọng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Tống Trinh Ngọc cười nói, chị Triệu giờ mới đến a, em tính ra còn sớm hơn. Lại là Triệu gia Triệu Tứ Tiểu Thư, kỳ quái, căn cơ Triệu gia ở Kinh Thành, Triệu Tứ Tiểu Thư lại ở Thủy Châu sao? Diệp Phàm thầm cào nhau, bước ra chào hỏi. Triệu Tứ Tiểu Thư cũng không ngại hắn phản ứng chậm trễ, có vẻ đanh đá, xem ra đại chủ nhiệm Diệp chúng ta không hoan nghênh bổn cô nương rồi, vẻ mặt thế kia thì để tôi đi. Ai nói vậy? Còn kém chưa kịp mua pháo mừng, tuy nhiên trong quán không cho đốt mà thôi, ha ha, Diệp Phàm vội vàng cười khổ. Chị Triệu, ngồi đi, đừng để ý đến hắn. Một đại chủ nhiệm, có gì ngạo khí? Tống Trinh Ngọc cũng không còn tức giận liếc Diệp Phàm cười mắng. Chị Triệu, để tôi giới thiệu với chị bốn vị đây đều là bằng hữu, phó phòng Ngư, phó phòng Tào, trưởng ban vệ, phó phòng Tiễn. Diệp Phàm vội vàng đánh trống lảng. Chỉ e Triệu Tứ Tiểu Thư lại sinh sự. Muốn đè ép cô ta thì lại không có cách, loại nữ nhân này tốt nhất lấy tránh né làm chủ. À, lai lịch cũng không nhỏ, đều là cấp phòng trở lên. Hơn nữa còn có cấp ban. Đây chính là bằng hữu của anh, ừ, trong giọng Triệu Tứ Tiểu Thư có một tia khinh thị, chỉ là không rõ ràng thôi, chẳng qua đám người Ngư Thái, Vệ Thiết Thanh đều là lão luyện quan trường, làm sao có nghe không ra mùi vị trong đó. Ngư Thái nhìn đến mặt mũi Diệp Phàm nên không phát tác nhưng Tiền Hồng Tiêu cũng không nhận ra Triệu Tứ này là ai, nếu như là Tống Trinh Ngọc ra vẻ thì còn có thể vì sau lưng người ta có trưởng ban tổ chức chống lưng. Triệu Tứ tiểu thư không biết ở đâu ra lại dám kiêu ngạo như vậy. Tiền Hồng Tiêu không nhịn được, cười nói, xem ra bên cạnh vị Triệu tiểu thư này nhất định là có nhiều quan lớn tụ tập, những tiểu nhân vật như chúng tôi dĩ nhiên là không lọt vào mắt. Ẩn ý của Tiền Hồng Tiêu ai cũng có thể nghe ra. Tống Trinh Ngọc không lên tiếng, biết phong cách mới vừa rồi của Triệu Tứ Tiểu Thư cũng hơi quá, rõ ràng không nể mặt Diệp Phàm nên bằng hữu của hắn tức giận cũng là bình thường. Diệp Phàm sầm mặt, thầm nghĩ không tốt, nhất định là hỏng bét, thầm nghĩ, Triệu Tứ, đừng bảo là lão tiền ngươi chọc không nổi, cho dù là một vài quan to cấp ban cũng chọc không nổi. Quả nhiên, Triệu Tứ Tiểu Thư nhìn không được, cười nói, quan lớn cũng không có bao nhiêu nhưng cán bộ cấp ban vừa rồi tên là gì nhỉ? Triệu Tứ Tiểu Thư nói hết sức dễ nghe, thật giống như đang suy nghĩ. Hình như là Hứa Thông thì phải, đúng là phiền toái, chị Triệu đá gã đã đi chưa? Tống Trinh Ngọc có chút buồn bực lắc đầu,
ngụ ý là chứng minh cho Tiền Hồng Tiêu xem. Mặt mũi Triệu Tứ tiểu thư người ta đúng là lớn, thứ hai cũng là muốn giải giải vây, sợ Triệu Tứ lại châm chọc gì thêm khiến bữa cơm này mất ngon, sau khi trở về lại cào nhàu bên tai mình. Mục đích lần này tới đây dĩ nhiên là có thể lấy được hai viên hậu cung ngọc nhan hoàn của Diệp Phàm. Vật này một khi nữ nhân dùng qua thì tuyệt đối khó có thể cưỡng lại. Hứa Thông là thần thánh phương nào a? Triệu tiểu thư, có thể giới thiệu cho mọi người biết một phen. Ha ha ha, nhiều bằng hữu là nhiều đường nha. Tiền Hồng Tiêu tiếp tục mỉa mai, khóe miệng Diệp Phàm thiếu chút nữa là cắn chặt. Phải không? Ha ha ha, vậy để tôi bảo gã tới đây cho trưởng phòng Tiền biết. Hừ, Triệu Tứ tiểu thư giận dỗi, lấy điện thoại ra định gọi. Chương 608, vật tay với Triệu Tứ tiểu thư. Chị Triệu, đến ăn cơm đi, đùa nhiều như vậy chắc là đói bụng rồi. Diệp Phàm vội vàng đứng lên giàn hòa, đám người Ngư Thái, Tào Dũng cũng mỉm cười không lên tiếng. Phó trưởng ban vệ cũng liếc mắt với Tiền Hồng Tiêu. Chẳng qua đoán chừng là Tiền Hồng Tiêu tính tình quá cố chấp, giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục vật cổ tay với Triệu Tứ tiểu thư. Diệp Phàm khẩn trương, gia thế Tiền Hồng Tiêu này không biết thế nào nhưng với địa vị giám đốc sở của gã mà nói thì cho dù có chút địa vị cũng không thể so sánh với gia thế kinh thành của Triệu gia. Gã vật cổ tay với Triệu tiểu thư đích xác là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa hiện tại giờ lại nhảy ra một Hứa Thông, đối với người này Diệp Phàm cũng nhớ kỹ. Gã này lúc trước ở phòng ca múa kính bạo có đi cùng với em trai của tiểu đoàn trưởng Mai Diệp Thu, tí nữa thì gây sự với Tề Thiên. Sau đó Tề Thiên tiết lộ, Hứa Thông chính là con trai bí thư thị ủy Hứa Vạn Sơn của thành phố Thủy Châu, khó trách khệnh khạng như thế. Hứa Vạn Sơn cũng là thường vụ tỉnh ủy, tuy nói ở trong thường vụ tỉnh ủy xếp sau Tề Chấn Đào rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là thường vụ, hơn nữa một tay nắm cuộc sống mấy trăm vạn người Thủy Châu, quyền lực không thể bảo là không lớn. Cho nên, Diệp Phàm không ra mặt không được. Nếu quả thật để cho Triệu Tứ tiểu thư đem Hứa Thông tới thì chắc sẽ phiền toái lớn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không sợ hãi y, chỉ là ngại phiền toái thôi. Nào ngờ nỗi khổ tâm của Diệp Phàm, Triệu Tứ không hề tâm lĩnh. Cô ta cười quỷ dị với Diệp Phàm. Không có chuyện gì, cơm chúng ta từ từ ăn. Đợi tay chân của tôi tới trả tiền chẳng phải là hay hơn sao? Khanh khách, nói xong rút luôn điện thoại ra gọi, Hứa Thông, lập tức đến quán lẩu Lão Vương, nhớ mang theo nhiều tiền một chút. Bổn cô nương tối nay muốn uống thêm mấy chén. Sau khi gọi điện thoại xong cười híp mắt với Diệp Phàm và Tiền Hồng Tiêu, giám đốc sở Tiền, để Hứa Thông tới đây cho mọi người đều biết. Cũng để cho giám đốc sở Tiền mở rộng tầm mắt, quen biết bằng hữu của tôi cũng không quá mất mặt, ha ha ha. Sau khi nói xong cô ta cười như gà mái đẻ trứng làm Diệp Phàm dùng mình vội vàng ra nhà vệ sinh đi tiểu. Sau khi uống xong mấy chén thì cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Người tới là hai nam, một là Hứa Thông, hiện giờ là một phó ban của Viện Kiểm sát tỉnh. Một người khác Diệp Phàm cũng biết, nghe nói là con trai của chủ nhiệm ban giám sát tỉnh ủy Mâu Tư Thành tên là Mâu Cương, là trưởng ban của Cục Điều tra thuộc Công an tỉnh. Cả hai đều là hạng ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chị Triệu sao không sớm nói thì tôi đã bao cả tầng rồi. Mới vừa mở cửa, Hứa Thông đã lớn lối. Phải không, hiện tại cũng chưa muộn. Triệu Tứ tiểu thư vừa nói thì Hứa Thông như là phản xạ có điều kiện. Lùi về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, mắng thầm, núi không chuyển nước chuyển, nước không chuyển đường chuyển. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này dù thế nào lão tử cũng không để cho mày chạy thoát. Lần trước có Tề Thiên chống lưng, lần này xem tiểu tử ngươi còn có cọng rơm nào tới bảo kê. Hứa Thông cười hắc hắc, sải bước dài tới như sợ Diệp Phàm chạy trốn ngay trước mặt gã. Thằng khốn này cười âm hiểm, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến, lần trước bảo ngươi làm chuột không làm. Lần này xem ngươi có làm không, ha ha ha, kỳ quái chính là Triệu Tứ tiểu thư lại nhíu mày chắc trong lòng khó chịu, chẳng qua cũng không lên tiếng, chuyển niệm lại có thể cười khẽ, chắc là đoán được Hứa Thông có xích mích với Diệp Phàm. Cô ta thích thú vui vẻ ngồi một bên xem náo nhiệt, cũng không nghĩ sẽ ra mặt để xem Diệp Phàm một phen nhục nhã. Triệu Tứ tiểu thư tính toán sao để cho tên dế nhũi Diệp Phàm này một khi xích mích với hai tên kia chắc chắn sẽ chịu thiệt, khoảng cách chênh lệch hai bên là quá xa. Chẳng qua phải làm sao để Trinh Ngọc không đứng ra trợ giúp. Triệu Tứ đảo mắt một vòng đã quyết định chủ ý,
ghé sát vào Trinh Ngọc thì thầm mấy câu. Lúc đầu Tống Trinh Ngọc lắc đầu liên tục lẫn khoát tay, một lát sau thì dường như bị Triệu Tứ thuyết phục. Nên gật đầu, xem ra cũng muốn xem Diệp Phàm mất mặt. Hứa Thông, ngươi nói vậy có ý gì? Nơi này là quán lẩu Lão Vương, không phải là Diêm La địa phủ, các ngươi cũng là Diêm La Vương. Diệp Mỗ ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có quan hệ gì với các ngươi? Diệp Phàm lạnh như băng đáp lại. À, miệng lưỡi còn rất lưu loát. Hứa Thông cười quỷ dị, quay sang Triệu Tứ tiểu thư, chị Triệu, có phải tiểu tử này chọc chị phải không, có muốn tôi xả giận cho chị không? Bắt nạt, coi như vậy đi, loại người từ nông thôn tới này, tính tình cục cằn, tôi chọc không nổi. Triệu Tứ tiểu thư biến sắc mặt nhanh như lật sách, lại ra vẻ ủy khuất lắc đầu, Diệp Phàm biết cô ả diễn trò, thuần túy muốn mình bêu xấu. Tiền Hồng Tiêu một bên nhướng mày, đang muốn ra mặt thì bị Vệ Thiết Thanh trừng mắt đành kiềm chế. Con mắt gã nhìn rất chuẩn, nhìn thấu cái vị Hứa Thông này sau lưng khẳng định có bối cảnh rất lớn, bản thân gã thì không có gì nhưng mới chỉ 24-25 đã là cán bộ cấp phòng. Sau lưng không biết là ai, phó trưởng ban vệ rất kiêng kỵ người như vậy. Tỉnh thành là đất tàng long ngọa hổ, Vệ Thiết Thanh ở sở nông nghiệp cũng lăn lộn không ít. Biết rõ nước hồ sâu, có thể đem người cắn nuốt không chừa ra lông. Một phó ban như mình trên thành phố còn tính là quan. Trên tỉnh thành không tính là gì. Ha ha, mới vừa ở đây ngươi công khai đùa giỡn phụ nữ. Vừa hay có ở đây có cảnh sát, nếu không ra tay vì dân chúng thì đúng là không làm tròn nhiệm vụ. Hứa Thông cười lạnh, liếc sang Triệu Tứ tiểu thư thấy cô ta không có phản ứng gì thì cũng yên lòng rồi. Gã chỉ sợ họ Diệp có liên quan đến Triệu Tứ tiểu thư. Bản thân mình bị Triệu Tứ tiểu thư đùa bỡn lại còn bị nói là làm không nổi, vậy thì được không bù nổi mất. Triệu gia là hào môn kinh thành, trong quân đội rất có địa vị. Cha của Hứa Thông là thường vụ tỉnh ủy bí thư Thủy Châu thành phố. Nếu muốn tiến thâm một bước thì có đồng minh quân đội ủng hộ khả năng sẽ càng lớn. Thường vụ tỉnh ủy đều là quan lớn cấp phó trưởng ban trở lên, muốn tiến một bước vô cùng khó khăn vì đỉnh kim tự tháp ngày càng bé. Cho nên Hứa Thông vẫn luôn triển khai thế công mãnh liệt với thiên kim của Triệu lão gia tử Triệu Gia Trinh. Lần trước nghe nói Triệu gia cùng Tề gia có tin đồn đám hỏi, Hứa Thông lúc ấy nghe như bị sét đánh. Hứa gia so với Tề gia thì còn thua một bậc nên không thể tranh giành, điều này khiến cho Hứa Thông buồn bực muốn hộc máu. Chẳng qua sau đó Tề Thiên tự mình hại mình, đoán chừng chuyện này thất bại. Cho nên mới có thể làm cho Hứa Thông như sống lại. Chẳng qua Triệu Tứ tiểu thư này rất có oai phong, hơn nữa không đi theo con đường tham chính mà nắm trong tay công ty mấy ngàn vạn. Dựa vào gia thế Triệu gia, đoán chừng tiền công ty cũng sẽ như tuyết cầu càng lăn càng nhiều, nữ nhân tựa như Vũ Tắc Thiên vậy rất khó tiếp cận. Hoa mà Hứa Thông tặng có lẽ sắp trồng thành được một mẫu rồi, chẳng qua Triệu Tứ tiểu thư vẫn không có động tĩnh gì. Cô ta không có tỏ thái độ, ngay cả một vẻ hòa nhã cũng không có. Cho nên Hứa đại thiếu gia vẫn nghĩ là đang húc đầu vào tường. Tuy nhiên Triệu gia chọc vào không nổi. Hứa Thông nhất thời không thể đánh hạ pháo đài Triệu gia cho nên hạ chủ ý sẽ chơi chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Đúng thế, ở phòng rượu trêu ghẹo phụ nữ. Mâu Cương phối hợp, hai người diễn song hoàng. Chẳng qua một giọng cắt ngang, là Tiền Hồng Tiêu không nhịn được phát biểu. Anh bảo là Diệp ca đùa giỡn phụ nữ nhà lành, hai vị cô nương đây đều là bằng hữu Diệp ca, tại sao nói là đùa giỡn, tuy nói anh ở bên công an nhưng cũng không thể ăn nói tùy tiện. Ừ. Tiền lão đệ nói không sai, Diệp ca là người mời Tống cô nương tới quán lẩu Lão Vương. Sau đó vị Triệu cô nương này lại là bằng hữu của Tống cô nương, hơn nữa cũng quen biết Diệp ca, sao trong miệng anh lại thành đùa giỡn phụ nữ nhà lành rồi. Đồng chí, anh cũng quá trắng đen lẫn lộn đấy. Cùng ăn cơm với bằng hữu của mình cũng có thể nói là đùa giỡn, cũng không biết anh là công an kiểu gì, ha ha. Nếu như công an nào cũng giống như anh vậy thì thiên hạ loạn rồi. Ha ha, Ngư Thái cũng ngồi không yên, đang nhớ lại ủy thác của Lô Vĩ. Gã cân nhắc hơn thiệt, cho là vị họ Hứa này có chút lai lịch nhưng Lô gia cũng có người trong thường vụ tỉnh ủy, chưa chắc đã sợ. Hơn nữa Lô gia là tứ đại gia tộc của Thủy Châu từ xưa, nếu như hôm nay không đứng ra, sau này Diệp Phàm đại ca thật bị ủy khuất, đoán chừng Lô Vĩ sẽ trở mặt với mình vì trong điện thoại dặn dò rất kỹ. Ha ha, là bằng hữu với Triệu tiểu thư. Tôi cũng không nghe Triệu tiểu thư nói, Hứa Thông giả bộ hết sức kinh ngạc, quay sang Triệu Tứ tiểu thư cười cười, chỉ vào Diệp Phàm, hỏi, chị Triệu,
cô biết người này sao? Không nhận ra, Triệu Tứ tiểu thư lắc đầu dứt khoát thiếu chút làm đồng chí Diệp Phàm nghẹn chết, biết các cô ả lúc trước tới Ngư Dương bị ấm ức giờ đã bắt đầu tính sổ. Mẹ kiếp, nữ nhân này thật là thay đổi thất thường, sau này phải cẩn thận nếu không sẽ bị mấy ả đem bán. Diệp Phàm trừng mắt, hừ lạnh, Triệu Tứ, cô thật không biết tôi. Lặp lại lần nữa. Không nhận ra chính là không nhận ra, làm sao vậy? Một tên nông dân có đáng phải để bản cô nương biết không? Anh còn chưa có tư cách, hừ, Triệu Tứ tiểu thư cũng nổi đóa căn bản là không thừa nhận. Xem ra quyết tâm muốn cho Diệp Phàm khó xử. Tống Trinh Ngọc bên cạnh thấy không được, chu miệng lên định nói nhưng Triệu Tứ tiểu thư tàn ác trừng mắt thì lại đành ngậm miệng. Ai, tối độc phụ nhân tâm. Tiền Hồng Tiêu thở dài lắc đầu. Chị Triệu, hắn mắng cô, Hứa Thông đột nhiên hô, vẻ mặt ý vị, đoán chừng là muốn xem Tiền Hồng Tiêu xui xẻo. Chương 609, cuộc tình tay ba. Mắng tôi cái gì, Triệu Tứ tiểu thư quay sang Tiền Hồng Tiêu. Nói cô trở mặt rất nhanh, nói trở là trở, Hứa Thông đổ thêm dầu. Họ Tiền, anh nói rõ cho tôi trở thế nào. Triệu Tứ tiểu thư lộ ra một tia dữ tợn, tuy nhiên vẫn rất xinh đẹp. Chẳng lẽ không đúng? Bạn tốt của Tiền Hồng Tiêu là Vệ Thiết Thanh cũng nhìn không được, nhìn Triệu Tứ tiểu thư lạnh lùng hừ một câu. Đây là ai? Hứa Thông ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi các anh còn chưa tới thì Triệu tiểu thư này còn chào hỏi, hơn nữa còn là bằng hữu của Tống cô nương này, cũng biết là cô ta có quen Diệp lão đệ, đảo mắt cái đã nói không quen, chẳng phải nói trở là trở sao, hơn nữa còn trở rất nhanh, ngồi hỏa tiễn cũng đuổi không kịp, ha ha, Vệ Thiết Thanh châm chọc. Anh là ai? Dám nói chuyện như vậy với Hứa thiếu gia, biết Hứa thiếu gia không? Mâu Cương cảm giác có chút mất mặt nên gằn giọng. Không nhận ra, Tiền Hồng Tiêu và Vệ Thiết Thanh đều lắc đầu, bộ dạng xem thường. Ngay cả Hứa thiếu gia cũng không biết, vậy anh còn lăn lộn ở Thủy Châu này làm gì? Người đứng đầu Thủy Châu chính là cha của Hứa thiếu gia, ha ha ha, Mâu Cương đắc ý. Gã nói xong thì Tiền Hồng Tiêu và Vệ Thiết Thanh, ngay cả Ngư Thái và Tào Dũng đều khẽ biến sắc. Người đứng đầu chính quyền Thủy Châu chắc chắc là bí thư thị ủy Hứa Vạn Sơn rồi, hơn nữa người ta còn là thường vụ tỉnh ủy, bốn người Ngư Thái không khiếp sợ cũng không được. Diệp Phàm cố ý không nói, cũng muốn xem biểu hiện bốn người lúc này. Thông qua thuật xem tướng và đôi mắt ưng kết hợp hạ quan sát, Diệp Phàm cũng đại khái có thể phỏng đoán ra tâm lý bốn người. Ngư Thái có vẻ thất thố, chỉ là trong nháy mắt khôi phục, nói rõ trong lòng đã hiện lên một chút hối hận. Chẳng qua lập tức lại bị ý niệm ủng hộ mình đầu tiên chiếm cứ. Tốc độ Tào Dũng biến sắc chậm một chút, nói rõ gã có thể ủng hộ bản thân mình. Trái lại Tiền Hồng Tiêu cười lạnh lùng, giống như tuyệt không sợ, có lẽ đã có ý niệm dứt khoát. Chỉ có vẻ mặt Vệ Thiết Thanh hết sức phức tạp, nhìn qua chỉ thấy trong mắt lóe lên rồi lại bình thản, suy đoán không ra trong lòng gã suy nghĩ cái gì. Tiền Hồng Tiêu, anh còn dám nói bản cô nương trở mặt nhanh sao? Vẻ mặt Triệu Tứ tiểu thư lạnh nhạt, thật giống như không nhìn thấy mấy người thất thố, có lẽ cô ta cho đây là chuyện hết sức bình thường. Nói đã nói rồi, cô chính là vậy, Tiền Hồng Tiêu cứng rắn, dĩ nhiên gã cũng biết mình chọc không nổi Hứa thiếu gia, chỉ là Triệu Tứ tiểu thư nói vậy thì bối cảnh cô ta còn sâu hơn, nếu không vị công tử của bí thư Thủy Châu này lại có thể liếm mặt tới nịnh bợ. Tốt lắm, Triệu Tứ, tối nay cô làm loạn cũng đủ rồi, tôi hỏi cô hai tiếng nhưng cô nói không nhận ra tôi. Tốt lắm, sau này chúng ta thật đúng là không biết. Hừ, Diệp Phàm ra mặt, hừ lạnh, nói với Tống Trinh Ngọc, mặc dù Triệu Tứ là bằng hữu của em nhưng đã như vậy thì anh cũng nói một câu, phòng là do chúng tôi bao, chúng tôi không hoan nghênh cô ta, xin mời đi ra cho. Họ Diệp, anh dám, Triệu Tứ tiểu thư và Hứa Thông lại có thể đồng thời hô lên. Sao tôi không dám, đây là phòng tôi bao, tôi có quyền bảo những người không liên quan ra ngoài. Ha ha. Diệp Phàm cười phá lên, nếu như Tề Thiên có ở đây sẽ biết đại ca muôn phát giận, là điểm báo trước. Hôm nay tôi muốn phòng này, cút đi chính là bọn ngươi, mau cút, Hứa Thông đại mã kim đao ngồi xuống, cùng Diệp Phàm so cơ. Chị Triệu, bỏ đi, đừng làm vậy nữa, chúng ta ăn cơm đi, Tống Trinh Ngọc thấy nếu không đứng ra nữa chắc sẽ càng loạn. Không được, tối nay chúng ta ở chỗ này ăn cơm, tôi không thích ngồi cùng bàn ăn cơm với một đám nhà quê. Bảo họ Diệp dẫn người đi, khí thế Triệu Tứ tiểu thư dâng cao, hai mắt lóe lên, xem bộ muốn ra uy nhưng thật ra chỉ là rằng co mà thôi. Ha ha ha, Hứa Thông, hình như anh định cậy mạnh chiếm phòng bao của người khác sao?
một giọng nói dễ nghe truyền vào từ cửa phòng không khóa, sau đó là Mai Diệp Thu mặc váy quân nhân tiến vào. Mai, Mai, là chị Mai tới, mau mời ngồi, Hứa Thông giật bắn mình đứng dậy, gã tương đối sợ hãi Mai Diệp Thu, bởi vì cô ta đã từng tuyên bố muốn cắt cái kia của nam nhân, thật sự đã từng cạo sạch cái đó của một tên. Lúc ấy Hứa Thông cũng chứng kiến, tuy nói mọi người khuyên bảo nên không làm tới nhưng nếu chọc vào thì cô ta cũng sẽ làm thật. Hơn nữa cha của Mai Diệp Thu là phó tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam, ông nội lại là ủy viên quân ủy. Thế lực của Mai gia ở quân đội kém Triệu gia một chút nhưng rất có phân lượng. Chẳng qua, hai nhà bọn họ không cùng trận doanh, Mai gia tuy nói không bằng Triệu gia nhưng so với Thủy Châu Hứa gia thì là một con cá lớn. Hứa Thông lúc này chỉ muốn chuồn mất, sợ kẹp giữa hai nàng Mai Triệu thì mình thành nhân bánh quy, tùy tiện một nhà là có thể dễ dàng phá đổ Hứa gia. Điều Hứa Thông lo lắng trở thành thực tế, Triệu Tứ tiểu thư bắt đầu trừng mắt với Mai Diệp Thu, hai cô đánh giá đối phương, Triệu Tứ hừ lạnh, cô là ai? Tại sao phải quản chuyện Hứa Thông, nơi này còn chưa tới phiên cô làm chủ, cút ra ngoài cho tôi. Diệp Phàm cũng cảm giác đầu sắp to lên, tại sao lại đụng phải Mai Diệp Thu? Tự mình rất có thể sẽ trở thành vì hai nàng mà thành nhân bánh bích quy nên lựa chọn thái độ quan vọng. Hừ, tôi thấy không được nên mới tiến vào. Phòng bao rõ ràng là Diệp Phàm tiên sinh bao, cô tại sao phải mắng người ta là nhà quê, Diệp tiên sinh nhà quê chỗ nào? Còn muốn đuổi người ta đi ra ngoài, đúng là quá đáng, tuy nói Triệu gia có quyền thế, nhưng cũng không thể khi dễ người như vậy. Mai Diệp Thu phản đòn. Làm sao cô biết Triệu gia? Triệu Tứ tiểu thư khiếp sợ nhìn Mai Diệp Thu, quay đầu sang Diệp Phàm hỏi, cô ta là người nào? Sao phải bất bình thay cho anh? Trong lời của Triệu Tứ tiểu thư mơ hồ có chút biến vị, làm cho đám người Ngư Thái cảm giác như cô nàng đang ghen. Lần này hình như đang diễn cảnh hai nữ giành một nam, thật là quỷ dị. Đám người Ngư Thái, Tiền Hồng Tiêu thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Trường hợp này bản thân tốt nhất là im lặng, hai cô gái này đều có quan hệ gì đó với Diệp Phàm, nhóm người mình mạo muội lẫn vào đó chắc chắn sẽ u đầu. Tục ngữ nói vợ chồng đánh nhau, đầu giường ầm ĩ cuối giường hợp. Cho nên mấy người dứt khoát giả bộ bình rượu, chỉ là bọn họ hôm nay uống bia, bia thì có gì để bình. Ha ha, cô ấy là người nào, có liên hệ với cô sao? Tại sao tôi phải nói cho cô biết, chẳng phải vừa rồi cô vừa bảo chúng ta không có quan hệ, vậy chính là người xa lạ, đối với một người xa lạ tôi có cần thiết nói không? Buồn cười, Diệp Phàm nửa cười nửa không, bỡn cợt. Hắn quyết định hảo hảo chèn ép một chút con thiên nga cuồng này. Càng là nữ nhân cao ngạo càng phải nghĩ cách chèn ép. Các nàng giống như một thiên lý mã kiệt ngao bất tuần, chúng ta coi như bá nhạc, chỉ cần loại bỏ dã tính thì sau này mới có thể sống tốt. Anh, Triệu Tứ tiểu thư giận run, chỉ vào Diệp Phàm không nói nên lời. Cô ta quay sang hai người Hứa Thông đang có ý lảng ra, Hứa Thông, còn không mời bọn họ đi ra ngoài, phòng bao dành cho chúng ta. Triệu Tứ đảo mắt một vòng, lại nghĩ cách làm cho Diệp Phàm mất thể diện. Vốn cô ta xê ho là dựa vào Hứa Thông có thể dọa được ông chủ của quán lẩu Lão Vương. Chẳng qua Triệu Tứ không nghĩ tới là so với cô ta thì Hứa Thông còn sợ Mai Diệp Thu hơn. Cũng không phải nói là thế lực Mai gia mạnh hơn mà là bản thân Mai Diệp Thu đáng sợ. Triệu Tứ tiểu thư trói gà không chặt, nếu như Hứa Thông làm ra chuyện gì cùng lắm là bị mắng một trận. Mai Diệp Thu thì khác, có thể tại chỗ vặn gãy chân tay của mình cũng không chừng, hơn nữa chuyện cạo lông kia vẫn làm gã lo ngay ngáy. Triệu, chị Triệu, Hứa đại thiếu gia mồ hôi trên mặt sắp biến thành hạt đậu, lắp ba lắp bắp. Mâu Cương lại càng không dám lên tiếng, chỉ sợ Triệu Tứ nắm lửa đốt tới mình, hay là bị Hứa Thông chộp tới làm người chịu tội thay. Bốn người Ngư Thái, Tiền Hồng Tiêu âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đối với bốn người mà nói, thân phận Hứa đại thiếu gia đủ dọa người, vậy mà trước mặt Mai cô nương và Triệu cô nương biến thành tiểu lâu la, thật ít không thể tưởng tượng nổi. Cái này nói rõ bối cảnh Triệu gia cùng Mai gia rất sâu, đoán chừng hai cô gái này đều là đến từ thế gia kinh thành, nếu như không với thân phận thái tử gia trong tỉnh của Hứa Thông không sợ hãi đến như vậy. Bốn người lại nhìn sang Diệp Phàm, không ngờ vị tiểu huynh đệ họ Diệp này lại là nguồn cơn cho hai vị nữ thái tử tới từ kinh thành xảy ra tranh chấp. Chương 610, Trung tướng và Thiếu tướng cùng ra trận. Bên cạnh lại còn có thiên kim của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đang ngồi. Cũng là một cực phẩm nữ thái tử rồi, chẳng qua vị cô nương họ Tống này rất khiêm tốn. Tuy nhiên trông sắc mặt cô ta hình như đang buồn bực,
miệng mấp máy mấy lần nhưng rồi cũng không nói gì, chắc là đang bất mãn. Khó có thể là ba nữ cùng tranh giành một nam, chuyện tình tay ba đúng là kích thích. Lúc này Ngư Thái bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, khó trách Diệp ca có thể làm ra nhiều tiền như vậy, đoán chừng chính là mấy cô nương chỗ này ở sau lưng giúp đỡ, muốn thăng quan là rất dễ dàng, tiền đồ vô lượng a. Ngư Thái từ Lô Vĩ nơi biết được lai lịch Diệp Phàm, cũng không tưởng tượng hắn là thái tử ra tới từ kinh thành. Thế nhưng Vệ Thiết Thanh, Tiền Hồng Tiêu, Tào Dũng không rõ ràng hoàn cảnh của Diệp Phàm thì khác, cứ liếc nhìn Diệp Phàm, phỏng đoán vị huynh đệ họ Diệp này có phải là thái tử ra tới từ kinh thành hay không, nếu không lại có thể làm cho ba nữ gợn sóng như vậy. Làm sao vậy Hứa đại thiếu gia, đổ mồ hôi à nha. Còn không đi, Mai Diệp Thu vừa trầm mặt khiến chân Hứa Thông run lên, cũng không kịp chú ý nhiều lắm, vội vàng thừa cơ chuồn đi, gật đầu với Triệu Tứ và Mai Diệp Thu, chị Mai, chị Triệu, nhà tôi còn có việc, đi trước. Hứa đại thiếu gia vừa mới chuyển thân thì lại nghe phía sau hừ lạnh đứng sững lại, Triệu Tứ cảm thấy quá mất mặt, cao giọng, Hứa Thông, vị Mai muội tử này là gì của anh mà nghe lời như chó giữ nhà vậy? Chẳng lẽ là bà xã? Ha ha ha, nam nhân mà, không thể quá sợ. Triệu Tứ tương đối cay độc, lại có thể nói Mai Diệp Thu thành bà xã của Hứa Thông khiến Mai Diệp Thu nổi điên. Hứa Thông cảm giác bước hắng, dĩ nhiên không phải là vui mừng mà là hoảng hốt, âm thầm kêu khổ, Triệu cô nãi nãi của ta mà dám cưới vị thiên kim kia sao? Ta còn muốn sống thêm 2 năm, cho dù là muốn kết hôn người ta cũng nhìn không chúng ta, giờ cô làm loạn thì xong rồi. Mai Diệp Thu nhất định lấy ta chút giận, chết chắc. Ha ha ha, Triệu muội tử, tôi xem Hứa đại thiếu gia mới phù hợp với cô. Mới vừa rồi Hứa đại thiếu gia không phải là cô mời tới đấy sao? Tay chân đắc lực a, Mai Diệp Thu miệng tuyệt không thua, lại có thể đem Hứa Thông thành tay chân đắc lực của Triệu Tứ tiểu thư. Cảnh tượng càng lúc càng kỳ cục, Tống Trinh Ngọc mấp máy mấy lần cuối cùng cũng không nói ra miệng, cứ trông sang Diệp Phàm. Tốt lắm, hai vị cô nương, tranh giành không dứt. Tôi còn muốn ăn cơm. Hai vị cô nương nguyện ý ăn thì ngồi xuống ăn vài chén, không muốn xin mời tự tiện, Diệp Phàm ngồi xuống, nghiêm mặt hạ lệnh chụp khách. Hắn quay sang Hứa Thông, Hứa đại thiếu gia, có muốn ngồi xuống cùng nhau uống mấy chung? Không được, tôi còn có việc đi trước, Hứa Thông đáp một tiếng, vội vàng kéo mâu cương chạy biến như nhà có tang, cũng không dám nhìn lại Mai Diệp Thu và Triệu Tứ. Diệp Phàm đã lên tiếng đoán chừng Triệu Tứ và Mai Diệp Thu sẽ không gây khó dễ mình. Giờ phút này không đi còn đợi khi nào. Chẳng qua Hứa Thông vào lúc xoay người thì trong mắt lóe lên vẻ âm tàn, đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng, biết hôm nay đã kết thù càng lớn với Hứa Thông, muốn giải khai cũng khó khăn. Quản khỉ gió, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, Diệp Phàm mắng thầm. Mai muội tử, tôi cùng Trinh Ngọc là chị em, Trinh Ngọc cùng Diệp Phàm lại là bạn tốt, cho nên chỉ tôi ở lại là tốt nhất, tôi không thể bỏ Trinh Ngọc đi một mình có phải hay không? Vì bằng hữu mà, Triệu Tứ tiểu thư nửa cười nửa không quay sang Tống Trinh Ngọc sau đó lại liếc Mai Diệp Thu cười nói, Mai gia muội tử, nơi này hình như không có ai là bằng hữu của cô. Cho nên, cô ở nơi này có chút. Hai chữ chướng mắt Triệu Tứ không phun ra, Tống Trinh Ngọc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu để chứng minh Triệu Tứ tiểu thư nói không sai. Tối nay là Diệp Phàm mời mình, còn mình lại kéo Triệu Tứ tới đây. Hỏng bét, Hứa đại thiếu gia vừa đi. Đoán chừng chiến hỏa đốt tới trên người Diệp huynh đệ. Ai, nữ nhân, rốt cuộc là như vậy, bốn người Ngư Thái thở dài, vì vận rủi đồng chí Diệp Phàm sắp đụng phải mặc niệm. Đương nhiên, bốn vị đồng chí đều yên lặng, lúc này còn chưa biết quan hệ ba nữ với Diệp Phàm là thế nào nên tuyệt đối không thể đem cả ba là địch nhân. Nói trắng ra là có lẽ cái này là chuyện nhà đồng chí Diệp Phàm, người ngoài không tiện nhúng tay. Ha ha ha, nói có đạo lý. Chẳng qua tối nay phải đi đáng là Triệu gia muội tử cô, không phải là Mai Diệp Thu ta, Mai Diệp Thu cười quỷ dị. À, tôi muốn nghe vị Mai gia muội tử xấu xí này nói ra nguyên nhân, Triệu Tứ không yếu thế chút nào, cười cười, lại có thể nói Mai Diệp Thu là xấu xí. Mai Diệp Thu không đáp, quay sang Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp tiên sinh, đoàn trưởng Thiết nói anh là anh em kết bái huynh đệ, nói là gần đây phương diện chị An Thủy Châu có chút loạn. Nếu là người từ nông thôn tới Thủy Châu chưa quen cuộc sống nơi đây sợ bị lưu manh côn đồ bản địa gây sự, vừa lúc tôi đến Thủy Châu công tác nên bảo tôi nhân tiện xem. Tình huống tối nay như vậy, cho nên. Đoàn trưởng Thiết, cô nói là Thiết Chiêm Hùng. Triệu Tứ không buột miệng, hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Phàm,
đoán chừng Mai Diệp Thu nói Diệp Phàm là huynh đệ kết n nghĩa của Đoàn trưởng Thiết nên ngạc nhiên. Lai lịch Đoàn trưởng Thiết thì Triệu Tứ tiểu thư đương nhiên không biết, chẳng qua, có lần cô đi căn cứ Vịnh Lam Nguyệt tìm bác hai trung tướng Triệu Quát nên đã gặp Thiết Chiêm Hùng ở phòng tiếp khách. Lúc ấy Triệu Tứ nghe bác hai gọi Thiết Chiêm Hùng là Đoàn trưởng Thiết nên cũng không để trong lòng, xem y như thủ hạ của bác hai, trong lúc vô tình còn sai y đưa cho mình chén nước sôi. Lúc ấy Thiết Chiêm Hùng cũng cười híp mắt đưa cho. Nào ngờ sau khi Thiết Chiêm Hùng vừa đi, bác hai Triệu Quát từ phòng vệ sinh đi ra ngoài biết được chuyện thì sầm mặt quát cho Triệu Tứ một trận. Lúc ấy Triệu Tứ còn không phục, mạnh miệng nói, chỉ là một thủ hạ đoàn trưởng của bác mà thôi, cháu bảo y đưa chén trà thì có là gì. Lần trước đến đây chơi chẳng phải sư đoàn trưởng cũng rót trà cho cháu đấy thôi. Cháu đó, Triệu Quát gõ chán Triệu Tứ một cái, y hiểu tính khí cô cháu gái này nên dặn dò cẩn trọng, Triệu Tứ. Bên trong trụ sở này cháu phải kính trọng Cố Thiên Kỳ nhưng còn phải kính trọng Đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng hơn, cháu phải nhớ kỹ. Cho nên Triệu Tứ vẫn luôn một mực phỏng đoán Thiết Chiêm Hùng rốt cuộc là có địa vị gì. Sau khi hỏi thăm nhiều bên cô mới biết được y là đoàn trưởng binh đoàn Liệp Báo. Chẳng qua Triệu Tứ đến bây giờ vẫn không rõ địa vị đặc thù của binh đoàn Liệp Báo, chỉ biết đặc thù hơn so với những thứ quân khác một chút mà thôi. Người nào dám gọi thẳng đại danh đoàn trưởng Thiết? Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm uy nghiêm. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy đứng ở cửa là một người chừng 50 tuổi, hai mắt có thần, trên vai đeo cầu vai có hai ngôi sao vàng, nghiêm nghị nhìn vào trong. Mẹ của ta, trung tướng, bốn người Ngư Thái và Vệ Thiết Thanh, Tiền Hồng Tiêu, Tào Dũng đều run bắn, lập tức đứng lên, tuy nói không biết người này nhưng cầu vai trung tướng cũng quá dọa người rồi. Phải biết rằng, Tư lệnh quân khu trấn Thăng Thành tỉnh Nam Phúc cũng chẳng qua là một thiếu tướng, hình như người ta còn là thường vụ tỉnh ủy. Cấp bậc trung tướng là một tồn tại giống như bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, sao không làm người ta kinh hãi. Tư lệnh Triệu, chào ông, Diệp Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy, vội vàng đứng lên tiến đến chào hỏi, người đến chính là trung tướng Triệu Quát của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Bác hai, sao hôm nay cũng tới đây ăn cơm? Lúc này Triệu Tứ tiểu thư hơi cảm thấy ngạc nhiên sau lập tức đắc ý, chạy đến cầm tay thân mật, dĩ nhiên là cố ý biểu diễn cho mọi người xem. Tứ nha đầu, tại sao là cháu? Triệu Quát gõ đầu Triệu Giai Trinh. Tư lệnh Triệu, chào ngài, Mai Diệp Thu không thể làm gì khác hơn là cố lên gân chào hỏi. Mai nha đầu, cháu cũng ở đây, xem ra rất náo nhiệt. Ha ha ha, Triệu Quát liếc mắt cười nói, nghiêng qua Diệp Phàm, Diệp tiểu bằng hữu. Buổi tối nay là cậu mời khách. Hành động của Triệu Quát đều làm cho mọi người trong phòng thất kinh, mấy đại tá đi cùng Triệu Quát cũng hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không biết một thanh niên miệng còn hơi sữa như thế có lai lịch gì. Bởi vì Triệu Quát tiến lên phía trước, đưa tay ra bắt rồi mới cười hỏi, hơn nữa câu Diệp tiểu bằng hữu chẳng phải là vị trung tướng này xem đồng chí Diệp Phàm là bạn bè, chỉ vì tuổi tác quá chênh lệch nên mới gọi là Diệp tiểu bằng hữu. Lão Triệu, vị bằng hữu kia là ai? Một thiếu tướng thân hình tráng kiện đứng bên cạnh lên tiếng. Diệp Phàm, Lão Trấn, anh đừng xem cậu ta trẻ tuổi, chỉ là anh em kết nghĩa với đoàn trưởng Thiết, Triệu Quát cười nhẹ nhưng làm cho cặp mắt của Trấn Thang Thành chợt lóe lên rồi bình thản. Đoàn trưởng Thiết bái làm huynh đệ chết sống, Trấn Thang Thành tôi đây coi như cũng biết một chút, Trấn Thang Thành đưa tay ra, Diệp Phàm bởi vì không biết Trấn Thang Thành nên cũng chỉ đưa tay mỉm cười gật đầu. Đồng chí Diệp Phàm, anh có thể không nhận ra tôi. Ha ha ha. Tôi tên là Trấn Thăng Thành, có rảnh rỗi đến quân khu tỉnh chơi. Trấn Thăng Thành cười sảng khoái làm trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, thầm nghĩ, ngoá ơi, khó có thể là thiếu tướng, thường vụ tỉnh ủy tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thăng Thành. Vừa gặp quý nhân rồi, xem ra tối nay là phúc tinh chiếu vào A. Chương 610, trung tướng và thiếu tướng cùng ra trận. Bên cạnh lại còn có thiên kim của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đang ngồi. Cũng là một cực phẩm nữ thái tử rồi, chẳng qua vị cô nương họ Tống này rất khiêm tốn. Tuy nhiên trông sắc mặt cô ta hình như đang buồn bực, miệng mấp máy mấy lần nhưng rồi cũng không nói gì, chắc là đang bất mãn. Khó có thể là ba nữ cùng tranh giành một nam, chuyện tình tay ba đúng là kích thích. Lúc này Ngư Thái bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, khó trách Diệp ca có thể làm ra nhiều tiền như vậy, đoán chừng chính là mấy cô nương chỗ này ở sau lưng giúp đỡ, muốn thăng quan là rất dễ dàng. Tiền đồ vô lượng A. Ngư Thái từ Lô Vĩ nơi biết được lai lịch Diệp Phàm, cũng không tưởng tượng hắn là thái tử ra tới từ Kinh Thành. Thế nhưng Vệ Thiết Thanh, Tiền Hồng Tiêu,
Tào Dũng không rõ ràng hoàn cảnh của Diệp Phàm thì khác, cứ liếc nhìn Diệp Phàm, phỏng đoán vị huynh đệ họ Diệp này có phải là thái tử ra tới từ kinh thành hay không, nếu không lại có thể làm cho ba nữ gợn sóng như vậy. Làm sao vậy Hứa đại thiếu gia, đổ mồ hôi à nha? Còn không đi, Mai Diệp Thu vừa trầm mặt khiến chân Hứa Thông run lên, cũng không kịp chú ý nhiều lắm, vội vàng thừa cơ chuồn đi, gật đầu với Triệu Tứ và Mai Diệp Thu, chị Mai, chị Triệu, nhà tôi còn có việc, đi trước. Hứa đại thiếu gia vừa mới chuyển thân thì lại nghe phía sau hừ lạnh đứng sững lại, Triệu Tứ cảm thấy quá mất mặt, cao giọng, Hứa Thông, vị Mai muội tử này là gì của anh mà nghe lời như chó giữ nhà vậy? Chẳng lẽ là bà xã? Ha ha ha, nam nhân mà, không thể quá sợ. Triệu Tứ tương đối cay độc, lại có thể nói Mai Diệp Thu thành bà xã của Hứa Thông khiến Mai Diệp Thu nổi điên. Hứa Thông cảm giác bước hắng, dĩ nhiên không phải là vui mừng mà là hoảng hốt, âm thầm kêu khổ, Triệu cô nãi nãi của ta mà dám cưới vị thiên kim kia sao? Ta còn muốn sống thêm 2 năm, cho dù là muốn kết hôn người ta cũng nhìn không chúng ta, giờ cô làm loạn thì xong rồi. Mai Diệp Thu nhất định lấy ta chút giận, chết chắc. Ha ha ha, Triệu muội tử, tôi xem Hứa đại thiếu gia mới phù hợp với cô. Mới vừa rồi Hứa đại thiếu gia không phải là cô mời tới đấy sao? Tay chân đắc lực a, Mai Diệp Thu miệng tuyệt không thua, lại có thể đem Hứa Thông thành tay chân đắc lực của Triệu Tứ tiểu thư. Cảnh tượng càng lúc càng kỳ cục, Tống Trinh Ngọc mấp máy mấy lần cuối cùng cũng không nói ra miệng, cứ trông sang Diệp Phàm. Tốt lắm, hai vị cô nương tranh giành không dứt. Tôi còn muốn ăn cơm, hai vị cô nương nguyện ý ăn thì ngồi xuống ăn vài chén, không muốn xin mời tự tiện, Diệp Phàm ngồi xuống, nghiêm mặt hạ lệnh chụp khách. Hắn quay sang Hứa Thông, Hứa đại thiếu gia, có muốn ngồi xuống cùng nhau uống mấy chung? Không được, tôi còn có việc đi trước, Hứa Thông đáp một tiếng, vội vàng kéo mâu cương chạy biến như nhà có tang, cũng không dám nhìn lại Mai Diệp Thu và Triệu Tứ. Diệp Phàm đã lên tiếng đoán chừng Triệu Tứ và Mai Diệp Thu sẽ không gây khó dễ mình, giờ phút này không đi còn đợi khi nào. Chẳng qua Hứa Thông vào lúc xoay người thì trong mắt lóe lên vẻ âm tàn, đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng, biết hôm nay đã kết thù càng lớn với Hứa Thông, muốn giải khai cũng khó khăn. Quản khỉ gió, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, Diệp Phàm mắng thầm. Mai muội tử, tôi cùng Trinh Ngọc là chị em, Trinh Ngọc cùng Diệp Phàm lại là bạn tốt. Cho nên chỉ tôi ở lại là tốt nhất, tôi không thể bỏ Trinh Ngọc đi một mình có phải hay không? Vì bằng hữu mà, Triệu Tứ tiểu thư nửa cười nửa không quay sang Tống Trinh Ngọc sau đó lại liếc Mai Diệp Thu cười nói, Mai gia muội tử, nơi này hình như không có ai là bằng hữu của cô. Cho nên, cô ở nơi này có chút. Hai chữ chướng mắt Triệu Tứ không phun ra, Tống Trinh Ngọc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu để chứng minh Triệu Tứ tiểu thư nói không sai. Tối nay là Diệp Phàm mời mình. Còn mình lại kéo Triệu Tứ tới đây. Hỏng bét, Hứa đại thiếu gia vừa đi, đoán chừng chiến hỏa đốt tới trên người Diệp huynh đệ. Ai, nữ nhân, rốt cuộc là như vậy, bốn người ngư thái thở dài, vì vận rủi đồng chí Diệp Phàm sắp đụng phải mặc niệm. Đương nhiên, bốn vị đồng chí đều yên lặng, lúc này còn chưa biết quan hệ ba nữ với Diệp Phàm là thế nào nên tuyệt đối không thể đem cả ba là địch nhân. Nói trắng ra là có lẽ cái này là chuyện nhà đồng chí Diệp Phàm. Người ngoài không tiện nhúng tay. Ha ha ha, nói có đạo lý. Chẳng qua tối nay phải đi đáng là Triệu gia muội tử cô, không phải là Mai Diệp Thu ta, Mai Diệp Thu cười quỷ dị. À, tôi muốn nghe vị Mai gia muội tử xấu xí này nói ra nguyên nhân, Triệu Tứ không yếu thế chút nào, cười cười, lại có thể nói Mai Diệp Thu là xấu xí. Mai Diệp Thu không đáp, quay sang Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp tiên sinh, đoàn trưởng Thiết nói anh là anh em kết bái huynh đệ. Nói là gần đây phương diện chị An Thủy Châu có chút loạn. Nếu là người từ nông thôn tới Thủy Châu chưa quen cuộc sống nơi đây sợ bị lưu manh côn đồ bản địa gây sự, vừa lúc tôi đến Thủy Châu công tác nên bảo tôi nhân tiện xem. Tình huống tối nay như vậy, cho nên. Đoàn trưởng Thiết, cô nói là Thiết Chiêm Hùng. Triệu Tứ không buột miệng, hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đoán chừng Mai Diệp Thu nói Diệp Phàm là huynh đệ kết N nghĩa của đoàn trưởng Thiết nên ngạc nhiên. Lai lịch đoàn trưởng Thiết thì Triệu Tứ tiểu thư đương nhiên không biết, chẳng qua, có lần cô đi căn cứ Vịnh Lam Nguyệt tìm bác hai trung tướng Triệu Quát nên đã gặp Thiết Chiêm Hùng ở phòng tiếp khách. Lúc ấy Triệu Tứ nghe bác hai gọi Thiết Chiêm Hùng là đoàn trưởng Thiết nên cũng không để trong lòng, xem y như thủ hạ của bác hai, trong lúc vô tình còn sai y đưa cho mình chén nước sôi. Lúc ấy Thiết Chiêm Hùng cũng cười híp mắt đưa cho. Nào ngờ sau khi Thiết Chiêm Hùng vừa đi,
bác hai Triệu Quát từ phòng vệ sinh đi ra ngoài biết được chuyện thì sầm mặt quát cho Triệu Tứ một trận. Lúc ấy Triệu Tứ còn không phục, mạnh miệng nói, chỉ là một thủ hạ đoàn trưởng của bác mà thôi, cháu bảo y đưa chén trà thì có là gì. Lần trước đến đây chơi chẳng phải sư đoàn trưởng cũng rót trà cho cháu đấy thôi. Cháu đó, Triệu Quát gõ chán Triệu Tứ một cái, y hiểu tính khí cô cháu gái này nên dặn dò cẩn trọng, Triệu Tứ. Bên trong trụ sở này cháu phải kính trọng Cố Thiên Kỳ nhưng còn phải kính trọng đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng hơn, cháu phải nhớ kỹ. Cho nên Triệu Tứ vẫn luôn một mực phỏng đoán Thiết Chiêm Hùng rốt cuộc là có địa vị gì. Sau khi hỏi thăm nhiều bên cô mới biết được y là đoàn trưởng binh đoàn Liệp Báo. Chẳng qua Triệu Tứ đến bây giờ vẫn không rõ địa vị đặc thù của binh đoàn Liệp Báo, chỉ biết đặc thù hơn so với những thứ quân khác một chút mà thôi. Người nào dám gọi thẳng đại danh đoàn trưởng Thiết? Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm uy nghiêm. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy đứng ở cửa là một người chừng 50 tuổi, hai mắt có thần, trên vai đeo cầu vai có hai ngôi sao vàng, nghiêm nghị nhìn vào trong. Mẹ của ta, trung tướng, bốn người Ngư Thái và Vệ Thiết Thanh, Tiền Hồng Tiêu, Tào Dũng đều run bắn, lập tức đứng lên, tuy nói không biết người này nhưng cầu vai trung tướng cũng quá dọa người rồi. Phải biết rằng, Tư lệnh quân khu Trấn Thăng Thành tỉnh Nam Phúc cũng chẳng qua là một thiếu tướng, hình như người ta còn là thường vụ tỉnh ủy. Cấp bậc trung tướng là một tồn tại giống như bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, sao không làm người ta kinh hãi. Tư lệnh Triệu, chào ông, Diệp Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy, vội vàng đứng lên tiến đến chào hỏi, người đến chính là trung tướng Triệu Quát của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Bác hai, sao hôm nay cũng tới đây ăn cơm? Lúc này Triệu Tứ tiểu thư hơi cảm thấy ngạc nhiên sau lập tức đắc ý, chạy đến cầm tay thân mật, dĩ nhiên là cố ý biểu diễn cho mọi người xem. Tứ nha đầu, tại sao là cháu? Triệu Quát gõ đầu Triệu Giai Trinh. Tư lệnh Triệu, chào ngài, Mai Diệp Thu không thể làm gì khác hơn là cố lên gân chào hỏi. Mai nha đầu, cháu cũng ở đây, xem ra rất náo nhiệt. Ha ha ha, Triệu Quát liếc mắt cười nói, nghiêng qua Diệp Phàm, Diệp tiểu bằng hữu. Buổi tối nay là cậu mời khách. Hành động của Triệu Quát đều làm cho mọi người trong phòng thất kinh, mấy đại tá đi cùng Triệu Quát cũng hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không biết một thanh niên miệng còn hơi sữa như thế có lai lịch gì. Bởi vì Triệu Quát tiến lên phía trước, đưa tay ra bắt rồi mới cười hỏi, hơn nữa câu Diệp tiểu bằng hữu chẳng phải là vị trung tướng này xem đồng chí Diệp Phàm là bạn bè, chỉ vì tuổi tác quá chênh lệch nên mới gọi là Diệp tiểu bằng hữu. Lão Triệu, vị bằng hữu kia là ai? Một thiếu tướng thân hình tráng kiện đứng bên cạnh lên tiếng. Diệp Phàm, Lão Trấn, anh đừng xem cậu ta trẻ tuổi, chỉ là anh em kết nghĩa với đoàn trưởng Thiết, Triệu Quát cười nhẹ nhưng làm cho cặp mắt của Trấn Thăng Thành chợt lóe lên rồi bình thản. Đoàn trưởng Thiết bái làm huynh đệ chết sống, Trấn Thăng Thành tôi đây coi như cũng biết một chút, Trấn Thăng Thành đưa tay ra, Diệp Phàm bởi vì không biết Trấn Thăng Thành nên cũng chỉ đưa tay mỉm cười gật đầu. Đồng chí Diệp Phàm, anh có thể không nhận ra tôi. Ha ha ha. Tôi tên là Trấn Thăng Thành, có rảnh rỗi đến quân khu tỉnh chơi. Trấn Thăng Thành cười sảng khoái làm trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, thầm nghĩ, ngoá ơi, khó có thể là thiếu tướng, thường vụ tỉnh ủy tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thăng Thành. Vừa gặp quý nhân rồi, xem ra tối nay là phúc tinh chiếu vào a. Chương 611, quan hệ mập mờ. Tư lệnh Trấn, chào ngài, nếu rảnh tôi nhất định tới chơi, Diệp Phàm cười không thân thiết cũng không xu nịnh. Chỉ là trong giọng nói có vẻ kính trọng. Hắn quay sang cười nói, tư lệnh Triệu, tư lệnh Trấn, nếu không bận thì cùng ngồi xuống. Không được, tôi đã ăn xong rồi chuẩn bị trở về. Hôm nào đi, hôm nào chuẩn bị món đặc sản hôm trước, cậu tới làm nồi lẩu, đến lúc đó bảo tứ nha đầu gọi cậu, ha ha, thanh niên từ từ uống, tôi đi đây, Triệu Quát xoay người đi ra. Bất quá mấy sĩ quan đi cùng Triệu Quát đều ngơ ngác không biết thân phận Diệp Phàm. Tuy nhiên cũng bắt đầu chú ý đến hắn, đối với cái tên đoàn trưởng Thiết mọi người vẫn nghe nói chẳng qua là không rõ ràng lắm mà thôi. Sau khi cơm nước xong, Triệu Tứ tiểu thư và Mai Diệp Thu chia nhau ra về, Tống Trinh Giao có lời muốn nói với Diệp Phàm nên cùng tản bộ trên đường. Cảm ơn em Trinh Giao, anh nghĩ cha em chắc không nói anh muốn đến nhà phải không? Diệp Phàm cười nói, suy đoán chắc là Tống Trinh Giao cho mình mặt mũi. Trong quan trường nhân mạch vô cùng trọng yếu. Để cho người khác biết mình có quan hệ tốt với Tống Sơ Kiệt có lợi cho phát triển của mình. Anh hiểu là tốt rồi, Tống Trinh Giao liếc Diệp Phàm một cái, nhỏ giọng ừ nói. Vậy, anh làm sao để cảm ơn em? Diệp Phàm cười nói. Anh cứ nói đi,
Tống Trinh Giao nghiêng qua hắn một cái. Một nụ hôn, Diệp Phàm dày mặt. Nghĩ khá lắm, Tống Trinh Giao lườm một cái, trên mặt nhất thời đỏ ửng. Bỏ đi, vì em phục vụ một lần nhé. Diệp Phàm cười nhẹ. Cái gì, nói khó nghe như vậy, bôi thuốc là bôi thuốc, cái gì mà phục vụ rồi, thật khó nghe, Tống Trinh Giao giận dỗi. Ha ha ha, tìm địa bàn, hành động, Diệp Phàm cười đánh trống lảng, đột nhiên nghĩ đến chỗ trước kia lúc Tề Thiên Chiêu đãi lần đầu tiên đến Thủy Châu của mình, hình như tên là Phi Vân Các cũng là ở nơi quen biết Đoàn Trưởng Thiết. Lúc ấy ông chủ họ Diệp hình như còn tặng cho mình một thẻ ưu đãi. Đây là chỗ nào? Tống Trinh Giao có chút lo lắng, nhìn Phi Vân Các sang trọng hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này là chỗ nam nữ tỏ tình, anh Phàm dẫn mình tới đây chẳng lẽ là muốn cùng mình. Một hội sở hạng sang, bên trong hạng mục tiêu khiển gì cũng đều có, không có thẻ hội viên không vào được. Diệp Phàm cười ha hả, kéo Tống Trinh Giao vào đại sảnh. Quản lý đại sảnh là một cô gái tương đối ý nhị, lễ phép hỏi, tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi là quản lý đại sảnh Khương Xuân Nguyệt, xin hỏi cần hình thức phục vụ gì? Uống vài chén trà nghỉ ngơi một chút là được, Tống Trinh Giao không nhịn được dành trước, cô thật ra lo lắng để cho Diệp Phàm chuẩn bị phòng bao để nói cái gì thì phiền toái. Tốt, chúng tôi lập tức an bài, Khương Xuân Nguyệt dịu dàng cười một tiếng. Một chỗ an tĩnh, tốt nhất là một chỗ an tĩnh có thể nằm, ha ha, Diệp Phàm cười bồi thêm một câu. Diệp Phàm nói ra làm Tống Trinh Giao quá sợ hãi, tuy nhiên cô cũng rất biết điều không bác bỏ chừa chút mặt mũi cho đồng chí Diệp Phàm. Chỉ ghé sát vào hắn nói có vẻ bất mãn, anh có ý gì? Không có ý gì, Trinh Giao, anh muốn tìm một chỗ nằm được để bôi thuốc cho em, nếu nằm không tốt thì sẽ khó bôi thuốc, hơn nữa hiệu quả không tốt, bất lợi với thi thuật, Diệp Phàm nhỏ giọng giải thích. Ừ, Tống Trinh Giao đỏ mặt cúi gằm xuống, lúc nãy còn hiểu lầm tưởng rằng đồng chí Diệp Phàm nghĩ đến chuyện cầu thả gì. Bất quá lúc vào phòng bao thì Tống Trinh Giao hơi do dự. Bôi thuốc bắt đầu. Cũng không kiều diễm, Diệp Phàm vẫn tuân theo quy củ. Lúc đầu Tống Trinh Giao vẫn phòng bị, nơi này cô nam quả nữ, làm vậy cũng là bình thường. Thật ra thì với nội kinh ngày càng mạnh của Diệp Phàm thì hắn đã có thể cách không xoa thuốc, hôm trước điều trị cho mẹ của Tề Thiên chính là như vậy. Bất quá với Tống Trinh Giao thì đồng chí Diệp Phàm sẽ không làm quân tử. Tuy nói không làm động tác gì khác nhưng gương mặt của Tống Trinh Giao đã bị hắn sờ mó kỹ lưỡng. Dĩ nhiên ngoài miệng thì nói là để phát huy dược tính. Theo luồng nhiệt phát ra từ tay Diệp Phàm, khí tức đàn ông cũng bắt đầu bốc lên, Tống Trinh Giao lúc đầu có phòng bị cũng dần buông lỏng hưởng thụ sự xoa bóp của đại sư quốc thuật bảy đoạn. Thật con mẹ nó xui xẻo, thật vất vả mới có cơ hội chỉnh họ Diệp kia, ai ngờ bị Mai Diệp thu phá hư. Mộc Cương, anh nói xem họ Diệp rốt cuộc có quan hệ với Triệu Tứ hay không? Họ Mai hình như là rất đứng ra che chắn cho hắn. Chẳng lẽ cũng có quan hệ? Trong Hoàng Thành Tửu Trang, Hứa Thông nốc liền hai chai bia rồi gầm gừ vỗ bàn, bên cạnh là một cô gái hầu rượu để nửa ngực trần đang quỳ xuống cho gã đặt chân. Hứa thiếu gia, xem tình huống lúc ấy, hình như là có chút. Có chút, Mộc Cương ấp a ấp úng. Có lời gì nói thẳng, có dám thì phóng, mè nheo còn giống nương môn, khó chịu. Hứa Thông cào nhau rồi chộp vào mông nữ hầu rượu một cái làm cô ta khẽ rên lên. Chuyện vừa rồi giống như là hai nữ tranh giành một nam, Mộc Cương rốt cục phun ra. Con mẹ nó thả dám chó, Hứa Thông bực bội đá một cái làm nữ hầu rượu ngã lăn trên mặt sàn, cảm thấy còn không hết giận bồi thêm một cước. Chỉ vào Mộc Cương quát, chỉ bằng hắn, một tiểu hài tử, chưa dứt sữa, cũng có thể để cho Triệu Tứ cùng Mai đại tiểu thư tranh giành tình nhân, đúng là dám thúi. Hứa thiếu gia, xin bớt giận, uống mấy chén đi. Mới vừa rồi hẳn là Mộc Cương lầm rồi, nghĩ lầm rồi, một thanh niên anh Tuấn đang ôm ấp một cô gái bên cạnh, tiến lên kéo Hứa Thông lại khuyên nhủ. Người này tên là Tào Hồng, con trai của phó tư lệnh quân khu tỉnh Tào Chính Đức, cũng ở trong vòng tròn nhỏ của Hứa Thông, gọi là Tào Thiếu Gia, gã liếc nhìn Mộc Cương, còn không nói sự thật cho Hứa Thiếu Gia. Dạ, mới vừa rồi là tôi nghĩ sai rồi Hứa Thiếu Gia. Chỉ bằng tên nhà quê họ Diệp sao có thể để cho đường đường hào môn kinh thành Triệu Tứ tiểu thư và Mai Đại Thiên Kim giành giật, khẳng định không thể nào. Tuyệt đối không thể coi trọng đồ nhà quê kia, tôi nghi chắc là Mai gia cùng Triệu gia vốn là có chút khúc mắc, họ Diệp may mắn gặp dịp thôi, Mộc Cương vội vàng nịnh nọt. Ừ, cái này có vẻ có lý. Tào Hồng, Mai gia và Triệu gia như thế nào? Hứa Thông quay đầu hỏi Tào Hồng. Cái này hình như là có nghe nói qua.
bất quá có lẽ là, Tào Hồng do dự, chuyện như vậy dĩ nhiên gã không dám nói lung tung. Tuy nói cha gã là tư lệnh phó quân khu tỉnh nhưng đối với Mai gia, Triệu gia có căn cơ trong quân đội chỉ là một con côn trùng đáng thương. Gần đây Tào Chính Đức cũng một mực tìm kiếm chỗ dựa, Tào Hồng ở đất Nam Phúc dựa vào uy phong của cha gã nên cũng kiếm được chút. Hứa thiếu gia, tôi vừa nghe được một tin tức mới nhất, chúng ta có người để chỉnh rồi, lúc này Mâu Cương vừa để điện thoại xuống, vẻ mặt vui sướng. Có ý gì, nói mau, Hứa Thông không nhịn được. Chính là Diệp Phàm, nghe nói hắn cũng học trong lớp anh tài xuyên thế kỷ của tỉnh chúng ta lần này, Mâu Cương nói. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng cười sằng sặc. Mâu Cương, vậy chúng ta là bạn học của đồn chí Diệp Phàm rồi. Bạn học a bạn học, hai mắt Hứa Thông đột nhiên sáng lên. Làm hại cô gái vừa bị gã đá lo lắng đề phòng, chỉ sợ thêm một chén rượu nữa nện vào người mình thì thảm rồi. Hứa thiếu gia, không bằng gọi huynh đệ mấy người buổi tối đánh cho tiểu tử kia một trận cho hắn tàn phế đi. Lúc này một tên khác cười u ám, gã tên là Trầm Khai, con trai của chủ tịch tập đoàn Tinh Huy. Đánh cho tàn phế, no, đánh tàn phế thì chúng ta còn gì để chơi, quá tiện nghi cho tiểu tử kia, Hứa Thông khoát tay. Gã chuyển niệm cười nói, tuy nhiên ngày mai cũng phải cho hắn không rời giường, vậy thì ngày đầu tiên tới trường sẽ vắng mặt. Tôi đã sớm nghe lão đầu tử nói, lần huấn luyện này tương đối trọng yếu. Đặc biệt là đối với quan viên, có lẽ là vinh quang cả đời. Ban tổ chức tỉnh ủy đối với lớp này cũng rất cẩn thận. Nghe nói sáng sớm ngày mai Tống Sơ Kiệt sẽ đích thân tới buổi lễ khai giảng. Có trưởng ban Tống chủ trì, lớp học khẳng định sẽ rất long trọng, nếu như tiểu tử Diệp Phàm ngày thứ nhất tựu trường vắng mặt thì sẽ như thế nào? Hứa Thông quay đầu hỏi mấy người Tào Hồng. Vậy còn nói năng gì nữa, biết đâu còn bị tước tư cách nhập học, Mâu Cương cười gằn. Hứa thiếu gia, tôi lập tức an bài các huynh đệ đi hoạt động, mới vừa rồi nhận được điện thoại Mâu thiếu gia tôi đã phái người đi theo. Nghe nói bây giờ tiểu tử kia mang theo một cô nương vào, Phi Vân Các khẳng định tìm sung sướng, Trầm Khai cười nịnh. Dứt khoát dẫn người tiến vào đi đến bắt gian tại trận, ấn lên tội chơi gái, cái đó còn hơn là cho hắn vắng mặt, Tào Hồng cười khan. Không ổn, các ngươi biết, Phi Vân Các, là chỗ nào không? Hứa Thông lắc đầu. Ai, trực tiếp vào Phi Vân Các bắt người, hình như là có chút không ổn. Hứa thiếu gia, Phi Vân Các rốt cuộc là người nào mở? Anh hỏi thăm rõ ràng không? Tào Hồng có chút buồn bực. Nghe nói là Diệp gia mở. Hứa Thông buồn bực nói. Diệp gia, mấy con mắt của Tào Hồng, Mâu Cương, Trầm Khai đột nhiên mở to không ít. Không sai, là Diệp gia mở. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, một lão đầu có cặp mắt ti hí, đội mũ quả dưa đi vào. Phượng Tam gia tới rồi. Ông biết lai lịch Phi Vân Các. Hứa Thông liếc nhẹ Phượng Tam gia một cái. Chương 612, thế lực của tứ đại thế gia. Phượng Tam gia tên thật là Phượng Cử Đức, nghe nói trước kia lưu lạc giang hồ, chuyên coi bói cho người ta. Năm ngoái may mắn đoán được cho Hứa Thông hai chuyện không coi là nhỏ nên nhất cử lấy được tín nhiệm của gã cho vào vòng tròn, trở thành sư gia ẩn tính. Thật ra thì đó là bởi vì Phượng Cử Đức giỏi về sát ngôn quan sắc, hơn nữa trước đó đã khổ công thăm dò một vài chuyện trong đám này, dĩ nhiên có thể đoán trước vài chuyện. Kết quả trở thành nhà tiên tri vĩ đại trong mắt đám người Hứa Thông, Mâu Cương. Bất quá Phượng Cử Đức đúng là được xưng tụng là tin tức linh thông, giống như thân công báo có ngoại hiệu là vạn sự thông trong phong thần bảng. Phượng Cử Đức thường nói khoác là chuyện trong thành Thủy Châu này biết được ba phần. Chuyện này thì ngay cả đám Hứa Thông cũng mỉm cười không nói, biết rằng lão nói khoác. Thành Thủy Châu lớn như vậy, nhân khẩu đạt mấy trăm vạn, mỗi ngày có bao nhiêu chuyện phát sinh. Nếu muốn biết như vậy có mà thần tiên. Đã sớm điều tra, các cậu có biết về tứ đại gia tộc cổ xưa của Thủy Châu Thành? Phượng Cử Đức ra vẻ cao nhân, lão lại đeo kính, đội mũ quả dưa nên rất có bộ dạng một tiên sinh coi bói thời xưa. Tứ đại gia tộc, cái này bản thân tôi có biết một chút, là nghe lão đầu tử nói qua. Nói là Thủy Châu Thành chúng ta có tứ đại gia tộc cổ xưa, theo thứ tự là Phượng, Lô, Tôn, Diệp, lịch sử gia thế tương đối lâu đời. Nếu như truy ra từ khởi thủy thì chắc là đến hơn nghìn năm. Trước kia này tứ đại thế gia này cũng có chút quan hệ với võ lâm, đệ tử trong gia tộc cũng được luyện võ, cao thủ tay không đánh chết người, đánh vỡ bia đá đều có. Bất quá bây giờ cũng không còn mấy người luyện võ, chỉ luyện qua đôi chút quyền cước để khỏe mạnh, Hứa Thông thản nhiên kể lại, cũng không coi tứ đại gia tộc kia vào đâu. Ha ha a,
Hứa thiếu gia, cái này chẳng qua chỉ là một chút da lông bên ngoài. Cho dù là bây giờ, tài phú tứ đại thế gia tập trung lại cũng là một khoản tiền lớn gần 20 tỷ, thế lực lại càng không thể khinh thường, Phượng Tam ra vẻ mặt thần bí. Không thể khinh thường, có gì, tổng cộng 4 thế gia chừng 20 tỷ, đối với chúng ta dĩ nhiên cũng coi là cự phụ. Bất quá, bây giờ thủ phủ Thủy Châu đoán chừng cũng có mấy chục nhà có gia sản vài tỷ, bên Hồng Kông thì lại càng nhiều. Nói ngay như nhà Trầm Khai cũng có thể chống đỡ một nhà. Cho nên, tứ đại thế gia cổ xưa này cũng coi như không hơn cái gì. Hơn nữa cho dù là có tiền đi nữa, trong nhà không người nào ngồi lên vị trí quan lớn thì có cái gì phải sợ. Phải biết rằng, có quyền mới có kiếm tiền, quyền là công cụ kiếm tiền. Không có tiền thì các lão đại quan lớn lật cổ tay hủy diệt cũng có thể. Các ngươi không nhìn thấy, ở cả nước, thường thường một câu nói là có thể diệt một thế gia cự phú. Ha ha ha, Tào Hồng có chút khinh thường. Ha ha, Tào thiếu gia, cậu chỉ biết một mà không biết hai, nghe tôi nói đã. Lấy ví dụ như Lô gia ở vị trí thứ hai đi, bây giờ thư kỷ trưởng tỉnh ủy Lô Minh Châu chính là người chống đỡ cho Lô gia. Trên kinh thành ở các bộ và ủy ban trung ương còn có mấy quan lớn, hơn nữa tài phú cực lớn, cậu nói xem như vậy có đáng sợ không? Phượng Tam gia ném ra một quả bom hẹn giờ, thiếu chút nữa làm cả đám Tào Hồng ngơ ngác. Toàn bộ không tin địa ngó chừng Phượng Tam ra hỏi, thiệt hay giả? Đoán chừng là thật, tôi cũng vậy nghe lão đầu tử nói qua, nói là Lô Minh Châu có liên quan đến Lô Gia Thủy Châu. Tuy nhiên lão đầu tử cũng không nói rõ nên tôi cũng không rõ ràng lắm, Hứa Thông nói thêm làm mấy người khác thoáng cái tin 7-8 phần. Vậy, Diệp gia ở vị trí thứ tư cũng có lai lịch không nhỏ. Tào Hồng có chút chần chờ. Ha ha, tuyệt đối. Tuy nhiên tôi còn chưa tra ra chỗ dựa của Diệp gia là ai. Bên trong thường vụ tỉnh cũng không có họ Diệp, thật là thần bí. Nói với các cậu câu này, thế gia cha không ra lai lịch mới là đáng sợ nhất, vô tình đắc tội chết cũng không biết là ai hạ thủ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Phượng Tam gia lắc đầu uống một chén rượu trắng. Người này cũng là quái dị, rượu đỏ mấy trăm đồng một chén trong hoàng thành tửu trang này thì lão không uống, cứ thích móc một bình rượu trắng người ra để uống. Uống một chén khà một tiếng, cũng có chút phong phạm cao nhân lánh đời. Chẳng lẽ một chút dấu hiệu cũng không có? Nếu không chúng ta tối nay thật đúng là phải đi, Phi Vân Các, náo nhiệt rồi, thuận tiện đem họ Diệp bắt gian tại trận. Ở Thủy Châu này còn có chỗ mà Hứa thiếu gia không dám đi. Thật là tức cười, Mậu Cường vỗ mông ngựa. Mậu thiếu gia, cậu bớt giận đã, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói Diệp gia ngoài mặt không có ai nhưng trên phương diện xã hội đen có thể nói là đại gia. Gần đây các cậu có nghe nói qua Thanh Thảo Bang và Tứ Xuyên Bang bị đánh tan không? Phượng Tam gia có chút nóng nảy, đánh keng một tiếng vào cái bình rượu đặc chế bằng đồng vì thấy Hứa Thông có vẻ đồng ý với lời của Mâu Cương. Điều này tôi biết rõ vì Bộ Công an gần đây không phải là đang truy quét tội phạm cả nước. Thanh Thảo Bang và Tứ Xuyên Bang ở trong tỉnh chúng ta đã quá lộ liễu, nhân cơ hội này bắt là hợp lý. Công an chúng ta cũng đâu phải ăn chay, ha ha ha, Mậu Cương ở phòng công an tỉnh nên ra vẻ đắc ý. Ha ha, Mậu thiếu gia, cậu chỉ biết thông tin từ công an mà không biết thông tin thật sự. Công an tỉnh chỉ là bề ngoài, chân chính thúc đẩy tỉnh ra tay cũng là do người khác. Nghe nói kia nguyên nhân thực sự là bởi vì hai bang này chọc giận Thủy Châu Diệp gia, bọn họ có thể không biết, địa bàn phía đông Thủy Châu là do người của Diệp gia khống chế. Tuy nói bây giờ thỉnh thoảng có thu phí bảo kê gì đó nhưng các cậu có thấy trong năm phòng ca múa ở phía đông thành Thủy Châu đều là do Diệp gia quản lý. Các vị cũng biết, tỉnh thành Thủy Châu là đất tàng long ngọa hổ, không có ba phần sao dám lên lương sơn. Sau lưng không có núi dựa ai dám mở phòng khiêu vũ, chắc chưa được mấy ngày thì đã bị đám côn đồ đến quậy. Diệp gia mở những thứ này mà không có việc gì, sau vì Thanh Thảo Bang và Tứ Xuyên Bang chọc vào nên mới bị Diệp gia tận diệt. Phượng Tam gia nói rất có lý làm cho đám người Hứa thông tin mấy phần. Dĩ nhiên, Phượng Tam gia cũng là có chút khả năng, ngay cả một vài tin tức Hứa thông cũng không biết được vậy mà lão vẫn moi ra, đây cũng là thủ đoạn kiếm sống. Chẳng lẽ cứ như vậy cho họ Diệp, Trầm Khai bất mãn, mục đích là muốn ra vẻ trước mặt đám người Hứa thông. Phải biết rằng thông qua Hứa thông, tập đoàn Tinh Huy của cha gã bắt mối được với Hứa Vạn Sơn, từ đó mò được không ít chỗ tốt trong chuyện xây dựng. Phải biết rằng Thủy Châu thành một năm có bao nhiêu hạng mục lớn nhỏ, ví dụ đơn giản là chính quyền địa phương nào làm hạng mục trọng đại, bí mật này Trầm gia đã sớm biết rồi.
sau đó tiến hành ra tay đoạt trước, sau này chờ chính quyền lên hạng mục thì Trầm ra xây building bán hoặc cho thuê. Cho nên, Tào Hồng nói quyền là công cụ kiếm tiền tương đối có đạo lý. Có khi một cái tin là có thể làm cho người ta đoạt được tiên cơ, kiếm được rất nhiều tiền. Ha ha, dĩ nhiên không thể bỏ qua, dám tranh nữ nhân với Hứa thiếu gia của chúng ta, chán sống. Tuy nhiên một tên nhà quê cũng không cần coi trọng quá mức, bầy tí thủ đoạn là có thể cho hắn chạy về ôm cây ngô gặm gặm hành tây, Phượng Tam gia lại ra vẻ cao nhân. Ôm cây ngô vậy thì cũng quá tiện nghi cho hắn, ít nhất phải làm cho hắn khập khánh bỏ lại Ngư Dương, nếu không khó giải mối hận trong lòng. Trầm Khai cười rất dễ gần, đây là đặc điểm của gã mỗi khi động thủ. Diệp gia mở phi vân các chúng ta tạm thời không thể đi vào làm ầm ĩ thì như thế nào đem họ Diệp bắt gian ở giường? Mâu Cương thắc mắc. Ha ha ha, Mâu thiếu gia, cậu là người trong cuộc giả vờ không biết ha. Không thể động ở phi vân các cũng được, chẳng lẽ họ Diệp cả đời nằm phi vân các không ra? Chỉ cần đi ra ngoài thì dễ làm, Thủy Châu thành lớn như vậy, còn sợ không có chỗ nào ngoài đó hắn làm. Phượng Tam ra híp nửa mắt cười hèn mọn, phong phạm cao nhân rất sạch. Hảo hảo hảo, đến lúc đó lột sạch bé con kia để cho hai người bọn chúng trần chuồng, chúng ta chụp ảnh rồi báo lên trên, đoán chừng ngày mai tiểu tử kia đào hầm ngầm để chú. Tào Hồng luôn miệng khen ngợi, liếc Hứa Thông một cái, hơn nữa còn là nhất cử lưỡng tiện, Triệu Tứ tiểu thư thấy tin tức hồng phấn này thì họ Diệp kia xong rồi. Tuy nhiên con bé đi cùng với hắn đúng là ngon lành, biết đâu là còn trinh, Mâu Cương tiếc rẻ. Nếu không để cho Mâu thiếu gia hành sự lại, Trầm Khai nói. Tiểu tử ngươi, đòi đánh có phải hay không? Họ Diệp đùa hàng nát, Mâu gia thèm dùng lại sao? Mâu Cương ra vẻ nhưng trong lòng vẫn có chút đáng tiếc. Chương 613, Đại Bí Mật. Cứ làm như thế đi, Hứa thiếu gia, anh xem thế nào? Trầm Khai nói nhỏ với Hứa Thông, dĩ nhiên trong vòng tròn nhỏ này thì Hứa Thông cũng không thể vờ vịt. Trầm Khai không thể làm như vậy. Đồng chí Diệp Phàm dù gì cũng là bạn học của tôi, là đồng học thì càng phải ái tải mới đúng, sao có thể sau lưng chơi đòn ngầm. Tuy nói đồng chí Diệp Phàm có một số phương diện làm không đúng nhưng chúng ta là đại nhân rộng lượng, không so đo với hắn. Bỏ đi, không nói không nói, uống rượu, Hứa Thông lại có thể lên mặt dạy Trầm Khai. Trầm Khai cũng hiểu là Hứa Thông đang làm trò, Hứa Thông không ra mặt, hơn nữa còn biểu hiện rộng lượng, nếu xảy ra chuyện gì thì gã vô can. Hứa Thông nói thế nào cũng là công tác ở Viện Kiểm sát tỉnh, khá quen thuộc với thể chế quan trường, hơn nữa cha gã là nhân vật số một của tỉnh thành cũng dạy dỗ gã không ít. Chẳng qua trước đó gã đã ám chỉ qua, về phương diện này thì Trầm Khai cũng không phải là đèn đã cạn dầu, tự nhiên có quyết định của chính mình. Trinh Ngọc, như thế nào đây? Nhìn Tống Trinh Ngọc đang say mê, Diệp Phàm cười híp mắt hỏi, đương nhiên là chờ khen rồi. Ừ, lần này hiệu quả càng rõ ràng. Diệp Phàm, tài nghệ của anh càng ngày càng cao. Em đang nghĩ nếu anh chuyên làm loại thuốc này để bán chắc là sẽ phát tài, cần gì phải uốn mình ở xó xỉnh Ngư Dương. Tống Trinh Ngọc rất hài lòng vì thấy gương mặt của mình càng lúc càng trắng trẻo, khiến cho anh chưa nhất thời ngẩn ngơ nhìn chằm chằm. Thầm nghĩ, Trinh Ngọc quá tinh khiết, là một thục nữ chính tông, rất có phong thái tề gia. Tống Trinh Ngọc bị anh chưa nhìn chằm chằm thì bắt đầu nóng lê, cuối cùng giận dỗi liếc nhìn Diệp Phàm. Anh nhìn gì mà ghê thế, trên mặt em đâu có mọc hoa đâu. Là một bông hoa vừa chớm nở, Diệp Phàm đáp. Lần này hậu cung Ngọc Nhan Hoàn có hiệu quả rất rõ rệt vì Diệp Phàm chế luyện thuốc đã càng lúc càng thành thục, gương mặt của Tống Trinh Ngọc trắng nõn như da em bé. Anh nói cái gì, mắc cỡ chết được, Tống Trinh Ngọc vừa nghe thì mắc cỡ đưa tay đấm một cái. Ai, lẽ ra cũng phải làm luôn cả cánh tay thì hay rồi, Diệp Phàm bắt lấy cổ tay mềm mại của Tống Trinh Ngọc. Nhẹ nhàng dùng lực một cái, Tống Trinh Ngọc không kịp đề phòng ngã vào trong lòng hắn. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, Tống Trinh Ngọc ngây ngốc không biết làm gì, khuôn mặt đỏ rực. Anh hơi quá tay một chút, đồng chí Diệp Phàm ấp úng một câu ngớ ngẩn. Biết là tốt rồi, hừ, Tống Trinh Ngọc dường như là đã nổi giận, thật ra trong lòng rối bời. Đối với chuyện này thì Diệp Phàm coi như đã mấy lần tiến cung nhưng đối với Tống Trinh Ngọc mà nói còn là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Vì thế cảm giác của cô rất mãnh liệt, thêm vào thân thể nóng rực của Diệp Phàm làm cô như mê đi. Cái này cũng là do hiệu ứng của hỏa long tường thiên trong người Diệp Phàm phát tác khiến trong cơ thể của hắn có một tia dương khí mãnh liệt. Loại dương khí này là do hỏa long tường thiên hấp thu khí chí dương thiên địa mấy trăm năm mới tạo thành.
thêm vào Diệp Phàm chuyển thành nội kình trong cơ thể, đại biểu tính dương. Thân thể của Tống Trinh Ngọc là tính âm, sau khi hòa hợp sẽ sinh ra hiệu ứng mãnh liệt, đã có khuynh hướng tỉnh lại coi như không tệ rồi, đó là vì Tống Trinh Ngọc quá nhạy cảm, nếu không đã sớm mê say. Giận rồi à, anh Trư nhỏ giọng ra vẻ hối lỗi, tuy nói vừa rồi lúc xoa thuốc đã sờ nắn hết khuôn mặt Tống Trinh Ngọc nhưng hành động kéo cô vào lòng quả cũng hơi có chút thất thố. Giận rồi còn để vậy sao, bỏ đi, Tống Trinh Ngọc lườm một cái, chuyển niệm mới nhớ ra mục đích thật sự, cười nói, vì anh làm đẹp cho bản cô nương nên bản cô nương nói cho anh biết một đại bí mật. Đại bí mật, cái gì đại bí mật? Diệp Phàm tò mò, đoán chừng đây chính là mục đích mà Tống Trinh Ngọc tối nay đặc biệt tới đây tìm mình. Thật ra thì Tống Trinh Ngọc cũng luôn nghĩ cho Diệp Phàm. Bắt đầu từ tối hôm Diệp Phàm ở cục công an huyện Ngư Dương dùng quyền đầu giải cứu cô, khí chất nam nhi của hắn đã bắt đầu cắm rễ trong lòng nên nghe ngóng được điều gì có lợi là sẽ nói cho hắn biết. Chẳng qua anh tuyệt đối không được nói ra ngoài, em cũng chỉ vô tình nghe được, còn tiến hành hay chưa em không dám khẳng định, anh xem như là một con đường tắt, Tống Trinh Ngọc thận trọng, không giống như nói đùa. Em nói đi, anh tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, đánh chết cũng không nói. Đối với loại phụ nữ ngây thơ như Tống Trinh Ngọc, Diệp Phàm tự tin có thể chinh phục. Tuy nhiên vào lúc mấu chốt, Diệp Phàm cũng suy nghĩ có nên chinh phục hay không. Chẳng qua hắn cũng tự mình tưởng tượng thôi, Tống Trinh Ngọc vốn được giáo dục hết sức nghiêm khắc, cũng không dễ dàng cắn câu. Hừ, ai ngờ câu nói của hắn lại không có tác dụng mà còn khiến Tống Trinh Ngọc bực mình, làm đồng chí Diệp Phàm giật mình hiểu với Trinh Ngọc thì không thể dở mấy bài đùa cờ tán tỉnh thông thường. Anh thành thật đấy, Diệp Phàm nghiêm túc trở lại khiến Tống Trinh Ngọc nhìn vào cũng thấy hơi kỳ quái. Nói. Vào hôm trước cha em trở về nhà trong lúc nói chuyện thì vô tình tiết lộ, nói là ban tổ chức trung ương đang chuẩn bị một lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, địa điểm là trường đảng trung ương, tuổi không quá 35, cấp bậc không thể dưới cấp phòng. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ngay vì hôm qua lúc ở nhà Tề Trấn Đào cũng nghe cục trưởng Trương Vệ Thanh nói qua. Diệp Phàm lúc nghe thì cũng không chú ý lắm vì cấp bậc của mình mới đến phó phòng, chưa đáp ứng nổi mức thấp nhất. Chẳng qua sau đó Trương Vệ Thanh ngỏ ý bảo Tề Trấn Đào hỗ trợ thì lại khiến hắn có hy vọng. Tuy nhiên Tề Trấn Đào cũng tỏ thái độ là không thể nào, bản thân Diệp Phàm cũng hiểu là trong vòng một năm muốn chuyện lên vị trí khác là không thể nào. Mặc dù biết rõ hy vọng không lớn nhưng trong lòng Diệp Phàm vẫn có mơ ước. Bây giờ Trinh Giao lại nhắc tới danh sách lớp này thì đúng là khó như lên trời. Tỉnh Nam Phúc có biết bao nhiêu cán bộ có điều kiện phù hợp như vậy, bản thân mình chưa tính là gì. Cái đó thì có quan hệ gì với anh chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ, Diệp Phàm giả bộ thờ ơ, thật ra cặp mắt ưng đã ngầm quan sát phản ứng của Tống Trinh Ngọc. Thầm nghĩ, Trinh Ngọc biết rõ cấp bậc mình không đủ sao còn nói cho mình biết, chẳng lẽ hy vọng trong một năm sẽ lên đến cấp trưởng phòng. Nếu như cô ấy có lòng giúp, đoán chừng Tống Sơ Kiệt cũng phải ra tay. Anh mới là cấp phó phòng, còn thiếu một chút, nhưng thời gian còn một năm. Chẳng lẽ anh không tranh thủ được sao, Tống Trinh Ngọc khích lệ. Tranh thủ là quá khó khăn, trong triều không người nào làm quan, Diệp Phàm thở dài, đương nhiên cố ý để cho Trinh Ngọc nghe thấy. Anh đó, dũng khí đi đâu hết rồi, Tống Trinh Ngọc nổi giận. Có gì mới có dũng khí được chứ, chẳng lẽ chỉ nói miệng, Diệp Phàm tiếp tục giả vờ ngu, mục đích đương nhiên là để Tống Trinh Ngọc hạ bài. Năm ngoái. Anh mới tốt nghiệp không tới một năm thì đã từ một thôn quan phấn đấu lên đến cấp phó phòng, bao nhiêu gian khổ trong đó anh đều làm được, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Điều này nói rõ trong Hoa Hạ chúng ta còn có rất nhiều lãnh đạo ưu ái những người có thực lực như anh, Tống Trinh Ngọc nói một hồi. Chương 614, gõ cửa Tống ra. Ừ, nghe em nói thì hình như anh có chút khả năng, ha ha, Diệp Phàm cười gượng mấy tiếng rồi nghiêm mặt. Thở dài nói, ở cơ sở nâng lên còn dễ dàng một chút. Càng đi lên càng khó rồi. Cấp trưởng phòng thường là bí thư hay chủ tịch một huyện hoặc cầm đầu một cục ở thành phố. Loại vị trí này tương đối mấu chốt, so với phó chủ tịch huyện khác nhau một trời một vực. Hơn nữa với tư cách của anh còn quá trẻ, Hoa Hạ chúng ta vẫn coi trọng tuổi tác, quan trường lại càng vậy. Vậy anh bỏ qua à? Tống Trinh Ngọc trùng xuống. Tự mình cao hứng nói cho Diệp Phàm vậy mà lại có kết quả như vậy. Không buông bỏ thì có biện pháp gì? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Hai người trầm mặc một hồi không nói. Diệp Phàm yên lặng quan sát vẻ mặt Tống Trinh Ngọc, chính là ép Tống Trinh Ngọc mở miệng trước, đánh cuộc là vậy. Mấy phút đồng hồ trôi qua,
Tống Trinh Ngọc liếc Diệp Phàm rồi khẽ cắn môi. Diệp Phàm cảm giác miệng đắng lưỡi khô, biết cô đang hạ quyết tâm nên cũng không muốn phá vỡ không khí, ngay cả trà cũng không uống. Nếu nói có người giúp anh thì sao? Tống Trinh Ngọc mở miệng, tuy nhiên vẫn rất thận trọng. Người nào? Diệp Phàm đắc ý, biết cá đã mắc câu rồi. Chẳng qua Diệp Phàm vẫn giả bộ không hiểu ý tứ, dừng lại một chút mới lên tiếng, anh giờ đã là cấp phó phòng, muốn đề bạt lên thì phải do bí thư thành phố hoặc chủ tịch mới được. Như thành phố Mạc Hương mà nói thì bí thư thị ủy Chu Càn Dương có thể làm được, chủ tịch thành phố La Hạo Thông cũng vậy, chẳng qua có chút khó khăn. Những người khác cho dù là bí thư khối Tạ Quốc Trung muốn làm cũng khó khăn, cho nên người giúp anh ít nhất phải là cán bộ cấp phụ trưởng. Anh cũng biết một người, đó là cha của Điền Trúc, tuy nhiên chú ấy là một trưởng ban không thể định đoạt, nếu ở trong Đại học Hải Giang còn có thể. Đến địa phương thì không được rồi, còn chưa bằng một chủ tịch huyện. Diệp Phàm ném ra câu cán bộ cấp phụ trưởng dĩ nhiên là muốn Tống Trinh Ngọc nói ra cha mình. Từng bước ép tới như vậy, đoán chừng Tống Trinh Ngọc kiên trì không được bao lâu. Thấy Tống Trinh Ngọc không lên tiếng, Diệp Phàm chuyển niệm đột nhiên ra vẻ khí phách, đương nhiên anh tin tưởng năng lực mình. Sau một năm có thể từ một thôn quan đi lên phó chủ tịch huyện, anh tin sau này cũng có thể cố gắng lên cao hơn. Chẳng qua những thứ này đều cần phải có thời gian, cho anh thêm 2 năm, anh dám nói có khả năng đi lên vị trí cầm quyền một phương. Thời gian 1 năm đúng là quá ngắn, trừ khi là đề bạt phá cách, nếu không làm ra thành tích đặc biệt xuất sắc là không thể nào. Quan trường có quy tắc ngầm của quan trường, không dễ phá vỡ. Đề bạt đột phá chính là khiêu chiến với quy tắc này. Bỏ đi, không nói. Cái gì đến sẽ đến, tuy nhiên anh rất cảm ơn em đã nói cho anh biết. Mặc dù chỉ là hoa trong kiếng trăng trong nước, nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn em. Diệp Phàm sau khi nói xong thì chân thành nhìn Tống Trinh Ngọc, thật ra thì thuần túy diễn trò. Cảm ơn em ư, không cần, anh cố gắng tiến thủ là được. Còn chuyện đề bạt đột phá em sẽ Tống Trinh Ngọc bị Diệp Phàm làm xúc động nên nói ra nửa câu. Em làm gì vậy, có phải bảo cha em giúp không, ha ha. Bỏ đi, không được làm phiền trưởng ban Tống, loại tiểu nhân vật như anh còn chưa đáng để vào mắt, Diệp Phàm đương nhiên là lấy lui làm tiến. Tống Trinh Ngọc quả nhiên trúng kế, thái độ đột nhiên kiên quyết, Diệp Phàm. Trước kia ở Ngư Dương anh đối với em rất tốt, giúp đỡ em vào lúc nguy nan nhất. Em nghĩ vào thời điểm thích hợp bảo cha em đứng ra cũng là bình thường. Dĩ nhiên là anh phải làm ra thành tích kinh người ở cơ sở, nếu không em cũng không dám mở miệng. Cha em là người rất bảo thủ, không dễ nói chuyện. Hơn nữa em theo mẹ, căn bản không xen vào chuyện của cha. Tống Trinh Ngọc nói chuyện ánh lên một tia sợ hãi, xem ra uy thế Tống Sơ Kiệt rất sâu a. Trinh Ngọc, em yên tâm, nếu không làm ra thành tích thì anh tuyệt đối sẽ không gõ cửa nhà em. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng cao đầu, triển lộ phong phạm đại sư quốc thuật làm Tống Trinh Ngọc bất giác run lên, thầm nghĩ, khí thế Diệp Phàm thật mạnh mẽ, kỳ quái, sao đột nhiên dường như thay đổi hắn, tràn đầy một loại bá khí có thể giết người, trong đó lại có vẻ nho nhã văn nhân. Ừ, nói còn quá sớm, coi như vậy đi, Tống Trinh Ngọc gật đầu, tuy nhiên sau đó cha em còn nói là trong tỉnh còn chưa lựa được thanh niên kiệt xuất. Ý tứ của cha em là không nhiều, chắc chưa tới 4 người tuyển chọn. Sau đó rút ra 1 người. Trong lớp nhân tài xuyên thế kỷ của tỉnh ủy lần này cũng chọn ra 1 người ưu tú nhất. Đây là một tin tức quan trọng, Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, nói, chuyện này cha em đã quyết định chưa vậy? Không rõ ràng lắm, em chỉ vô tình nghe thôi. Có lẽ, còn chưa chắc chắn, nhưng dù thế nào anh cũng phải chuẩn bị tốt mới được, Tống Trinh Ngọc nói. Ừ, không sai, cảm ơn, anh sẽ chú ý, Diệp Phàm cười nói. Để tỏ lòng chân thành cảm tạ đối với Tống Đại Tiểu Thư, anh quyết định tặng thêm 1 viên hậu cung ngọc nhan hoàn. Không được, ít nhất phải 2 viên, Tống Trinh Ngọc lắc đầu, chẳng qua suy nghĩ một chút lại nói, coi như vậy đi, 1 viên thì 1 viên, em biết hoàn thuốc rất ít, muốn anh lấy nhiều cũng không được, thôi thì 1 viên cho mẹ em dùng vậy. Được, Diệp Phàm chờ động, nếu như nhân cơ hội này có thể đánh vào nội bộ Tống ra thì tốt. Chỉ là không biết mẹ của Tống Trinh Ngọc có đồng ý làm điều trị đặc thù hay không. Hiện tại thủ pháp của mình ngày càng thành thục, căn bản không cần chạm vào da mặt, có thể ở khoảng cách 4-5 phân bước ra nội kình phát tán dược liệu. Làm kiểu như vậy thì lúc thi thuật cũng không khiến cho người trị liệu thẹn thùng. Dù sao mẹ Trinh Ngọc cũng là phu nhân quan lớn, mặt mũi là rất trọng yếu. Ngày hôm qua phu nhân của Tề Chấn Đào cũng là như vậy.
Đương nhiên, nếu như cho Trinh Ngọc biết tình huống thật sự thì sẽ bị cô mắng chết. Chẳng qua mẹ em chắc là không muốn làm như vậy, Tống Trinh Ngọc quả nhiên nhíu mày, nghĩ đến mẹ mình tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Phàm sờ lên mặt. Ha ha, thật ra thì anh còn một phương pháp khác không cần chạm vào trực tiếp, Diệp Phàm thần bí nói. Phương pháp gì, nói mau, Tống Trinh Ngọc giật mình. Vị cao nhân kia đã chế biến ra một hoàn thuốc cải tiến gọi là hậu cung ngọc tiểu nhan hoàn, có thể cách không bôi lên mặt là có thể phát huy dược hiệu, Diệp Phàm nói. Ý của anh là không trực tiếp đụng chạm đến da rẻ cũng có thể để cho hoàn thuốc phát huy. Tống Trinh Ngọc hỏi, hình như khẽ biến sắc. Ừ, Diệp Phàm cảm giác hỏng bét, cố lên gân đáp một tiếng. Vậy mới vừa rồi là sao, Tống Trinh Ngọc bắt đầu bốc hỏa, thầm nghĩ, thì ra là mới vừa rồi anh lợi dụng tôi, khốn kiếp. Không tốt, đoán chừng lập tức sẽ phát sinh thảm kịch sư tử Hà Đông giống. Diệp Phàm chợt lạnh, vội vàng cười nói, nếu như đổi dùng phương pháp này thì rất tốn sức lực, hơn nữa hiệu quả cũng giảm đi một nửa. Dù sao hiệu quả ở khoảng cách 4-5 phân cũng sẽ khác, giống như tín hiệu điện vậy, ha ha, Diệp Phàm đánh trống lảng. Hình như cũng đúng, Tống Trinh Ngọc miễn cưỡng đón nhận giải thích, chẳng qua đoán chừng cũng bán tín bán nghi rồi. Cuối cùng cũng qua cửa. Mẹ ơi, nếu lộ ra để một bầy mỹ nữ quần công thì thảm rồi, Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, cười nói, chúng ta ở Phi Vân Các cũng mấy giờ rồi, anh thấy đói, chúng ta tìm chỗ ăn đêm trên phố đi. Ừ, cũng tốt, em cũng thấy đói, Tống Trinh Ngọc đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại khẽ gật, tuy nhiên không để cho anh chư khoác tay nữa. Hai người mới ra Phi Vân Các thì đã có một người rút điện thoại ra báo cáo, Trầm ca, tiểu tử kia đi ra, lúc nào động thủ. Đừng nóng vội. Tìm chỗ không có ai, hảo hảo sửa chữa hắn sao cho mấy tháng không đi lại được. Còn về phần người nữ, cứ lột sạch rồi chụp mấy tấm ảnh, sau này có trò hay để nhìn, Trầm Khai cười gằn. Không thành vấn đề, để chúng em cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, hắc hắc hắc, người kia cười âm hiểm rồi có vẻ tiếc rẻ, con bé kia cũng không tệ lắm, nhìn qua rất ôn nhu, hay là đùa giỡn chút rồi chụp. Hừ, dây cà da dây muống. Nếu như ảnh chụp ra rồi thì nhất định sẽ chấn động, nếu như công an sờ tới thì phiền ra, mục tiêu chủ yếu lần này của chúng ta là tiểu tử kia. Đúng là đồ óc heo. Vương An, mày thành thật cho tao đi, đừng chết trên bụng đàn bà. Muốn đàn bà thì tử trang chúng ta thiếu gì, Trầm Khai tức giận, dặn thêm, điểm này nhất định phải chú ý, nói cho các huynh đệ nếu làm tốt thì sẽ đưa cho mỗi người 5 ngà. Còn cô gái kia tuyệt đối không được động tới. Mộc Cương hình như cũng có ý với cô ta. Nếu muốn động thì để gã đi động. Lần này không phải là làm chuyện cho Hứa thiếu gia sao? Vương An tò mò. Chương 615, mấy con sói đi theo phía sau. Vương An, tao nói với mày bao lần rồi là phải giữ mồm giữ miệng, đừng bao giờ hỏi chuyện người khác. Mày xem ra quá nhiều chuyện rồi đấy, để tao cho mày mấy gậy, Trầm Khai u ám hừ nói làm cho Vương An không khỏi rùng mình. Trầm Khai nhìn bề ngoài rất hòa nhã nhưng nếu như chọc phải gã thì chắc chắn sẽ ăn phải đòn âm. Nếu không, tập đoàn nhà gã cũng không phát tài nhanh đến như vậy. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, câu nói này ở thương trường cũng hoàn toàn chính xác. Một phú ra đời vạn người nghèo, người không nghèo thì người ta làm sao giàu. Đi phố ăn đêm đi, còn gọi là thực phương nhai, bên trong có vài trăm quầy ăn vặt nổi tiếng, muốn ăn cái gì đều có, Tống Trinh Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì đi nếm thử, Diệp Phàm gật đầu, hai người thuận đường tản bộ đi tới. Đi chừng nửa giờ, hai người thong thả giống như tình nhân đi dạo. Chẳng qua Tống Trinh Ngọc xấu hổ, cũng không nói nhiều với Diệp Phàm, thỉnh thoảng mới có mấy câu bởi vì cô vẫn chưa quen chuyện này nên rất rụt rè. Tới một góc vắng trong hẻm nhỏ thì phát hiện có một quán. Bên trong bày 4 cái bàn nhỏ và mấy cái ghế nhựa, giờ này chỉ còn có một bàn hai người khách đang nhấm nháp vài chai bia và một đĩa lạc. Chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên, đồ đạc nấu ăn đơn giản chỉ là một xe đẩy có treo nồi và bếp, bên ngoài có treo tấm bảng nhỏ mì thịt bò Lão Trương. Nếu đã có biển hiệu có tên như vậy chắc là cũng có chút danh tiếng, làm một bát nhé. Diệp Phàm quay sang hỏi Tống Trinh Ngọc. Được, nhanh lên, nếu không trở về thì mẹ em sẽ gọi, Tống Trinh Ngọc nhìn đồng hồ. Em lớn như vậy rồi còn để mẹ quản. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, cảm thấy gia giáo Tống gia rất nghiêm. Hết cách, mẹ em giờ vẫn xem em như một đứa trẻ nhỏ, chỉ cần về khuya một chút là không được. Cái gì gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ? Bị lừa làm sao bây giờ? Tai em sắp ù rồi,
chỉ là bà ấy là mẹ em, ai, Tống Trinh Ngọc lầm bầm. Em đó, đang ở trong phúc không biết phúc, đây là mẹ em xem em như bảo bối, yêu thương chăm sóc em. Bảo bối của mẹ mau trở về, chớ bị tên buôn lậu Diệp Phàm lừa gạt ra ngoài bán làm vợ cho người ta thì thảm rồi. Ha ha ha, Diệp Phàm âm dương quái khí cười ha ha. Đánh chết anh tên buôn lậu này, đánh, Tống Trinh Ngọc cũng vui vẻ. Nghĩ mưu sát chồng rồi, ha ha ha, Diệp Phàm trêu chọc làm Tống Trinh Ngọc mắc cỡ dậm chân. Dương Tử Ca, anh xem con bé kia kìa, đoán là còn Trinh đấy, một thanh niên tóc húi cua đang nhai lạc cười vẻ dâm đãng. Ừ, có khả năng, cái mông còn chưa mở ra, đi đứng còn vẻ khép nép, nói rõ chưa từng trải đàn ông, thậm chí là còn Trinh, tên thanh niên tóc dài tên là Dương Tử liếc mắt đánh giá Tống Trinh Ngọc, xem ra sành sỏi trong phương diện này. Gã liếc sang tên thanh niên tóc húi cua, cười khẽ tam tử, có phải phát hỏa rồi không? Ừ, lần này chạy trên đường gần một tháng rồi, chắc đủ một vòng quanh Hoa Hạ, xương cốt giã ra. Chắc cũng phải đến vùng ven biển Thủy Châu thư giãn một tí, nếu không chắc suy sụp, tam tử thở dài, vẻ mặt mỏi mệt. Buông lỏng thì chưa, Dương Tử lắc đầu, liếc sang Tống Trinh Ngọc, chẳng qua con bé đúng là không tệ, ở chỗ kín khẳng định rất non. Có lẽ để anh đem tới bên kia thử xem, coi như phí chạy đường vậy, ha ha, Dương Tử cười gằn. Ừ, chúng ta ăn no rồi rồi hãy nói. Thực sắc tính dã, nhưng đổi là chỗ khác đi, hắc hắc. Làm xong rồi đi cũng đáng, gã gọi là tam tử đột nhiên sáng mắt, liếc mắt đánh giá Diệp Phàm, chẳng qua tên bên cạnh cô ta cũng có chút phiền phức. Đoán chừng là học sinh, một đấm là có thể cho hắn kêu cha gọi mẹ, khóe miệng Dương Tử giật giật. Hai chén mì thịt bò, một đĩa đậu mầm hương, năm chai bia, có phao câu gà cho thêm một đĩa để nhắm, hai người vừa ngồi trên bàn, Diệp Phàm thuận miệng hô. Phao câu gà, ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm, thế mà anh cũng từ Đại học Hải Giang ra, kêu là đuôi gà hiểu chưa, đúng là nhà quê, Tống Trinh Ngọc cười đến nỗi suýt té ghế, bộ ngực phập phồng làm ba người Diệp Phàm, Dương Tử, Tam Tử âm thầm nuốt nước miếng. Mẹ kiếp! Tuy nói không phải là đặc biệt lớn nhưng tuyệt đối khỏe mạnh, nắm nhất định thoải mái, tam tử không nhịn được. Đừng nóng vội, thấy là được rồi, để nghĩ cách tóm được, Dương Tử cười nhạt, rất là chấn định. Ừ, anh nhà quê vậy đấy, không quen nói tiếng thành phố, Diệp Phàm cố ý gãi đầu, làm cho Tống Trinh Ngọc càng cười đau bụng. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác muốn đi vệ sinh, hỏi ông chủ mới biết cách nơi này mấy trăm mét có một nhà vệ sinh công cộng nên vội vàng chạy đi. Tên kia đi rồi, ra tay không? Tam tử cười nói, con mẹ nó, thật là nhịn không nổi. Người óc heo à, để cho ăn xong, cô ta sẽ đi ra, đến chỗ vắng mới ra tay. Chúng ta đang ở thời kỳ phi thường, phải cẩn thận một chút, chưa ra nước ngoài là chưa yên tâm, mày nhìn, vừa nói thì đã có người đến, Dương Tử mắng. An ca, thấy không? Tiểu tử kia đi nhà cầu còn cô gái ngồi một mình, chúng ta sang đây vui vẻ một chút đã rồi ra dây. Một tên thanh niên ốm tong teo như con khỉ đi bên cạnh Vương An lên tiếng. Không thể cầu thuận, chẳng qua phải gây chuyện trước, bọn mày đi trêu cô ta đi. Chắc tiểu tử kia sau khi trở về sẽ diễn anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta sẽ nhân đó mà làm việc, Vương An sắp xếp. Em đi trước đây, gã tên gọi là cầu thuận gật đầu. Mấy người ngồi xuống. Diệp Phàm sau khi đi vệ sinh xong trở về, từ xa đã nghe thấy Tống Trinh Ngọc tức giận, anh muốn làm gì? Muốn làm gì, chùi giày cho tao, nếu không, hừ, gã thanh niên gầy ốm đang đắc ý giơ giày. Anh đổ nước vào giày tôi sao bảo tôi chùi, có muốn tôi báo cảnh sát không, cút ngay, Tống Trinh Ngọc cực kỳ tức giận, giận đến tím mặt, cứ nhìn về hướng Diệp Phàm vừa đi. Mẹ kiếp, gái điếm thúi, cho mày mặt mũi còn làm cao, nhanh lên, cẩu thuận chụp tới. Chỗ gã nhắm tới là vùng cấm của nữ nhân làm mấy tên Vương An, Đức Tiêu cũng chằm chằm nhìn vào xem náo nhiệt. Hừ, móng vuốt cầu thuận bị một bàn tay trắng trẻo chụp lấy. Đồ mặt trắng, muốn chết có phải không? Cầu thuận nổi giận, cảm thấy rất mất mặt trước mặt đồng bọn, cánh tay còn lại nắm lại thành đấm vung thẳng vào Diệp Phàm, quyền phong vù vù, xem ra có từng luyện qua. Muốn chơi đùa à, vậy thì chơi một chút đi, Diệp Phàm cười gằn, thuận tay túm tay phải cầu thuận về bên trái. Cầu thuận cảm giác đột nhiên có một lực hút cực mạnh hút về phía trước. Cả người loạng choạng bắn về cái bàn có hai người thanh niên kia. Bịch, á. Một tiếng rầm vang lên, đầu cầu thuận nhất thời đụng vào cái bàn ăn của hai gã tên gọi là Dương Ca và Tam Tử, cả lạc lẫn bia văng tung tóe vào mặt.
hừ. Dương Ca tóc dài cau mày, bình thường chuyện đùa giỡn người ta, giờ bị vậy sao chịu được. Tam tử một bên Thuận chân đá một cái làm cậu Thuận ngã hẳn xuống bàn, Dương Ca còn tuyệt hơn, Thuận tay giả vờ lơ đãng, chai bia từ trên bàn lăn xuống đúng ngay vào giữa mặt cậu Thuận làm mặt gã sưng vù lên, hơn nữa cả mì thịt bò và bia tưới ướt đẫm mặt. Mẹ kiếp, dám đả thương huynh đệ của ta, đánh nó, Vương An hừ một tiếng, đám lưu manh côn đồ phía sau do Đức Tiêu cầm đầu xông lên cầm lấy mấy chai bia đập thành hai nửa rồi vây lấy hai người Diệp Phàm và bàn bên của Dương Ca và Tam tử. Anh Phàm, anh về rồi, em, Tống Trinh Ngọc phảng phất tựa như thấy được cứu tinh, vành mắt đỏ lên, nhào vào trong ngực Diệp Phàm, cảm giác bây giờ chỉ có ở đây là ấm áp và an toàn nhất. Để chịu ủy khuất, để anh lấy lại thể diện cho em, Diệp Phàm âu yếm vuốt tóc, Thuận chân hất chiếc ghế băng lên đúng vào người Đức Tiêu. Bụp! Sau tiếng động thì Đức Tiêu ngã nhào vào quầy bán mì bò làm nước canh tung tóe, chén bát vung vãi đầy đất. Á! Đức Tiêu bị nước nóng hắt vào mặt, kêu ré lên như heo bị chọc tiết. Đức Tiêu, mẹ kiếp, để lão tử đè chết tên mặt trắng này, Vương An hung hăng, cầm một cây gậy sắt chuyên dụng rộng chừng ba ngón tay vụt thẳng vào Diệp Phàm, lúc này quên bén cả lời dặn dò của Trầm Khai. Mấy tên lưu manh cầm ghế băng nhào vào Dương Tử và Tam Tử cũng không hơn gì, bị mấy quyền cước thì lăn cả ra đất. Diệp Phàm căn bản không để ý, đứng bên Tống Trinh Ngọc thuận tay cầm một cái bát sắt đập vào gậy sắt của Vương An. Chương 616, gặp phải tội phạm giết người. Cảm giác như có một ngọn núi áp xuống, Vương An định nghiêng người tránh thoát, chẳng qua Diệp Phàm là ai, có là 10 Vương An cũng tránh không thoát. Cái bát sắt chẳng những đánh bay cây gậy sắt của Vương An mà còn làm hổ khẩu của gã rách toạc, máu tươi ứa ra. Một tên côn đồ phía sau đang cầm chai bia định đánh tới, Diệp Phàm thuận tay dùng chiếc bát sắt làm thành tiểu lý đao phi ra. Bịch, đầu tên côn đồ kia dĩ nhiên cũng không phải làm bằng sắt, bị cái bát sắt nện vào nổ đom đóm, nhất thời không nhìn thấy gì. Diệp Phàm đang muốn nhào tới bổ khuyết thêm một cước, chẳng qua bị mấy tiếng giống to quấy nhiễu. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy năm cảnh sát, chắc là đội tuần tra xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Tôi là Trương Tiến của đồn công an Thực Vương Nhai, các anh gây ra chuyện gì, tại sao đánh nhau, đập phá gian hành của lão Trương? Một cảnh hán lực lưỡng có râu quai nón lớn tiếng quát hỏi. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đang ăn mì thịt bò thì đám người kia công khai trêu ghẹo bạn gái của tôi. Lúc ấy tôi đi vệ sinh, người này là một đại nam nhân lại muốn sàm sỡ bạn gái tôi. Bạn gái tôi phản ứng thì bọn họ vung bàn đập người đập gian hàng, Diệp Phàm lập tức giành trước giải thích. Nhìn chủ quán vào hai người thanh niên, nói tiếp, chuyện này bọn họ cũng có thể làm chứng. Thúi lắm, rõ ràng là bạn gái của anh làm hỏng giày của tôi rồi. Đồng chí cảnh sát, anh nhìn xem, giày tôi mua cả ngàn đồng, là hàng hiệu. Tôi bảo bọn họ chùi đi nhưng bọn họ còn đá tôi một cái nên chúng tôi phải đánh trả. Giờ chúng tôi bị đánh thương, phải trả cả tiền thuốc. Đồng chí cảnh sát, phải đem đôi cẩu nam nữ này bắt lại. Tôi hoài nghi bọn họ căn bản là không là bằng hữu gì, biết đâu là đồ đàng điếm, còn khỉ gầy cầu Thuận ra mồm, còn nói Diệp Phàm và Tống Trinh Ngọc là khách làng chơi và gà mẹ rồi. Anh mới là cầu nam nữ, Tống Trinh Ngọc không nhịn được cãi lại, thiếu chút nữa tức nổ phổi. Nói cái gì vậy, cái gì cầu nam nữ? Trương Tiến nhíu mày, nói chuyện văn minh vào, đây là tỉnh thành, không phải nhà quê, cần phải chú ý ảnh hưởng. Ha ha, đồng chí cảnh sát. Huynh đệ chúng ta ăn ngay nói thẳng. Chẳng qua, chúng ta bị đánh thương là thật, tôi hy vọng đồng chí cảnh sát có thể theo lẽ công bằng phán xử. Vương An đi lên, liếc viên cảnh sát kia vẻ cao ngạo. Nói ít thôi, trở về đồn làm biên bản, Trương Tiến liếc Vương An. Thật xin lỗi đồng chí cảnh sát, chuyện này không có quan hệ với chúng tôi. Chúng tôi chỉ ngồi bàn bên ăn mì thịt bò xem náo nhiệt, chúng tôi có việc, đi trước, gã thanh niên tóc húi cua tên gọi là Tam Tử vừa nói. Dương Tử phía sau cũng định chuồn đi. Muốn đi, không có cửa đâu, vết thương trên đầu trên chân của tôi đều là do các anh đánh. Hơn nữa, còn dùng chai bia, đồng chí cảnh sát, không thể để cho bọn họ đi, cậu Thuận la lớn. Hai vị đồng chí, họ gì? Chuyện này có quan hệ với các anh, cùng đi tới đồn công an đi. Nếu như sau đó không liên quan thì đi cũng chưa muộn, Trương Tiến hử lạnh. Chúng tôi không rảnh, Dương Tử vừa nói vừa liếc Tam Tử. Hai người quay đầu định đi. Muốn đi sao, Tiểu Lý, Tiểu Lưu, ngăn cản bọn họ, Trương Tiến lớn tiếng hô. Hai cảnh sát lên tiếng sải bước xông tới. Mẹ kiếp,
Cảnh sát thì là gì? Tam tử hừ lạnh một tiếng, cùng vung chân với Dương tử. Tiểu Lý và Tiểu Lưu bị đá văng vào bàn. Đứng lại, bắt bọn họ, Trương Tiến hô lớn, mấy cảnh sát còn lại hơ rùi cui điện xông tới. Tới là tốt, Dương tử giống một tiếng, vung bàn đánh tới mở đường. Không được nhúc nhích, cử động tôi sẽ nổ súng, Trương Tiến hô lên, cả đám quay lại nhìn thì thấy trong tay y quả nhiên cầm một khẩu súng đen ngòm nhắm vào Dương tử. Thật ra súng Trương Tiến không có đạn, lúc xế chiều vừa thử súng nên chưa nạp vào, chủ yếu là hù dọa khi đi tuần. Mẹ kiếp, tam tử giống lên một tiếng rồi nhào tới Tống Trinh Ngọc cách đó không xa tóm lấy cô, không biết lấy từ lúc nào một thanh dao găm sắc ngọt để ngang cổ Tống Trinh Ngọc, quát với Trương Tiến, để súng xuống, nếu không tao làm thịt cô gái này. Diệp Phàm cả kinh, sợ ném chuột vỡ đồ, không ngờ tên thanh niên tóc húi cua này lại ngoan độc như vậy. Tiểu Lý đao đã sớm giấu vào lòng bàn tay. Thật ra là do hắn mất cảnh giác, nếu không với thân thủ của Diệp Phàm thì sao để tam tử qua mặt. Đừng đả thương người, để đao xuống, Trương Tiến run lên, luống cuống không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Tuy nhiên y vẫn không để súng xuống, xem ra có tố chất mạnh bạo. Lui, Dương tử quay đầu cười nhạt, cả hai kèm Tống Trinh Ngọc lùi sâu vào ngõ. Diệp Phàm nhìn vào trong mắt cả hai tên thấy lóe ra vẻ hung tàn. Thầm nghĩ, quái, chẳng lẽ hai người này là phạm nhân cùng hung cực ác hay sao? Có trùng hợp vậy chứ, đi dạo trên đường cũng gặp phải tội phạm giết người. Tống Trinh Ngọc sợ đến thất sắc, vẻ mặt xanh lét. Tuy nhiên vẫn kiên cường không rũ người xuống, chỉ nhìn sững vào Diệp Phàm mấp máy không phát ra âm thanh. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đi theo. Trương Tiến dần dần đuổi tới, cũng không lộ vẻ hoảng hốt, thật sự không ổn thì dùng tới bài tẩy Tiểu Lý đao. Chẳng qua tạm thời còn chưa tới lúc. Tam tử lui về sau hơn 10 mét, đột nhiên xông vào một cái sân. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ, phiền toái, bên trong hình như là tư nhân làm nhà trẻ, bởi vì ngoài tường có vẽ mấy bức hình thiếu nhi. Hiện giờ có rất nhiều trẻ nhỏ gửi vào đây vì gửi vào trường công rất đắt, gần 2.000 đồng một năm. Tiền lương trung bình hiện giờ một năm cũng chỉ xấp xỉ chừng đó nên không thể làm gì khác là đem con cái gửi vào nhà trẻ tư. Những nhà trẻ này phần lớn đều có điều kiện thô sơ, bên trong giữ trẻ như giữ vịt. Không lâu sau thì tất cả cảnh sát đã chạy tới vây lấy nhà trẻ. Diệp Phàm đã sớm lẻn vào sân, phát hiện bên trong quả nhiên có mười mấy đứa trẻ và một giáo viên nữ bị Dương Tử và Tam Tử dồn vào một góc nhỏ. Tống Trinh Ngọc bị trói ném vào một góc, hai tên kia cầm hai khẩu súng nhắm vào cô giáo và đám trẻ. Diệp Phàm nhìn thấy cũng kinh hãi, không ngờ hai tên này có súng. Xem ra đúng là gặp phải nhân vật tàn ác rồi. Hắn dán người như thằn lằn bò trên vách tường rồi buông ngược một chân xuống, hai kẻ bắt cóc cảm giác trước mắt có thứ gì thoáng một cái rồi thấy Tống Trinh Ngọc biến mất. Mẹ kiếp, muốn chết. Tam tử tức giận giống một tiếng rồi vẩy một phát súng. Chẳng qua Diệp Phàm đã sớm ôm Tống Trinh Ngọc chạy ra ngoài. Lúc này hắn cũng không kịp để ý ôm chặt lấy Tống Trinh Ngọc như con báo dẫm chân vọt lên bức tường cao 3 mét rồi phóng ra ngoài. Tống Trinh Ngọc không có nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy đầu có chút mê muội, mở mắt ra đã thấy ở bên ngoài, gục đầu vào ngực Diệp Phàm khóc lớn. Đừng khóc, em an toàn rồi. Kẻ bắt cóc còn đang trong đó, còn có cả một đám trẻ, phải cứu bọn chúng, Diệp Phàm nhỏ giọng an ủi. Chuyện gì xảy ra, bên trong làm sao nổ súng, một cảnh sát trung niên quát hỏi, người này là Phó Cục trưởng Cục Công an Thủy Châu Lưu Bá Dân. Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ kẻ bắt cóc giết người. Tại sao có thể có súng? Trương Tiến hoảng hốt. Đội trưởng Hướng, lập tức tổ chức cảnh sát hình sự tinh nhuệ tìm cách vào đó trinh sát rồi nói sau, Lưu Bá Dân nhướng mày nói với một cảnh sát thấp đậm phía sau. Cục trưởng Lưu, cục cảnh sát chúng ta lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng, vũ khí công kích hết sức lạc hậu, còn phải nhanh chóng xin chỉ thị của Bí Thư Đặng Bí Thư, yêu cầu phái ra đặc công hoặc là yêu cầu tỉnh đội trợ giúp. Kẻ bắt cóc có cả súng ngắn, biết đâu là tội phạm truy nã đặc biệt. Loại tội phạm này hết sức lão luyện, nếu chúng ta phạm sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Thủy Châu Hướng Minh Huy đề nghị. Nói nhiều làm gì, chẳng lẽ tôi còn không hiểu sao? Hừ, chẳng qua, chuyện này Bí Thư Đặng tự có tính toán, làm thuộc hạ phục tòng là được. Bên trong nghe nói còn có mười mấy đứa trẻ, nhất định phải người bảo vệ an toàn, Lưu Bá Dân trừng mắt. Tuân lệnh, tôi lập tức tổ chức tổ nhân viên tiến vào. Hướng Minh Huy bất đắc dĩ gật đầu, khẽ vẫy mấy cảnh sát hình sự đi lên. Trương Tiến lúc này cố lên gân, cục trưởng Lưu,
mới vừa rồi tại quán cấp dưới tôi tên là Lan Phong nói là trong hai người kia có một thanh niên tóc dài hình như là trọng phạm truy nã quốc gia tên là Dương Tử, người tóc húi cua chắc là thủ hạ đắc lực của gã có biệt anh là Tam Tử. Trí nhớ Lan Phong rất tốt, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán của y. Chẳng qua, nếu như tình huống là thật thì Dương Tử nghe nói trước kia còn giết hai người đồng hành, là hạng người cùng hung cực ác, phải cực kỳ cẩn thận. Trương Tiến nói xong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trọng phạm Dương Tử, Hướng Minh Huy đang lom khom dưới đất lập tức nói với một cảnh sát hình sự cấp dưới, cậu lập tức điều tra thêm tư liệu về Dương Tử, in ảnh ra cho cảnh sát biết, nhanh lên. Chương 617, tới ban tỉnh cầu viện binh. Mẹ kiếp, xem ra đúng là trọng phạm, thật là xui xẻo, ăn mì lại gặp phải trọng phạm, chuyện này là thế nào chứ? Trong lòng Diệp Phàm uất ức thầm mắng, chẳng qua cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Đi lên phía trước muốn báo cáo tình huống nhìn thấy trong viện cho người phụ trách nơi này. Cục trưởng Lưu, tôi có tình huống trọng yếu muốn báo cáo với anh. Anh là ai? Đội trưởng Hướng, tại sao có thể để cho nhân viên không liên quan tùy tiện đi vào khu vực cảnh giới thế này, lập tức mang ra ngoài. Súng đạn bên trong không có mắt, nếu như ngộ thương người thì anh lĩnh đủ, hừ, Lưu Bá Dân căn bản không nghe lời Diệp Phàm, vung tay lên muốn đuổi người. Tôi là, Diệp Phàm vừa mới nói hai chữ đã bị hai cảnh sát mạnh mẽ lôi ra ngoài, đương nhiên, ngay cả Tống Trinh Ngọc đi theo cũng bị lôi ra ngoài. Phó Giám đốc Sở Trương Tiến ở bên cạnh vừa nhìn thấy Diệp Phàm, đang muốn báo cáo với Phó Cục trưởng Lưu Bá Dân người này chính là đương sự, tuy nhiên thấy Phó Cục trưởng Lưu không bình tĩnh cuối cùng cũng không dám há miệng nói. Có lẽ biết lúc này tâm tình của Phó Cục trưởng Lưu không tốt, sợ đụng vào thì xui xẻo. Tuy nhiên sau khi Tống Trinh Ngọc hiện thân y nhất thời ngây người, có lẽ trong đầu cứ quẩn quanh câu hỏi. Cô gái này không phải mới vừa bị kẻ bắt cóc kèm hai bên, làm sao thoáng cái lại ló đầu ra? Hừ, đầu năm nay khó làm người tốt, muốn giúp bọn họ ngược lại người ta không lĩnh tình, trong lòng Diệp Phàm bất mãn thầm cằn nhằn một câu, cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói chuyện lớn như vậy Cục trưởng Cục Công an thành phố Thủy Châu hẳn phải kịp thời chạy tới, làm sao đến bây giờ cũng không có chút động tĩnh nào. Chuyện này có vẻ không làm hết chức trách, tuy nhiên có lẽ họ có việc bẩn cũng không chừng. Diệp Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, hắn muốn móc chứng nhận thượng tá Liệp báo ra, đơn giản chỉ muốn phối hợp giúp đỡ bọn họ đối phó kẻ bắt cóc. Tuy nhiên thấy Tống Trinh Ngọc ở bên cạnh lại thôi, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận. Chuyện lớn thế này, đoán chừng đều có truyền thông chú ý, nếu như thành nhân vật tin tức thì phiền toái. Sau khi đi ra đường cảnh giới, Diệp Phàm suy nghĩ. Vẫn cảm thấy có chút lo lắng, đột nhiên nghĩ đến trước kia ở thị trấn Lâm Tuyển có quen biết Lý Sương Hải đội trưởng đội cảnh sát hình sự ban tỉnh, nghe nói y hiện tại đã thăng lên làm phó trưởng ban, có lẽ còn có thể nhờ cậy y. Cho nên hắn móc điện thoại ra gọi, trưởng ban Lý, anh vẫn khỏe chứ, tôi là Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyển, có tình huống trọng yếu muốn báo cáo với anh. Diệp Phàm, à, tiểu Diệp A, xin chào, có chuyện gì? Lý Sương Hải có lẽ sắp quên mất Diệp Phàm. Suy nghĩ một lát mới nhớ ra. Mới vừa rồi nhà trẻ hoa tử trên đường Thực Vương xảy ra một trọng án, tôi và một người bạn vốn chuẩn bị đến đường Thực Vương đi dạo, sau đó ngồi trước một quầy hàng tên là mì thịt bò lão Trương ăn. Người phụ trách hiện trường họ Trương phải không? Lý Sương Hải trong lòng cả kinh hỏi. Đúng vậy, tôi còn nghe có một người họ Hướng, đoán chừng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói là muốn xin chỉ thị của bí thư đảng phái đặc công trợ giúp, sau đó lại nói cầu viện tỉnh đội. Tuy nhiên hình như Phó Cục trưởng Trương và Bí thư Đặng có ý định khác, chẳng lẽ bọn họ không báo cáo với ban tỉnh các vị? Chuyện này liên quan đến tội phạm trong tay có súng, mới vừa rồi vì cứu người, tôi tiến vào xem, phát hiện một người thanh niên tóc húi cua tên là Tam Tử còn móc từ trong bọc ra hai quả lựu đạn, hình như trong túi du lịch còn có kíp nổ. Sau đó lại nghe Trương Tiến đồn trưởng công an suy đoán có hai tên tội phạm, trong đó một người tóc dài, ngoại hiệu là Dương Tử có thể tên là Dư Bỉ Dương. Người tóc húi cua có lẽ chính là tay chân đắc lực của y, tên là Lưu Ba, ngoại hiệu Tam Tử, Diệp Phàm phỏng đoán chuyện này. Nếu cậu đã tiến vào cứu bằng hữu, chứng tỏ cậu cũng biết một số tình huống bên trong. Như vậy đi, cậu đứng ngoài đường cảnh tuyến đợi tôi, lát nữa còn phải nhờ cậu phối hợp cùng nhau cứu người, Lý Sương Hải gấp gáp nói, xem ra cũng lo lắng. Được, tôi chờ anh, Diệp Phàm cũng trả lời dứt khoát. Sau khi cúp điện thoại, Lý Sương Hải lượn lờ trước giường mười mấy vòng, cuối cùng hình như đã hạ quyết tâm, đập một quyền lên giường, khiến bà xã y cả kinh từ trên giường ngồi dậy. Lý Sương Hải thầm cằn nhằn một câu,
cầu phú quý trong nguy hiểm, hừ. Ngũ quan cũng phải cầu trong nguy hiểm. Y lập tức gọi điện, Bí thư Mã, ngài khỏe chứ, tôi là Lý Sương Hải của ban tỉnh, tôi có tình huống trọng yếu khẩn cấp muốn báo cáo với ngài. Bí thư ủy ban tư pháp, thường vụ tỉnh ủy Mã Quốc Chính vẫn chưa ngủ, đang ngồi xem văn kiện, vuốt vuốt đôi mắt đỏ ngầu nói, à. Sương Hải à, có chuyện gì cậu nói đi. Tôi mới nhận được điện thoại báo án của một người biết chuyện, nói là trên đường Thực Vương phía đông thành phát sinh một trọng án đặc biệt, hoài nghi có một gã là trọng phạm, Lý Sương Hải nhanh chóng báo cáo tình huống. Cục Công an thành phố Thủy Châu không báo cáo lên ban tỉnh sao? Còn nữa, chuyện này thật ra là thế nào? Mã Quốc Chính nhíu mày, nghiêm nghị hỏi, xem ra có vẻ hoài nghi có người báo án giả. Một vụ án quan trọng như vậy, lớn như vậy, quan hệ đến tính mạng của mười mấy đứa trẻ. Hơn nữa trong tay tội phạm có súng có lựu đạn, lực sát thương vô cùng lớn. Cục Công an thành phố Thủy Châu làm sao dám không báo cáo lên ban tỉnh, nếu như tình huống là thật, vậy thì có gì muốn giấu giếm rồi. Bọn họ không báo cáo với chúng tôi, mới vừa rồi tôi đã gọi điện về sở tuần tra một phen. Người báo cáo tên là Diệp Phàm, người này trước kia khi còn làm thôn quan ở thị trấn Lâm Tuyền đã lập được công lớn, đích thân giết chết tội phạm đặc biệt. Còn nhận được giấy khen dũng sĩ kiệt xuất Trung Quốc của Bộ Công an chúng tôi vốn muốn kêu cậu ấy vào tỉnh đội chúng tôi, tuy nhiên cậu ấy tốt nghiệp hải đại, không muốn làm cảnh sát, cho nên cứ từ chối. Vì vậy, tình huống tuyệt đối là thật, Lý Sương Hải vẫn tin tưởng Diệp Phàm. Ừ, Đặng Kiến Quân này, y muốn làm gì chứ? Y thật sự cho rằng Thủy Châu chính là tỉnh trong tỉnh Nam Phúc sao, vụ án lớn như vậy cũng không báo cáo lên ban tỉnh, có đại sự xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Mã Quốc Chính mắng một câu, ngừng lại một chút nói, Sương Hải, cậu lập tức chọn lựa nhân viên cảnh sát giỏi nhất trong ban tỉnh, chạy tới đường Thực Vương, nhất định phải bảo đảm an toàn cho bọn nhỏ. Bí thư Mã, chuyện này Cục Công an Thủy Châu không báo cáo với chúng tôi mạo muội xuất hành có phải có chút danh bất chính ngôn bất thuận hay không? Lý Sương Hải có vẻ bận tâm, nếu Bí thư ủy ban tư pháp thành phố Thủy Châu kiêm Cục trưởng Cục Công an Đặng Kiến Quân cố ý giấu giếm. Chứng tỏ y không muốn ban tỉnh hay là tỉnh ủy biết được, có lẽ sợ ảnh hưởng không tốt. Thật ra chuyện này cũng bình thường, đối với chuyện này Lý Sương Hải cũng có chút suy đoán. Gần đây nghe nói trong tỉnh có một số lãnh đạo bất mãn với bí thư Hứa Vạn Sơn thành phố Thủy Châu, bọn họ cho rằng Hứa Vạn Sơn làm việc quá ngang ngược. Hội nghị thường ủy thành phố Thủy Châu sắp trở thành hậu viện nhà Hứa Vạn Sơn, gần đây tỉnh ủy đã nhận được rất nhiều thư tín, nói là Hứa Vạn Sơn làm việc độc đoán. Trong đảng chỉ có tập trung, không có dân chủ. Vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ của hội nghị thường ủy sáng lập gì đó. Tuy nhiên cũng có đồn đãi là tỉnh ủy gần đây muốn động đến thường ủy tỉnh Thủy Châu, mà bí thư ủy ban tư pháp Đặng Kiến Quân nghe nói chính là anh em thân thiết của Hứa Vạn Sơn. Mới vừa rồi Lý Sương Hải suy nghĩ hồi lâu mới đem chuyện này báo cáo với Mã Quốc Chính cũng vì lo lắng chuyện này. Nếu không làm tốt bị Hứa Vạn Sơn biết được, có lẽ mình cũng bị y ghi hận. Một người có quyền thế chọc trời, lại là người đứng đầu thường vụ tỉnh ủy ghi hận tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Tuy nhiên Lý Sương Hải cũng có quyết định của mình, đương nhiên là có chút ghen tị với vị trí bí thư ủy ban tư pháp thành phố Thủy Châu, nếu như tin đồn của tỉnh ủy là thật lần này mình may mắn thành công. Vậy thì rất có thể đoạt tiên cơ trong thường ủy Thủy Châu. Nếu như có thể kiêm nhiệm chức vụ bí thư ủy ban tư pháp thành phố thì sau này tiến thêm một bước càng dễ dàng. Nếu không ở mãi trong sở. Làm một phó trưởng ban, muốn bỏ lên vị trí phó trưởng ban, thường vụ đảng ủy là tương đối khó khăn. Đương nhiên, chuyện lần này chính là một cơ hội trọng yếu. Nếu làm được, cứu thành công con tin, lại bắt được trọng phạm, sẽ càng có lợi cho con đường thăng quan của mình sau này. Cho nên Lý Sương Hải mới ở trước giường cầu nhau như vậy. Hừ, Sương Hải, cố kỵ nhiều như vậy thì cậu không nên đi, Mã Quốc Chính giống như có vẻ không vui. Mã Quốc Chính đương nhiên cũng đang tỏ thái độ, muốn ép Lý Sương Hải tỏ thái độ. Tôi kiên quyết phục tùng chỉ thị của Bí thư Mã, lập tức chọn lựa cảnh sát tài giỏi lên đường, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lý Sương Hải đứng nghiêm, hô to khẩu hiệu. Mã Quốc Chính đương nhiên rất hài lòng, đây là Lý Sương Hải phát ra tín hiệu đi theo mình, thoáng cái giọng nói trở nên thân thiết rất nhiều, ừ. Lên đường đi, tôi chờ tin tức của anh. Trinh Ngọc, xin lỗi. Làm hại cô thiếu chút nữa tới Diêm La chơi một vòng rồi, Diệp Phàm trêu ghẹo, muốn giảm bớt kinh sợ của Tống Trinh Ngọc. Tôi muốn về nhà, muộn rồi. Điện thoại di động cũng hư,
mẹ tôi không biết lo lắng thế nào rồi, Tống Trinh Ngọc xem ra vẫn còn có vẻ hoảng sợ. Vậy để tôi gọi điện báo tin cho bọn họ. Diệp Phàm một tay ôm Tống Trinh Ngọc, một tay lấy điện thoại ra nói. Không cần, chuyện này mà nói với mẹ tôi chắc bà ấy sẽ ngất mất, Tống Trinh Ngọc lắc đầu. Thế nhưng, tôi, Diệp Phàm nghĩ đến còn mười mấy đứa trẻ bên trong, luôn cảm giác bản thân mình có bản lãnh, hơn nữa còn làm phó soái của tổ chiến Long Tổ Hạch Tâm số 8, có nghĩa vụ bảo vệ những đứa trẻ kia, hơn nữa Lý Dương Hải cũng muốn nhờ mình chờ ở đây. Hắn suy nghĩ một lát nói, vậy tôi đưa xe cho cô về trước, tôi còn có chút việc phải làm, Diệp Phàm nói xong cảm thấy có lỗi với Tống Trinh Ngọc. Đã muộn thế này, anh yên tâm để tôi quay về một mình sao? Hừ, Tống Trinh Ngọc sầm mặt xuống, nước mắt long lanh như trực rơi. Cô cảm thấy rất tủi thân, tên Diệp Phàm này cũng không biết thương hương tiếc ngọc, căn bản không xem trọng mình. Chương 618, làm nóng người trước khi chiến đấu. Diệp Phàm biết cô hiểu lầm, vội vàng nói, anh đương nhiên không yên lòng rồi. Tuy nhiên hắn cũng không muốn nói chuyện Lý Dương Hải giao đãi sợ chọc ra chuyện gì. Anh nói thật dễ nghe, không yên lòng lại để tôi về một mình. Tôi đi, hừ, Tống Trinh Ngọc giận dỗi đẩy Diệp Phàm ra đứng lên muốn rời đi. Tuy nhiên mới vừa bước một bước, đã kêu to một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất. Diệp Phàm vội vàng bước lên ôm lấy cô ta. Hắn vội hỏi, sao vậy Trinh Ngọc? Anh quan tâm làm gì, anh đâu phải gì của tôi. Tống Trinh Ngọc không để ý tới hắn, giãy giụa muốn đứng dậy, tuy nhiên vẻ mặt rất khổ sở. Em bị trạc chân có phải không? Diệp Phàm có chút đau lòng, ngồi xổm xuống đang muốn sờ chân Tống Trinh Ngọc. Ôi, anh nhẹ tay một chút, đau chết mất. Tống Trinh Ngọc sẵn giọng. Xem ra đúng là trạc chân rồi, để tôi nhìn xem. Diệp Phàm ôm lấy Tống Trinh Ngọc đi tới một chiếc cổng lớn, thuận tay nhấc váy lên đang muốn cởi giày. Anh làm gì thế? Không được, Tống Trinh Ngọc đột nhiên đỏ mặt, chân giãy giụa không chịu để yên. Nghĩ đến nếu để hắn xoa chân cho mình thì cảnh tượng dưới váy bị hắn nhìn thấy hết rồi. Đừng động đậy, Diệp Phàm đột nhiên nghiêm giọng, có vẻ ra lệnh, bởi vì hắn nghĩ Lý Dương Hải cũng sắp đến rồi, nhất định không rảnh chiếu cố Trinh Ngọc. Cho nên, hắn mới vén váy lên, thuận tay cởi giày cho Tống Trinh Ngọc. Anh, Tống Trinh Ngọc quơ quơ chân, không thoát khỏi, giận đến mứa không nói, dứt khoát đạp chân lên ngực Diệp Phàm, tuy nhiên vừa mới dùng lực, cảm giác chân đau đớn. Không dám dùng nữa. Thấy không, còn dám lộn xộn, đây chính là tấm gương, Diệp Phàm tức giận thầm cằn nhằn một câu, thuận tay vỗ mấy cái lên chỗ bị trật của Tống Trinh Ngọc. Tuy nhiên Tống Trinh Ngọc không lên tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giận dỗi. Diệp Phàm cũng không để ý cô ta, ngồi xổm xuống chuyên tâm xoa nắn. Cao thủ quốc thuật thất đoạn trà sát chân tuyệt đối rất có nghề. Tuy nhiên huyết mạch bị ngăn muốn thoáng cái trở lại bình thường là không thể. Ngay cả cao thủ vượt qua cửu đoạn cũng không thể lập tức trị khỏi chỗ trật chân nghiêm trọng. Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm còn có chút tư tâm. Hắn cố ý làm đơn giản, vì với bản lĩnh của Diệp Phàm, chỉ cần hắn xoa bóp một lát, có lẽ Tống Trinh Ngọc đã khỏi khoảng 5 thành, tuy nhiên Diệp Phàm tự có tính toán của mình, kết quả chỉ còn lại khoảng 3 thành. Chân này trắng thật, cổ nhân nói ba tấc kim liên của con gái là mê người nhất, xem ra không sai, ha ha, Diệp Phàm trêu chọc Tống Trinh Ngọc. Bàn tay còn tiện thể sờ lên đùi mới dừng lại. Sắc lang, đáng ghét, Tống Trinh Ngọc nhất thời đỏ mặt, tức giận mắng một câu, tuy nhiên bàn chân được đồng chí Diệp Phàm trà sát rất thoải mái. Hơn nữa chỗ đùi bị hắn sờ, tựa hồ cũng có chút cảm giác tê tê, tâm hồn rung động, thật ra sớm đã hết giận. Buông tay, Tống Trinh Ngọc thấy móng vuốt sói còn muốn chui vào trong quần, vội vàng hô lên. Thật ra cô không kêu gào đồng chí Diệp Phàm cũng biết điều rút lui. Trinh Ngọc, nói thật với em, vừa rồi khi tôi cứu em không phải đã trèo vào trong sân sao? Cho nên tình huống bên trong, tôi tương đối quen thuộc. Bên trong là một nhà trẻ tư nhân, có mười mấy đứa trẻ, còn có một giáo viên. Tôi nghĩ có thể giúp đỡ cảnh sát giải quyết tình huống này, dù sao trong đó cũng có mười mấy tính mạng, nếu vì cảnh sát chưa quen thuộc tình huống bên trong, khiến bọn nhỏ mất mạng, cả đời tôi cũng khó sống yên. Cho nên tôi muốn kêu xe đưa cô về trước. Diệp Phàm bình tĩnh nói, đương nhiên sợ làm Tống Trinh Ngọc lo lắng. Ở trong đó rất nguy hiểm, tên thanh niên tóc húi cua còn có súng, Tống Trinh Ngọc cả kinh, nghĩ đến kinh nghiệm kinh khủng mới vừa rồi, cơ thể lại bắt đầu run rẩy. Đừng sợ Trinh Ngọc, cô về nhà trước, trốn trong chăn nghỉ ngơi một lát sẽ khá hơn, Diệp Phàm vừa nói, hai tay đặt lên vai Tống Trinh Ngọc. Anh Phàm,
Em không sợ, em sẽ đi cùng anh, chờ anh đưa em về nhà. Tống Trinh Ngọc mặc dù run sợ, tuy nhiên vẫn muốn lưu lại. Ừ, trong lòng Diệp Phàm rung động, rất tự nhiên kéo Tống Trinh Ngọc vào ngực mình. Tống Trinh Ngọc lúc này kỳ quái cũng không giãy giụa nữa, lẳng lặng dựa đầu vào ngực Diệp Phàm. Hai người cũng không nói chuyện, cảm giác không khí tương đối quỷ dị. Một lúc lâu, Tống Trinh Ngọc nói khẽ, anh Phàm, vừa rồi anh thật là lợi hại, lúc ấy em còn chưa biết gì, dù sao đến giờ đầu đang còn váng vất. Ha ha, em lúc ấy có lẽ sợ quá ngất đi, anh cũng gặp may, vừa lúc hai kẻ bắt cóc bận trói người không để ý đến em. Cho nên anh mới thừa cơ ra tay, Diệp Phàm thuận miệng cười ha ha. Nhưng em có cảm giác anh rất lợi hại, Tống Trinh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói. Anh đương nhiên lợi hại rồi, ha ha, Diệp Phàm ưỡn ngực cố ý biểu hiện khí phách anh hùng rơm, rất tự nhiên ghé mũi vào sát người Tống Trinh Ngọc hít hít, Trinh Ngọc, em thật là thơm. Anh nói gì vậy, em mới xịt ít nước hoa, bây giờ chắc cũng không còn ngoài mùi mồ hôi, Tống Trinh Ngọc có chút ngọt ngào, thân hình dựa hẳn vào Diệp Phàm. Thơm quá, giống như hoa sen nở rộ, Diệp Phàm thuận miệng nói, ghé sát miệng hơn, thấy Tống Trinh Ngọc cũng không kháng cự, biết có cơ hội. Lúc này lòng hái sắc đã tăng vọt. Thè đầu lưỡi vần quanh lỗ tai Tống Trinh Ngọc. Nhột quá, ha ha ha, không cho phép anh đến đây, Tống Trinh Ngọc cảm giác tai có cảm giác tê dại ngứa ngáy, mặt thoáng cái đỏ mọng, liếc nhìn Diệp Phàm. Tuy nhiên đôi môi Tống Trinh Ngọc cũng đang mấy máy, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi chuyển động một vòng trong khóe môi. Xem ra cũng có chút động tình rồi. Hai người đều mê say, miệng ghé đến gần hơn. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét. Mắt thấy hai đôi môi sắp dán vào nhau, hai người thở dồn dập, Tống Trinh Ngọc ngơ ngác, đôi môi mấp máy, Diệp Phàm mở rộng miệng quyết định áp tới. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Trinh Ngọc giật mình, lập tức tỉnh lại, kêu lên, anh có điện thoại, hơn nữa tiện tay đẩy hắn ra. Mẹ kiếp, điện thoại chết tiệt, phá hư chuyện tốt của lão tử, đồng chí Diệp Phàm tức giận, lôi điện thoại ra muốn ném. Ném cũng vô dụng, Tống Trinh Ngọc cười nói. Trinh Ngọc, đợi anh làm xong việc, chúng ta lại tiếp tục, Diệp Phàm cúi đầu, nghiêm mặt cười nói. Anh nghĩ hay lắm, anh là đại lừa gạt, thiếu chút nữa em bị, Tống Trinh Ngọc giận dỗi. Sau khi gặp Lý Sương Hải, Diệp Phàm kể lại cặn kẽ tình huống trong viện. Hơn nữa tiện tay vẽ ra tấm bản đồ đại khái. Nửa giờ sau, Lý Sương Hải làm tổng chỉ huy tiểu tổ xuất ra toàn lực, thuận lợi đánh cho bị thương Dương Tử và Tam Tử, giải cứu con tin. Sau khi khắc phục hậu quả thỏa đáng đã đến 2 giờ đêm. Lý Sương Hải bận rộn, lái xe đi trước, có lẽ trở về thẩm tra xử lý. Diệp Phàm chắp tay, cười khổ nói, Trinh Ngọc, xem ra anh phải về làm con bò già rồi. Con bò già, tại sao? Cũng không có ai cưới anh. Tống Trinh Ngọc nhất thời không hiểu ý tứ Diệp Phàm, thuận miệng cười nói. Cô suy nghĩ liền hiểu ra, đấm tay lên người Diệp Phàm kêu lên, không được. Làm sao không được, nếu muốn kêu xe, hẻm nhỏ này cũng vào được, cần gì phải ra đường cái, Diệp Phàm cười khan nói. Chuyện này, Tống Trinh Ngọc nhìn quanh quất, không còn chọn lựa. Vậy anh bế em đi được rồi, Diệp Phàm lại cười nói. Càng không được, Tống Trinh Ngọc nhìn lướt qua bàn chân sưng phồng của mình, bất đắc dĩ gật gật đầu. Trừ bát giới cõng vợ, không tệ, có bà xã xinh đẹp như vậy cũng đáng giá, Diệp Phàm cõng Tống Trinh Ngọc, trêu ghẹo nói. Ai đồng ý làm bà xã của anh, Tống Trinh Ngọc vội vàng nói. Tuy nhiên hai người rất xui xẻo, bởi vì quá muộn, trên đường đi thật sự rất khó thấy một chiếc xe. Ai, anh đành phải trực tiếp cõng em về nhà vậy, Diệp Phàm thở dài. Trong lòng cũng vui mừng nở hoa. Tống Trinh Ngọc cười nói, em cho anh cõng là may mắn của anh. Tuy nhiên chúng ta có thể đi tắt trở về, đi xuyên qua một hẻm nhỏ phía bên Đông Thành, có một cánh đồng, từ bờ ruộng đi xuyên qua cũng sắp đến nhà em. Tống Trinh Ngọc vừa nói vừa đưa tay chỉ đường, tuy nhiên cô làm như vậy, bộ ngực ra sức trà sát lên lưng Diệp Phàm, khiến hắn không khỏi kích động. Chương 619, Trừ bát giới cõng vợ. Mất mặt. May là đây là đêm hôm khuya khoắc, nếu không thật đúng là không mặt mũi thấy người, Diệp Phàm kêu thầm, nhìn ra bốn phía xung quanh phát hiện thật không có mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì ở dưới ánh trăng mù sương không thể nhìn rõ cái gì nhưng trong lòng Diệp Phàm có quỷ nên mới như vậy. Thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc có riêng một khu nhà ở cho các thường vụ, thật ra là một khu biệt thự dành cho quan lớn,
địa điểm ở trong vịnh Lưu Tinh của sông Tứ Trúc phía đông Thủy Châu. Nghe nói nơi này lịch sử tương đối đã lâu, rất nhiều tòa nhà độc lập dùng đá thời xưa để xây, mục đích đương nhiên là để có phong vị cổ kính. Người bình thường muốn đi bái phỏng những cán bộ cao cấp này là không thể nào, bởi vì căn bản là vào không được. Trước cửa có cảnh sát vũ trang gác, muốn vào phải có giấy thông hành đặc biệt hoặc là vị quan lớn kia cho người nhà ra dẫn. Diệp Phàm cõng Tống Trinh Ngọc, dưới ánh trăng mờ bước trên bờ ruộng. Tuy nhiên ruộng giờ đã không ai trồng thóc, tất cả đều trồng dưa chuột. Bởi vì hiệu quả kinh tế của loại cây trồng này cao hơn nhiều so với trồng lúa. Buổi sáng sẽ có người chuyên thu mua với số lượng lớn, tiền trao cháo múc. Nghe trong khe nước thỉnh thoảng truyền đến tiếng ếch kêu ộp ạp, hai người cũng không nói chuyện, đắm chìm vào bóng đêm huyền diệu. Một lúc lâu, Tống Trinh Ngọc bất giác thở dài, thật đẹp a, bóng đêm. Đúng vậy a, thật đẹp, hơn nữa tối nay ánh trăng đặc biệt mê người, lại có cả mỹ nhân càng đẹp hơn, ha ha, Diệp Phàm vừa nói vừa xốc lại Tống Trinh Ngọc một cái. Chẳng qua như vậy lại biến thành sờ soạng trên eo của cô. Kỳ quái chính là Tống Trinh Ngọc hình như đắm chìm ở trong ánh trăng, cũng không lên tiếng, thật giống như ngầm đồng ý cho người khác ăn chặn. Từ rất xa đã trông thấy nhà chung cư của tỉnh ủy. Nhanh đến rồi, thật muốn ngồi một chút nữa, ai, Tống Trinh Ngọc thở dài, hình như có chút lưu luyến. Vậy thì ngồi nữa, bên kia vừa lúc có vạt cỏ dại. Diệp Phàm xem xét, may là đôi mắt ưng còn hữu dụng. Không được, quá muộn, tối nay trở về khẳng định bị cha mẹ mắng, Tống Trinh Ngọc lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. Sợ gì, bọn họ là cha mẹ của em, cũng không phải là bố dưỡng mẹ kế. Hơn nữa em là một cô gái tốt, đâu làm chuyện gì xấu. Người ta nói, cây ngay không sợ chết đứng, Diệp Phàm cố ý hếch ngực, ra vẻ khí khái nam tử Hán. Ha ha ha, đừng có mà nói khoác, Tống Trinh Ngọc cười nói. Làn hơi ấm áp phà vào cổ Diệp Phàm làm tim hắn đập nhanh, xem chỗ cỏ dại chắc không bẩn lắm nên đi tới. Cười nói, chị không được em, dám giễu cợt anh. Hắn ra tay rất độc, chuyển Tống Trinh Ngọc từ phía sau ra trước ngực. Thân thể xoay một cái đã ngồi xổm xuống, Tống Trinh Ngọc còn chưa kịp phản ứng đã được đặt ngồi trên cỏ. Cao thủ thất đoạn quốc thuật đúng là không phải để dùng cho đẹp, thủ pháp rất thành thạo, đặc biệt lúc hôn lại càng linh hoạt. Làm. Tại sao, Tống Trinh Ngọc run rẩy, trong lòng dường như cũng đoán sẽ phát sinh chuyện gì nên lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa, chẳng qua không kịp nói tiếp vì miệng đã bị anh chư gắn chặt. Tống Trinh Ngọc đoán chừng vẫn chưa tiếp nhận nên mím chặt miệng, để mặc đầu lưỡi của anh chư tung hoành bên ngoài. Trong bụi cỏ chỉ nghe hai tiếng thở hổn hển, Tống Trinh Ngọc cũng dần tiến vào trầm mê, thật ra không cự tuyệt mà chỉ là không chịu phối hợp, hoặc là nói là căn bản là không biết làm sao phối hợp. Anh chưa cảm thấy ở vòng ngoài còn chưa đủ nên bắt đầu bạo gan đặt Tống Trinh Ngọc nằm xuống cỏ, bàn tay bắt đầu tiến công đi vào dưới váy, chơi trò dương đông kích tây. Không, không được, Tống Trinh Ngọc sợ hãi, vươn tay ra đẩy. Cô cho là tình tiết máu chó trong TV thường xuyên nhìn thấy sẽ xuất hiện, đơn giản chính là tên con trai cùng người con gái đắm chìm trong ánh trăng, cuối cùng tình mê ý loạn ở trong bụi rậm làm chuyện tao loạn. Tống Trinh Ngọc cảm thấy thời cơ vẫn chưa đến. Hơn nữa hai người biết nhau thời gian cũng không dài. Nếu không phải buổi tối có mạo hiểm phát sinh có lẽ cô đã sớm về nhà. Có thể đem đôi môi để cho người khác tiện nghi một chút đã coi như là tự mình to gan lớn mật, không nghĩ tới Diệp Phàm còn muốn tiến thêm một bước, Tống Trinh Ngọc tuyệt đối không chịu. Chẳng qua Tống Trinh Ngọc vừa khẽ kêu lên thì làm miệng hé ra. Anh chư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đầu lưỡi lợi dụng đi vào, một luồng lửa nóng rực lẫn ôn nhuận luồn tới. Đây chính là chiến thuật dương đông kích tây lợi hại. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không thể phát sinh chuyện gì trong bụi cỏ với Tống Trinh Ngọc, vừa rồi chỉ là ngẫu hứng. Ngô, ngô, không được, Tống Trinh Ngọc lắp bắp, xem ra như đã nổi giận. Đừng động, Diệp Phàm đưa tay khống chế. Trinh Ngọc cũng lại yên lòng, khẽ nhắm hờ mắt, đầu lưỡi tương giao, hai người phảng phất quên mất tất cả. Thời gian cũng như ngừng lại, Tống Trinh Ngọc ngây ngô khẽ giật đầu lưỡi. Kỹ thuật quả thật rất kém cỏi. Dường như đã một thế kỷ trôi qua, tâm thần Tống Trinh Ngọc bay bổng, cô vẫn tương đối thuần khiết khiến người đối diện cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Anh, thật xin lỗi, Diệp Phàm tuy vẫn còn chút chưa thoải mái nhưng hắn cũng biết nụ hôn đầu đời của Tống Trinh Ngọc đã dành cho mình. Khoảng khắc này rất quan trọng đối với người thiếu nữ, e ấp là vừa đủ. Tống Trinh Ngọc không lên tiếng, liếc nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn vầng trăng.
hình như đang còn đắm chìm trong mơ mộng. Em, giận rồi, Diệp Phàm có chút thấp thỏm, cảm giác đối với loại thiếu nữ rất bảo thủ như Tống Trinh Ngọc thì hành động vừa rồi của mình thật sự là lỗ mãng, thời cơ hình như còn chưa thật chín. Chẳng qua Diệp Phàm cũng thấy khó hiểu với mình, rốt cuộc là tác quái hay thật sự đã yêu Tống Trinh Ngọc. Nếu như nói thật sự là yêu thì chắc còn chưa tới mức mãnh liệt như vậy, chỉ là trong hoàn cảnh đặc thù làm bản năng nổi dậy hơi mãnh liệt. Anh, đây là lần đầu tiên của em, Tống Trinh Ngọc chỉ nói khẽ một câu rồi lại im lặng. Anh biết, Diệp Phàm cũng chỉ nói lửng rồi tiếp tục, trở về đi thôi. Ừ, Tống Trinh Ngọc cũng ngắm đủ rồi, đáp một tiếng, hai người một lần nữa lên đường. Chẳng qua, Tống Trinh Ngọc hình như ôm chặt hơn. Hai đầu nhũ phong ép chặt vào lưng Diệp Phàm làm hắn cảm thấy thật dịu dàng. Bước chân chậm chậm giống như là trâu già kéo xe. Hai người cũng không lên tiếng, như đang đồng ý hưởng thụ tất cả, hưởng thụ đêm yên tĩnh, hưởng thụ ánh trăng tẩy lễ, hai trái tim lúc này đều vô cùng thánh khiết. Đã sắp đến Vịnh Lưu Tinh, nhìn qua dãy nhào tỉnh ủy thâm nghiêm, Diệp Phàm cười nói, Trinh Ngọc, nơi này chắc là có tới mười mấy quan lớn. Còn hơn ấy chứ. Tất cả đều là cấp phó ban trở lên, nghe nói đến 50. Tống Trinh Ngọc dịu dàng. 50, sao nhiều thế, thường vụ tỉnh ủy không phải là nghe nói mới 13. Diệp Phàm kinh ngạc. Thầm nghĩ, không thể nào có 50 à. Cho dù có đem toàn bộ cán bộ cấp phó ban trong tỉnh cũng không đến 50. Thường vụ tỉnh ủy tuy nói mới 13 nhưng phó chủ tịch tỉnh đã có 10 rồi, cộng lại đã 23. Thêm vào hội đồng đại biểu nhân dân. Hiệp thương nhân dân cũng có mười mấy người. Ngoài ra đám phó chủ nhiệm đảm nhiệm mấy chức vụ quan trọng cộng vào cũng đã gần 40 rồi. Các chủ tịch và bí thư ở hai thành phố Thương Hải và Thủy Châu đều là cấp phó ban, cộng thêm với một số cán bộ về hưu cấp phó ban khác tổng cộng đến 50. Tống Trinh Ngọc vì ở trong đó nên biết rất nhiều chuyện khiến Diệp Phàm mở rộng tầm mắt, thở dài. Hắn tự giễu cợt, chỉ là cán bộ cấp phó ban đã nhiều như vậy. Một nhân vật cấp phó phòng nhỏ nhoi như anh thì tính là gì, đúng là tôm tép, ai? Anh sao vậy, còn tưởng rằng mình dậy nổi sóng gió gì sao? Ở trước những người này anh coi như là một chân chạy vặt. Cán bộ cấp phó phòng toàn tỉnh có tới vài ngàn, mỗi ngày muốn vào Vịnh Lưu Tinh xếp thành hàng dài chờ, Audi xếp cả dãy, nên đừng tưởng rằng 19 tuổi làm phó chủ tịch huyện liền cho rằng đệ nhất thiên hạ rồi, Tống Trinh Ngọc trêu ghẹo. Chương 620, vào Tống gia. Anh dám nói chân của em thô, em cắn chết anh, hừ, Tống Trinh Ngọc không vui làm đồng chí Diệp Phàm cau mày, vội vàng sửa chữa, nói sai rồi, chân của em không thô, là gót sen, sờ lên rất mịn màng, Diệp Phàm cười gian, tiện tay xoa mấy cái trên chân Tống Trinh Ngọc rồi trượt đến vòng eo khiến cô cười xấu hổ. Trong lòng cảm thấy có chút nhộn nhạo vì tiểu tử Diệp Phàm này làm chuyện xấu, hết lần này tới lần khác lần tới chỗ đó. Là Tống cô nương, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Trinh Ngọc ở trong khu chung cư tỉnh ủy cũng có chút danh tiếng. Cũng không phải nói bởi vì cha cô là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mà cô công tác ở đài truyền hình tỉnh, gần đây còn chủ trì một tiết mục mang tính tiêu khiển, một tuần một buổi tối. Vì thế mà mọi người khu này đều biết cô, sau lưng gọi là tiểu minh tinh nên hai cảnh sát vũ trang trước cửa vừa nhìn thấy Tống Trinh Ngọc nằm ở trên lưng Diệp Phàm thì đều kinh ngạc rồi sốt sáng hỏi thăm, còn tưởng rằng cô bị thương. Bởi vì Tống Trinh Ngọc thường xuyên đưa cho hai cảnh sát này mấy bao thuốc ngon, dĩ nhiên thuốc đều là mấy người khách tới nhà chơi biếu xén. Tuy nhiên cha cô lại không hút thuốc, trái lại đều để mốc meo nên tiện tay phát cho những người này. Vì thế danh tiếng của Tống Trinh Ngọc rất không tệ. À, tôi không sao, chân không cẩn thận bị trật rồi, anh họ cõng tôi trở lại, Tống Trinh Ngọc vội vàng giải thích, nếu không ngày mai tin tức loan ra thì phiền toái. Anh họ, hai cảnh sát vũ trang giật mình. Chưa từng nghe nói qua Tống gia còn có anh họ nên nhìn lại một chút, cũng không hỏi cái gì, trực tiếp cho đi vào. Người anh em, cậu nói có phải là anh họ của tiểu minh tinh không? Một cảnh sát vũ trang tò mò. Có lẽ là phải, mà cũng có lẽ là không phải. Lão đệ cậu vẫn chưa rõ, hiện giờ mấy cô gái đều gọi thế. Nam thì bảo nữ là em họ, nữ thì gọi nam là anh họ, ai mà biết được, ha ha, người cảnh sát vũ trang kia vui vẻ cười nói. Có lẽ là bạn trai Tống cô nương, tiểu tử này đúng là trắng trẻo, như một học sinh, chẳng lẽ là bạn cùng đại học? Sao nghe nói Tống cô nương cũng chẳng qua mới 21, sẽ không tìm bạn trai sớm như vậy chứ, cảnh sát kia lại suy đoán. Coi như vậy đi, chúng ta quan tâm làm gì? Cậu xem hai người thân thiết chưa,
tiểu tử kia thật là may mắn. Tống cô nương như một mỹ nhân thiên tiên, lại có thể cho hắn vác trên người, khẳng định rất dễ chịu, ai, người kia lại thở dài. Tôi nói lão ca tức giận làm gì, chẳng phải anh tìm một chị mập. Đều là do anh đó, nếu như vừa rồi tới cổng anh đỡ em xuống thì chẳng xảy ra chuyện gì rồi. Nếu hai cảnh sát vũ trang truyền ra thì em giấu mặt vào đâu, Tống Trinh Ngọc tức giận, lại cắn Diệp Phàm một cái. Làm tiểu tử này đau nhăn nhó, vội vàng cầu xin tha thứ, Tống cô nãi nãi của tôi, cô nhẹ chút có được hay không, cổ tôi cũng không phải thịt heo, sắp bị cô cắn rất rồi. Tôi làm vậy cũng chỉ là sợ cô bị thương ở chân rồi cả tuần không dẫn chương trình được. Không có chuyện gì, có anh bảo vệ, ba ngày sau sẽ khỏi, Diệp Phàm nói khoác, cười thần bí. Có biện pháp gì tốt, nói mau, Tống Trinh Ngọc nóng nảy. Để sau hãy nói, về đến nhà chưa vậy? Diệp Phàm hỏi, nhìn tòa nhà ba tầng treo biển số 6. Hoàn cảnh còn rất u nhã, thấp thoáng vài cây đại thụ, chỉ thấy một cái cửa và ánh đèn bên trong. Mới vừa đi tới gần liền phát hiện bên trong có một phụ nữ nhìn rất quen đang đi lại lo lắng. Trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, biết người này chính là mẹ của Tống Trinh Ngọc, hình như là họ Tào. Bởi vì trước kia đã từng gặp qua ở nhà giáo sư Lan, cả nhà bọn họ tới cùng nhau, cùng ăn lẩu sói chuột, hắn định mở miệng ra kêu gì Tào thì Tào Mai Phương vừa thấy Tống Trinh Ngọc trên lưng Diệp Phàm nên luống cuống, còn tưởng rằng con gái bị thương, kêu lên hoảng hốt, lão Tống, anh mau ra đây, Trinh Ngọc bị thương rồi. Mẹ, con không sao, chỉ là chặt chân, Tống Trinh Ngọc vội vàng giải thích, lén lén liếc mẹ, tránh cho bà lo lắng. Chẳng qua trong lòng Tống Trinh Ngọc có chút bất an. Chỉ sợ cha mẹ trách mắng vì về muộn. Diệp Phàm có chút câu nệ vào đại sảnh, phát hiện bên trong cũng không thể nói xa hoa, chỉ có thể nói là cổ kính, chủ yếu là toát ra một vẻ trang nghiêm mà người ta vẫn hay gọi là quan khí. Trinh Ngọc, chuyện gì xảy ra, đã trễ thế này mới trở về, Diệp Phàm mới vừa để Tống Trinh Ngọc xuống, Tào Mai Phương nhìn Diệp Phàm vẻ lúng túng, liếc mắt, hỏi. Là cậu A, ngồi đi, Tống Sơ Kiệt hình như nhận ra Diệp Phàm chính là người đã giết sói chuột ở nhà Lan Cơ Văn nên bình tĩnh nói. Con, không cẩn thận bị ngã nên Diệp Phàm đưa về, Tống Trinh Ngọc có chút chột dạ, nói dối. Đưa con về, sao lại trễ thế, ngay cả điện thoại cũng không gọi, tí nữa làm mẹ lo chết. Nếu không trở về thì ông ngoại con nói phải báo cho cảnh sát, Tào Mai Phương giận trách, kiểm tra chân con gái phát hiện sưng rất lớn nên đau lòng hỏi. Ngã ở đâu mà vậy? Lão Tống, mau gọi Vương Đại Phu tới xử lý nếu không sưng to thì phiền. Đừng nóng vội, đã trễ thế này, cũng đừng có phiền toái người ta. Để tôi đi lấy dầu xoa xoa cho nó, Tống Sơ Kiệt bình tĩnh nhìn xem thì thấy chân con gái cũng không việc gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là bình thường. Điện thoại không có điện, Tống Trinh Ngọc ấp úng, vội vàng tiếp nói láo. Trưởng ban Tống, dì Tào, cháu. Cháu xin phép cáo từ, Diệp Phàm không dám ngồi, vội vàng đứng lên cáo từ. Hắn nhìn Tào Mai Phương thì đoán trong lòng bà ta chắc không hoan nghênh mình, bởi vì vào nhà đã mấy phút nhưng Tào Mai Phương vẫn không hề nhìn qua lẫn chào hỏi. Phàm, anh Phàm, đã trễ thế này, anh đâu có chỗ ở. Tống Trinh Ngọc bật thốt. Tào Mai Phương lại càng mất hứng, rõ ràng từ giọng nói con gái đã cảm nhận được Diệp Phàm không phải là bạn bè bình thường. Bà ta nhìn con gái. Đột nhiên hỏi, điện thoại di động của con đâu? Mẹ, con vừa mới nói đấy, không có điện, ở trong ví, Tống Trinh Ngọc căng thẳng, giọng hơi ấp úng càng làm cho Tào Mai Phương cảm thấy có chút quái lạ, tiện tay cầm ví của Tống Trinh Ngọc, chắc là định kiểm tra. Mẹ, con nói dối, thật ra điện thoại đã mất, Tống Trinh Ngọc cúi thấp đầu xuống. Đã mất, làm sao vứt, mất ở chỗ nào rồi? Tào Mai Phương lại càng hỏi dồn. Con, đánh rơi. Tống Trinh Ngọc thấy vẻ mặt mẹ mình như vậy thì càng hết hồn. Ai, gì, là như vậy, mới vừa rồi chúng cháu ở Thực Vương Nhai gặp phải một nhóm lưu manh nên bị bọn chúng vứt vào thùng nước nên đã hỏng rồi. Diệp Phàm cố lên gân, thầm nghĩ, chuyện này đoán chừng muốn giấu cũng giấu không được, chuyện lớn như vậy xảy ra, ngày mai chắc cục công an có thể phái người đến. Cái gì, đụng phải lưu manh? Trinh Ngọc a, làm sao con trễ vậy còn chạy đi Thực Vương Nhai, nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, tối nay làm sao con đi chơi trễ vậy, sắp sáng rồi, một cô gái làm vậy là không hay, Tào Mai Phương không nói trắng ra nhưng ý trách cứ rất rõ ràng. Diệp Phàm đương nhiên hiểu Tào Mai Phương đang nói mình. Cậu trẻ, cậu kể rõ cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tống Sơ Kiệt vẫn bình thản. Dạ,
con cùng với chị Triệu tỷ cùng nhau ăn cơm, gặp Diệp Phàm ở quán lẩu Lão Vương, hắn tới trường đảng tỉnh ủy học tập, không phải là có một lớp nhân tài xuyên thế kỷ sao. Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm rồi thuận đường đi dạo phố. Lúc 10 giờ thấy đói nên đến Thực Vương Nhai ăn điểm tâm. Chị Triệu đột nhiên nhận được điện thoại trong nhà đi về trước, sau đó gặp phải bọn lưu manh, Tống Trinh Ngọc dành kể trước. Chẳng qua chuyện sau đó cũng không dám kể thêm sợ cha mẹ lo lắng. Không đúng nha, cho dù là gặp phải bọn lưu manh cũng không tới giờ chứ, con đang nói dối, Tào Mai Phương lập tức chỉ ra điểm không ổn. Sau lại, Tống Trinh Ngọc len lén nhìn Diệp Phàm, không muốn nói, mẹ đừng hỏi, chẳng phải con về rồi sao? Không được, cần phải nói rõ, Trinh Ngọc, con còn nhỏ, đừng để người xấu lừa gạt, Tào Mai Phương như muốn ám chỉ. Diệp Phàm nghe trong lòng không thoải mái, đây chẳng phải là muốn nói mình dụ dỗ con gái họ đi sao? Liền nói, trưởng ban Tống, gì tao, là như vậy, sau đó có mấy cảnh sát tới tuần tra thì có hai người ở bàn bên cạnh là trọng phạm. Bọn họ lại không muốn làm chứng, cuối cùng bắt cóc Trinh Ngọc vào một, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ chuyện buổi tối nói ra. Kèm hai bên, còn gặp phải tội phạm giết người. Ai nha, Tào Mai Phương cả kinh. Tiểu Diệp. Cậu bảo lúc ấy cục trưởng cục công an thành phố Thủy Châu Đặng Kiến Quân không tới hiện trường, hơn nữa còn nói dối lên tỉnh. Tống Sơ Kiệt bắt đầu nghiêm túc. Ừ, nghe phó trưởng ban Lý Dương Hải nói là lúc ấy người chịu trách nhiệm cao nhất bên Thủy Châu là Trương Bá Dân, hình như là phó cục trưởng cục công an Thủy Châu. Sau đó phó trưởng ban Lý tới thành chỉ huy cao nhất, bắn bị thương kẻ bắt cóc cứu được mười mấy trẻ em và giáo viên, Diệp Phàm nói.